Chương 31 Sự xuất hiện của kênh truyền hình kém phát triển Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 31 Sự xuất hiện của kênh truyền hình kém phát triển Lee Hyun truy cập vào các trang web kinh doanh hàng hóa để có được thông tin về một số mặt hàng mà cậu có. Mình sẽ kiếm được kha khá đây, cậu đã ở lại Morata 3 tháng. Một nhiệm vụ thuộc dạng khoai nên cần nhiều thời gian. Nhờ vậy cậu kiếm được một đống lúc từ lũ vampi một áo choàng hai giày và bốn cái găng cộng với đống đồ linh tinh nhặt được lúc trên ở ngoài làng nữa tuy nhiên kết quả sau ba tháng đi trên đã không nhiều như cậu dự tính không giống như ở la Viac, nơi mà cậu độc chiếm toàn bãi quái cũng như có những chỗ để giấu đồ khắp bản đồ ngay cả khi có sự giúp đỡ của alveron thì cậu vẫn cần đến thực phẩm hỗ trợ để nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ vì thế chỗ thực phẩm tuyệt vời trên trời cậu mang theo đã cạn kiệt cậu hy vọng là sẽ kiếm được 6M. Nếu cậu khéo bán thì chắc cũng sẽ đủ, 6M là một số tiền lớn. Tuy nhiên để kịp nộp cho trường thì thời gian chỉ còn khoảng 3 tháng. Vậy nghĩa là mình phải kiếm được 2M mỗi tháng. Thế mà 6 tháng rồi mới được có 3M, Lee Hyun, em gái cậu và bà cậu. Một gia đình ba người mà thu nhập chỉ có 200k. Mọi thứ đều phải tính kỹ, chi tiêu dè sẽ tiết kiệm hết mức có thể chỉ năm tới thôi e cậu sẽ vào một trường đại học. Trong một năm thì sinh viên năm nhất cần có 10 m và con số lại tăng lên mỗi năm. Nhẩm tính tất cả các khoản, khi em gái cậu đi học đại học thì nó sẽ cần tối thiểu 3, 5 m mỗi tháng. Nào là tiền ăn, tiền học phí, phụ phí, bạn bè, sinh nhật, đồ dùng cá nhân. Rồi hồ oh, rau. Oh. Nó đã thống trị các trang web bán ai tắm do vậy người chơi sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ game. Lẽ thường là lòng tham của con người là vô đáy, nhiều người đã tập hợp lại với nhau thành các ghiêu độc chiếm các bãi quái ngon. Li Hyun chỉ còn nước là phải cạnh tranh với họ thôi. Mình chẳng quan tâm đến người khác làm gì, cứ việc bán hàng của mình thôi, Li Hyun cảm thấy rất tự tin về khoản này. Một đánh giá ba kim cương. Nhờ đó, các mặt hàng mà Lee Hyun đăng trên các trang web thương mại sẽ có một vị trí nổi bật hiển thị cho đến khi nó được bán ra. Ngon, Lee Hyun thấy hài lòng với chuyện đó. Sau đó cánh cửa phòng mở ra cùng với sự xuất hiện của em gái cậu. Oppa, đến giờ học rồi, còn chưa đến một tháng nữa là cậu phải làm bài thi JEE." Lee Hyun đã dành 2 giờ một ngày với em gái của cậu để ôn thi. Bíp, chuông điện thoại reo phá vỡ sự tập trung. Li Hi nghĩ rằng có thể đó là trang web kinh doanh đồ ảo liên hệ với cậu và nhấc điện thoại lên. Hello. Đây là CTS Media. Giọng nói vui vẻ và nữ tính của Na Jung Hi. Lee Hi Un đã nghe nó một lần khi cậu bán tài khoản của mình. Có chuyện gì vậy, có phải bạn lại mua đồ của tôi? Trong trụ sở CTS Media một bộ phận hiện đang tổ chức một cuộc họp quan trọng. Cổ phiếu của chúng ta tại thị trường phát thanh truyền hình đang ngày càng giảm. Khu vực của chúng ta có ít hơn 7% xếp hạng cho phát sóng các trận đấu, có quá nhiều người không quan tâm đến chương trình phát sóng về các trò chơi. Quá nhiều công ty game đã quay lưng lại với những cách tiếp cận trận đấu và cố gắng sử dụng rất nhiều quảng cáo. Chúng ta đã quá tập trung vào các phương pháp tiếp cận thương mại trong khi các công ty khác đang gia tăng doanh thu từ người xem của họ bằng cách tập trung vào bản thân trò chơi, có thể có một lý do khác, tuy nhiên chúng ta có lẽ vẫn cần một chương trình lớn như các đài truyền hình khác đang làm, vì vậy chúng ta cần phải có một chương trình về các trò chơi phổ biến nhất, Royal Rau, phải không? Hiện tại, hơn 90% các game thủ tại Hàn Quốc đang chơi trò này. Royal Rau là VRMMORPG đã gây sự chú ý của người dân trên một cơ sở trên toàn thế giới. Lẽ thường khi nó có mặt trong các bản tin hàng ngày, nhưng cần bỏ thời gian ra để làm riêng một chương trình về game. Trong những năm gần đây, ngay cả nhân viên văn phòng đã có thể đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ ở nhà mà không cần phải đi bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng roi hồ rau. Ngoại trừ, họ trở nên khép kín và nó biến thành một chút về vấn đề xã hội. Tỷ lệ người xem chương trình gắn với roi hồ rau là khá lớn. Tuy nhiên, người xem của chúng ta đã giảm dần, cũng như giảm lượng khán giả theo dõi thường xuyên. Nguyên nhân cụ thể là gì? tôi đã thuê người nổi tiếng và các diễn viên hài để đi vào các chương trình như nhà bình luận cho trò chơi các giám đốc của từng bộ phận cảm thấy xấu hổ nghệ sĩ nổi tiếng tại hàn quốc họ yêu cầu mức thù lao cao nếu danh tiếng của họ thuộc hạng a dù đã đầu tư nhiều như vậy nhưng lượng khán giả vẫn giảm mạnh thì thật khó hiểu tại sao bạn không mang đến những nghệ sĩ nổi tiếng hơn bạn có thể bỏ thêm một chút tiền để kéo lại sự quan tâm của khán giả cơ mà người nổi tiếng bây giờ đang tránh các chương trình của chúng ta giám đốc từng bộ phận đã ngồi thảo luận rất lâu mà vẫn chưa có câu trả lời trở lại ngày hôm nay cts media được cho là đài truyền hình phổ biến nhất đó là kênh phát sóng đầu tiên đưa ra người nổi tiếng nó đã không mất nhiều thời gian cho các xếp hạng tăng sau khi người nổi tiếng bắt đầu xuất hiện trong chương trình với sự xuất hiện của những người nổi tiếng Người xem đã tăng từ thấp đến bình thường. Đó là tại sao họ không thể bỏ đi việc thuê người nổi tiếng tham gia chương trình, nhưng dù vậy họ cũng đang bị tụt hạng. Nhân vật nổi tiếng ư, không thích hợp lắm cho chương trình về game, tuy nhìn dễ thương nhưng họ lại không có chút kinh nghiệm nào cả. Họ không biết các thuật ngữ của game thủ, các mánh của game, hay như họ không thể bình luận hay được. Khi trải nghiệm game thì họ chỉ tạo ra trò cười cho người xem khi không biết nhận nhiệm vụ từ NPC hay là không đánh nổi một con thỏ hoặc bị lạc trên các map. Đài truyền hình đã thu mua rất nhiều ai tắm tốt, họ muốn dựng nên một team và cho họ chơi trực tiếp để quay phim. Nhưng lại không thu được phản hồi tốt từ người xem. Royal Ra, tên của nó có một ý nghĩa riêng. Vì ai cũng có khả năng trở thành hoàng đế, đó là tham vọng của họ để nhận những thách thức và trở thành hoàng đế. Người chơi đều có giấc mơ này. Mỗi người có một cách để đi đến mục đích cuối cùng đó là một cuộc sống hạnh phúc đầy thử thách và mạo hiểm. Thậm chí kể từ khi roi hồ rau được phát hành, tỷ lệ tự tử ngoài đường cũng giảm. Nó là vấn đề cần được ưu tiên, mọi người thông cảm với giám đốc quản lý. Tất nhiên rồi, chúng ta nên làm điều đó sớm hơn, trong thời gian tới chúng ta nên loại bỏ việc mời người nổi tiếng chơi game, tỷ lệ người xem có thể giảm tạm thời nhưng đôi khi cần phải như vậy, kế hoạch phát triển được trình lên bộ tài chính một biện pháp quyết định để thúc đẩy người xem giữa các đài truyền hình của chúng ta chúng ta cần phải tổ chức một chương trình đặc biệt một chương trình đặc biệt cho đến nay khán giả đã dựa vào những tin tức để có được thông tin về các trò chơi tuy nhiên có một giới hạn cho mỗi thành phố hoặc nước không có gì giống như một bản tin trên đài nhàm chán trước mặt bàn Hãy để chúng tôi giới thiệu một cách để có được gần gũi hơn với người sử dụng, nói ngắn gọn thôi, hãy chọn ra 8 người và để họ kể những câu chuyện của họ. Họ cần phải có video ghi lại những câu chuyện đó và lưu lại vào Capsule, Capsule do Unicorn chế tạo để thưởng thức trò chơi thực tế ảo. Mỗi thiết bị để chơi roi hồ rau đều có sẵn tính năng lưu giữ, ghi âm và quay video. Chúng ta có thể phát sóng câu chuyện của họ và họ có thể cung cấp thông tin về những bí mật của roi hồ rau cũng như giới thiệu những ý tưởng mới. Đó là niềm vui cho mọi người tìm hiểu câu chuyện của người khác phải không? Đó là cảm năng sống cho người chơi mới, từ đó CTS Media đưa ra một chương trình phát sóng, người sử dụng lựa chọn cho nó. Họ chủ yếu nhắm vào những người chơi nổi tiếng có LV cao từ roi hồ rau. Người xem sẽ xem và làm theo những gì mà người nổi tiếng đó thực hiện, cũng như những nhiệm vụ mà họ đã làm và những bí mật mà họ đã có. Tất nhiên, họ sẽ không tiết lộ tất cả những bí mật nhưng ngay cả với một chút, người dùng sẽ say như điếu đổ. Các kỹ năng ẩn, cách nâng cấp skill, cách kiếm tiền, cách farm quái, tất cả đều rất hữu ích cho các người mới. Người chơi level cao hay những người có danh vọng lớn như chức trưởng hội, hoặc một thành viên quan trọng của một hội đều có những bí mật riêng. Cách điều hành một hội hay một thành phố cách quy hoạch và kế hoạch phát triển thêm một người nữa là thợ rèn tho một class lát rất hữu dụng và phổ biến bởi vì lợi ích mang đến là rất cần thiết bạn khó có thể chiến đấu tốt khi không có sự giúp sức từ các trang bị và còn một người cuối cùng có phải đây là số máy của lee hyun vâng đúng rồi chào bạn cũng đã khá lâu rồi nhỉ lần trước tôi cũng có gọi cho bạn tôi là thư ký của chủ tịch cts media ney dung vâng cũng lâu rồi, tôi thay mặt công ty cảm ơn bạn một lần nữa khi đã bán tài khoản cho chúng tôi. CTS Media đã sử dụng tài khoản của bạn để làm một chương trình đặc biệt trong game Content of Magic, CTS Media. Cậu lập tức nhớ ra tên công ty này. Chính công ty đã bỏ ra 3.09 tỷ mua tài khoản của cậu. Một số tiền mà cậu không tưởng tượng được, nó giúp cậu thanh toán hết nợ nần của gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy cô gọi để cậu đã đặt đồ lên trang đấu giá và chờ đợi bây giờ cậu đang nghĩ xem có phải đây sẽ là người mua hàng của cậu không tôi gọi là muốn hỏi xem cậu có nhớ tôi không thôi cậu phản ứng rõ rệt tôi không nhớ ta bạn cũng không để ý chút nào ư tôi hơi bận những lời của lee hiun là sự thật quay trở lại thực tại ngay cả bây giờ cậu cũng dành toàn bộ thời gian để hoạch định một tương lai ở roi hồ rau cậu không có thời gian rảnh để mà xem một chương trình về game. Vâng. Tôi hiểu, Ne Dung im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô hỏi một câu hỏi ngắn gọn. Hiện tại, công ty chúng tôi đang có dự án một chương trình và muốn mời Lee hee tham gia, vậy một lần nữa tôi cần xác nhận lại, có phải bạn đang chơi roi hồ không? Vâng đúng vậy, CTS Media đã có kế hoạch cho nhiều hướng phát triển khác nhau. Làm thế nào để kéo được một người chơi dù họ ở trong nước hay ngoài nước? Dùng người nổi tiếng cũng là một cách, như vậy sẽ kéo theo một lượng lớn fan, nhưng có rủi ro cũng cao là lượng anti fan. Người chơi là người có địa vị cao trong xã hội. Người chơi có trình độ cao. Nếu chỉ là điền tên vào 8 vị trí thì không phải việc khó, nhưng họ cần phải cân nhắc đến hiệu quả mang lại. Vậy nên họ không thể tạo ra một nhân vật hư cấu được. Họ cần phải xem xét kỹ các ứng viên thích hợp. Sau đó, họ đã nhớ đến một chương trình đã thành công trong quá khứ về game Continent of Magic. Quyết Nhân vật có các chỉ số cao nhất trong game. Người chơi nhân vật này cũng là một bí ẩn, một huyền thoại về độ cày quốc, cũng như thú vui nghiền nát đám quái nhiều giờ liền. Mọi người đều biết rằng Quyết rất nổi tiếng trong game Continent of Magic. Sau đó, nếu cậu ở Roi Hồ Rau câu chuyện về một huyền thoại trong game khác. Nhiều người chơi đã mong đợi điều đó. Vì vậy, đây là những gì họ muốn thử. Đây là người mà chúng ta cần. Hơn một năm đã trôi qua. Cũng giống như cá không thể sống thiếu nước, họ nghĩ rằng Lee Hyun sẽ ở Roi Hồ Rau. Tôi có thể hỏi cấp độ hiện tại của bạn ở Roi Hồ Rau là bao nhiêu không? Nè Dung hỏi với một thái độ thận trọng, Cô hiểu là khi hỏi một người không quen biết về đồ đạc hay cấp độ cũng giống như là điều tra thông tin riêng. 219 ly Hi Un trả lời 219 ư, thật là con số tuyệt vời nhưng Nè Dung đã hơi thất vọng. Người này đã là huyền thoại thống trị tại con tin of Magic. Cũng gần một năm rồi, vì vậy mức 219 là thấp hơn so với dự kiến. Đó là một trình độ khá cao, nhưng đã có khá nhiều người đạt được mức đó nhưng cô không biết rằng Lee hee -un đã dành một năm để chuẩn bị cho Roi Hồ Rau, còn thời gian cậu chơi không phải là nhiều. Ne Dung sau đó giải thích tình hình cho Lee hee -un. Lee hee -un, có một chương trình mới được tổ chức, trong đó chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, cô muốn tôi lên truyền hình. Nè Dung trả lời cho những câu hỏi của Lee hee -un. Không, chúng tôi không. Chúng tôi muốn tạo ra một câu chuyện về cách bạn đã chơi các trò chơi cho đến bây giờ gửi video cho chúng tôi và chúng tôi sẽ phát sóng. Tất nhiên nó sẽ trải qua kiểm tra, vậy là cô muốn video game.plai của tôi và tôi có được nhận thù lao không? Gửi cho chúng tôi một phần ngắn. Nhiệm vụ gì bạn đã làm, ở đâu và làm thế nào bạn lên level skill. Cũng như những loại bí mật bạn sử dụng để giúp bạn lên cấp, thế tôi sẽ được trả bao nhiêu cho việc đó, tôi nghĩ 500.000 cho mỗi tập phim. Nó được phát sóng 2 lần một tuần. Nó có thể là nhỏ, nhưng sau khi nó được phát sóng 20 lần, tùy thuộc vào xếp hạng, bạn có thể nhận được cao hơn. Đó không phải là một ý tưởng tồi, Lee Hyun nhận lời đề nghị vì việc đó sẽ tạo thêm thu nhập cho cậu. Nhân viên CTS Media đến nhà cậu để ký hợp đồng chính thức. Lee Hyun tỉ mỉ nghiên cứu hợp đồng để xác nhận rằng không có quy định không thuận lợi. Thậm chí nếu rating rơi, phát sóng bị gián đoạn, hoặc nếu họ thay đổi chương trình, Li Hyun vẫn sẽ nhận được 20%. Li Hyun đã dành cả đêm để tự hỏi phải làm gì. Mình nên đặt tiêu đề là gì nhỉ? Hợp đồng ghi rõ cần phải giao các bản thảo cho phần đầu tiên. Nhưng cậu sẽ bắt đầu ra sao? Cậu đã bị chặn lại ở câu đầu tiên. Cậu dường như hiểu được một chút về cảm xúc của tác giả khi viết truyện. Viết là không giống như viết bài. Tôi không phải là một nhà văn thực sự và tôi chỉ có thể gửi bất kỳ câu chuyện. Trong thực tế, đặc biệt là nếu nó bị lỗi. Dây 1. Vương quốc Rosenheim khởi đầu tại Citadel thuộc Serabuk, Đã đi đến trung tâm đào tạo cả ngày để đánh bại con bù nhìn. Dây 2. Đánh bù nhìn cả ngày. Dây 3. Đánh bù nhìn cả ngày. Dây 4. Đánh bù nhìn cả ngày tất cả 7 ngày trong tuần đều làm việc đó. Có ai giải thích hộ tôi không? Người quản lý của bộ phận sản xuất cảm thấy cuồng loạn. Đó là khó khăn không phải là khó chịu. Ông ấy sẽ nổ tung, thời gian này điều đó rất có thể sẽ xảy ra, các nhân viên cảm thấy sợ hãi, lần cuối cùng phát nổ, ông ta đã đập vỡ vài cái máy quay. Từ một khoảng cách an toàn, ông nói, có lẽ nên dựa vào may mắn để phát video. Nhiều người trong số họ là những nhà văn tệ hại Hãy để tôi đi xem một đoạn video Tôi có thể muốn lên kế hoạch phát sóng dựa vào nó Nhóm nghiên cứu phát sóng video bắt đầu kết thúc bản thảo Các video của UIT bắt đầu hiện trên màn hình của họ Và tất cả mọi người đã chết lặng vào những gì họ nhìn thấy Tám Hero, tên chương trình, CTS Media đã bắt đầu phát sóng chương trình Nhiều câu chuyện trong roi hồ rau vẫn là một bí ẩn Người chơi mạnh mẽ và nổi tiếng đã có một cuộc phỏng vấn, nhưng họ không bao giờ tiết lộ họ làm cách nào để trở lên mạnh mẽ. Do thực tế rằng các chương trình phát sóng đầu tiên cho thấy quá trình phát triển của người chơi, nó nhận được đánh giá rất lớn. Việc là một nhà lãnh đạo trong roi hồ rau, họ đã trở nên nổi tiếng. Họ quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng hơn. Bảy người đã thành lập một ghiêu hoạt đi với bạn bè để làm nhiệm vụ khó khăn trong tập đầu tiên và người thứ tám thì đánh bại một con bù nhìn đến chết. Vào cuối của tập phim đầu tiên, Internet đã có một cơn bão. Phản hồi của người xem thế nào? Khán giả có nghĩ họ đang bị trêu đùa không? Chúng ta phải đoàn kết lại. Tôi đã dành tiền lương của tôi để kiếm một cái gì đó như thế này sao? Người xem bắt đầu bình luận trên mạng. Một lần, hai lần, ba lần người chơi khi xem video đã cho rằng đó không phải cách làm của một pro hàng tuần mỗi khi chương trình phát sóng thì trên màn hình chỉ có một hình ảnh duy nhất đó là một cậu thanh niên đánh buồn nhìn không ngừng nghỉ hàng vạn lần khán giả cũng bắt đầu có những suy luận riêng có lẽ có gì đó đặc biệt ở con buồn nhìn họ tự hỏi việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng sau bốn lần phát sóng thì nó đã không còn nữa đạo diễn đã cho đình chỉ cảnh đó bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Vùng đất của sự tuyệt vọng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 32 Vùng đất của sự tuyệt vọng thằng này lạ quá. Sao nó lại nhảy vòng quanh thế kia, chắc nó bị điên, thôi, kệ mẹ nó. Chúng ta đi thôi, nhân vật đang nhảy nhót này khiến người dân thành phố Somren Liberty phải lo sợ và tránh xa. Nhìn anh ta trông có vẻ nguy hiểm nếu lại gần. Người đang nhảy lên rồi lại nhảy xuống trong cơn giận dữ đó chính là Quýt. Ác thậm chí Quýt còn hét lên. Mọi người thường có những hành vi điên loạn để thoát khỏi nỗi đau khổ trong lòng. Rất may là Quýt đang ở gần đền thờ của giáo hội Freya. Nếu cậu hành động như thế này ở ngay giữa phố, chắc chắn có ai đó sẽ quay lại video và tung lên mạng. Uwa! Cuối cùng, thậm chí Quýt còn bật khóc mình đã ném đi một cơ hội để phát tài, cậu rời vùng Morata bằng cổng dịch chuyển và đến thành phố Somren Liberty. Ngay lúc bước chân vào cánh cổng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Mình không thể sử dụng các hiệu ứng của bức tượng biên viên hay Iser Beauty nữa rồi. Tệ thật, cậu đã mất một tháng để chế tác hai bức tượng này. Kích thước của bức tượng biên viên thật đáng kinh ngạc, tràn đầy sự uy nghiêm, những ốc nó mang lại cực tốt. Nói chung, đây là một bức tượng tuyệt vời. Nhờ những ốc gắn liền với các tác phẩm điêu khắc, khả năng trên của cậu tăng hơn một nửa. Mẹ kiếp, lẽ ra mình phải mang nó theo cùng bức tượng biên viên thì không nói làm gì, nó quá to. Nhưng bức Ice Beauty thì vừa miếng, lẽ ra cậu phải tìm cách mang nó theo. Nếu cậu rao bán bức tượng Ice Beauty, bức tượng có thể tăng tốc độ hồi phục HP và Megapixel, người ta sẽ xếp hàng dài để mua nó. Vì được làm từ băng nên nó sẽ tan chảy theo thời gian. Nhưng nếu sử dụng ma thuật bảo vệ, bức tượng sẽ trường tồn. Những ốc gắn liền với các tác phẩm điêu khắc có thể được cộng dồn với các hiệu ứng đến từ vòng tay hoặc nhẫn, thậm chí là cả những hiệu ứng đến từ những ai tầm khác. Không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ thu về bao nhiêu nếu bán được bức tượng Ice Beauty. Xóc, tại mình quá tử tế, ngây thơ, lại đẹp trai nên mới để bi kịch này xảy ra, một người tử tế ngoan hiền quýt thấy chẳng khác gì một thằng ngu cả một kẻ vô sĩ hèn hạ bất lương nhưng giàu liệu đó có phải mục tiêu cuộc đời mà cậu thực sự hướng đến cũng chưa phải quá muộn sau này mày phải cứng trắng hơn quýt ạ mặc dù trở thành một nhà điêu khắc không phải mong muốn của mày nhưng nếu bỏ qua những lợi thế mà lát này mang lại chắc khó sống đấy cậu tái khẳng định mục tiêu cuộc đời quyết trở lại giáo hội Freya cùng Alveron và những linh mục khác, những người đã chứng kiến hành vi điên dại của cậu nãy giờ. Một số người cau mày, còn những người khác tỏ ra sợ hãi, họ từ từ lùi ra xa quyết. Thậm chí những NPC còn cố gắng né tránh cậu. Ahem quyết vuốt lại quần áo cho phẳng phiêu và trở lại với hình tượng nhà thám hiểm chính nghĩa luôn tiêu diệt cái ác và đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đi gặp tổng giám mục nào ngay sau đó, quyết cùng những linh mục khác đến diện kiến tổng giám mục ông đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của họ lần này cậu không cần xếp hàng như lần trước và được nghênh ngang đi vào phòng gặp trực tiếp tổng giám mục quyết khá hài lòng vì sự ưu tiên này mặc dù số tiền kiếm được đang tăng dần lên nhưng nếu không quản lý việc tiêu tiền cậu sẽ không bao giờ trở thành người giàu có được quyết cầm chiếc vương miệng đính trang sức trắng trong tay đây là Vương Miện Phago mà tôi đã tìm thấy và mang trở lại Giáo Hội. Oh, ta thật sự biết ơn cậu. Với việc mang trả lại Chén Thánh Helian và Vương Miện Phago, cậu đúng là vị cứu tinh của Giáo Hội. Nhiệm vụ tìm lại Vương Miện Phago hoàn tất. Vương Miện Phago là di vật thánh cuối cùng bị Clan Ma cà Rồng Tru lút đứng đầu là chúa tể Ma cà Rồng Tori đánh cắp từ Giáo Hội Phaea. Trong khi chờ đợi sự trở lại của quân đoàn bất diệt do Pháp sư Hắc Ám Bát Khang Demos lãnh đạo chúng đã đến vùng Morata và nắm quyền kiểm soát tại đây. Đối với bác Khang, kẻ tà ác muốn thống trị đại lục lục này, việc cơ ma cà rồng tru bờ lúc bị tiêu diệt sẽ là một đòn đau cho hắn. Vương miện Phago là biểu tượng của quyền lực thần thánh và sự uy nghiêm danh vọng tăng 1.200-1.200 FAME, tình hữu nghị với giáo hội Freya đạt 31 đóng góp với giáo hội Freya tăng 2.200. Đóng góp với giáo hội có thể xem trong cửa sổ giá trị đóng góp cho giáo hội Freya. 4.612 giá trị đóng góp với các tổ chức tôn giáo tăng lên do chống lại cái ác hoặc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan. Bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã tăng level nhờ hoàn thành một nhiệm vụ với độ khó B, quyết đã tăng liền lúc 9 level. Ây già, thưởng nhiệm vụ hậu hĩnh phết ở level hiện tại, chuyện tăng level một lẹo như thế này chỉ nhờ EXP từ việc giết quái là rất khó khăn đối với quyết. Tuy nhiên, để tìm được vương miệng Fago, cậu đã phải nằm gai nếm mật suốt mấy tháng, vì vậy kết quả này thật không dễ dàng đạt được. Tổng giám mục đưa cậu 30 lọ chất lỏng màu trắng và đỏ. Đây là món quà giáo hội ban thưởng cho cậu, nước thánh dùng để phục hồi HP, tất cả chỗ này ư. Mặc dù không nhiều, nhưng xin cậu hãy nhận lấy. Chúng khá hữu ích trong trường hợp khẩn cấp đấy, cảm ơn ngài rất nhiều quyết cất các bình nước thánh đi. Vì giá rất đắt, nên từ trước đến giờ, cậu chưa từng mua chúng nếu không phải kẻ cướp hay PK như bộ tứ duy chi, rất khó kiếm đủ tiền để sử dụng chúng thường xuyên. Vì lượng HP tăng lên theo level, nên người chơi cần phải mua vật phẩm hội HP tương ứng. Có rất ít người sử dụng nước thánh trong khi săn quái. Nhưng nếu có trong người, nó sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, hầu như ai cũng thử riêng cho mình vài chai. Ngoài ra, đây là trang bị được trao cho người anh hùng quyết được nhận thêm một ai tắm trong cùng set đồ với kiếm thánh Agatha mà cậu được thưởng trước đây khi trao trả chén thánh Helan cho giáo hội. Đây là phần thưởng dành được khi trao trả những di vật thánh cho giáo hội. Nó sẽ giúp mình kiếm kha khá đấy, ngoài ra, đây là một ai tắm trong bảo tàng của giáo hội. Nếu không có người sử dụng, nó cũng chỉ để đấy cho dính bụi. Thật may, lát của cậu phù hợp với ai tắm này, bạn nhận được một thắt lưng da chưa rõ nguồn gốc khi người chơi nhận được một ai tắm chưa rõ nguồn gốc, việc đầu tiên cần làm là nhận dạng. Không may ai tắm đó bị nguyên rủa, thuộc quyền sở hữu của người khác, hay chỉ số quá tệ, thì nó sẽ không thể sử dụng được. Thắt lưng da oai vơn đỏ của đây cơm độ bền. 60, 60 phòng ngữ. 22 chiếc thắt lưng này được làm từ da oai vơn, một loài động vật có đầu rồng, có cánh, Thân bò sát, đuôi có gai, còn được gọi là Green Dragon, sinh vật được mệnh danh là đứa con của bầu trời tự do. Wyvern đỏ là loài sinh vật cực kỳ hiếm, hiện tại chưa xác định được chúng đã tuyệt chủng hay chưa. Đeo một chiếc thắt lưng bằng da Wyvern đỏ sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm trong giới Advanter. Chiếc thắt lưng này rất co giãn, do vậy không dễ bị xé rách và vừa vặn với bất kỳ cơ thể nào. Nó có thể được luồn qua quần và thắt chặt eo của bạn ai tắm này dường như được tạo ra là để đeo các công cụ điêu khắc. Bậc thầy điêu khắc đây cơm đã khắc hình một đầu còn oai vơn vào giữa thắt lưng. Yêu cầu level 150 chỉ dành cho người chơi thuộc Class Kunto Option. Quyến rũ 15, 15 chăm, sức mạnh với 10, 10 STR, nhanh nhẹn 30, 30 AGI skill điêu khắc 7. Tạo ra tác phẩm điêu khắc đi đeo dây lưng này sẽ được cộng thêm 5 điểm danh vọng quyết im lặng một lát cậu đã hy vọng sẽ nhận được một ai tắm thực sự đặc biệt nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có độ khó bê, vậy mà cậu chỉ nhận được thắt lưng đây cơm rõ ràng, các chỉ số ai tắm này mang lại không thực sự tốt. Những ai tắm tăng phòng ngự và các chỉ số dạng này không hiếm, không khó để tìm được một ai tắm khác tương tự. Tuy nhiên, ai tắm này là độc nhất vô nhị, bởi nó được làm từ tay đây cơm một trong năm nhà điêu khắc vĩ đại nhất đại lục. Giờ thì nó đã nằm trong tay uyết. Mình có thể kiếm được khoảng 900 cao quân, một xe trang bị của đây cơm chiếc mũ bảo hiểm và các công cụ điêu khắc của ông đã từng một lần xuất hiện trên trang web đấu giá. Op của chúng nâng cao skill điêu khắc, một skill vô dụng với người bình thường. Khi mà class điêu khắc sắp tuyệt chủng, những vật phẩm dạng này thường không được giao dịch. Tuy nhiên, chiếc mũ bảo hiểm đã được bán giá 800 cao quân và các công cụ điều khắc có giá 1 TR 1 quân. Chúng được mua bởi một nhà sưu tập ai tắm hiếm. Các ai tắm cậu tìm thấy và trao trả lại cho giáo hội, chén thánh Helian và vương miệng Phago là những ai tắm hiếm ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi, giáo hội Freya, muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với người anh hùng này. Chúng tôi nợ cậu một lời cảm ơn chân thành suốt đời. Ở bất cứ nơi đâu, nữ thần Freya đều sẽ ban phước lành cho cậu. Nếu cậu bị thương, hay bị nguyền rủa, hãy đến và tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chữa trị cho cậu miễn phí. Ngoài ra, cổng dịch chuyển của giáo hội cũng luôn sẵn sàng phục vụ cậu, mọi lúc cảm ơn rất nhiều, tổng giám mục buông một tiếng thở dài. Từ thái độ cho thấy, dường như ông đang gặp một trắc rối nghiêm trọng. Ba di vật thánh của giáo hội cuối cùng cũng trở về. Với sự phục hồi nguyên vẹn quyền lực sức mạnh và uy nghiêm thần thánh các paladin và priest của chúng tôi có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh nguyên thủy của mình quân đoàn bất diệt do bác khang demop dẫn đầu đang tiến xuống vùng đồng bằng phía bắc cằn cỗi và bổ sung lực lượng nhưng theo các tin nhắn cuối cùng được gửi lại bởi các paladin đi do thám thực tế Chúng không cần sự góp mặt của những con quái vật mới tuyển dụng cũng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, quân đoàn bất diệt do bác Khang Demop cầm đầu thực sự đáng sợ bởi mỗi thành viên đều là undead. Những người chết trận mà không được kẻ thù chôn cất sẽ sống lại và trở thành undead. Có những paladin sử dụng ma thuật hắc ám và priest ban phước quỷ. Mỗi khi quân đoàn bất diệt chiến đấu, lực lượng của chúng đều tăng lên. Có thông tin cho rằng bác Khang Demop đã hồi sinh và cùng lúc đó chúng ta cũng phát hiện được ra lũ ác quỷ necromen đang đẩy mạnh tốc độ di chuyển lũ necromen nghiên cứu pháp thuật bằng máu tươi và trong sự hận thù có thể coi là mầm mống của cái ác ta nghe nói chúng đang chuẩn bị làm gì đó ở vùng đất của sự tuyệt vọng những kẻ lưu vong sống ở vùng đất của sự tuyệt vọng lũ necromen do bác khang demop lãnh đạo tin tưởng vào belet quỷ satan không hiểu tại sao lũ necromen những kẻ chuyên nghiên cứu về nguồn gốc của Megapixel lại xây một đền thờ để thờ phụng Belet các tinh linh hắc ám và những kẻ lưu vong, những người bị vương quốc trục xuất trong suốt thời kỳ hỗn loạn sống ở vùng đất của sự tuyệt vọng. Một vài Necromen trong ngôi đền đã rời đi để đến vùng đất của sự tuyệt vọng. Hãy tìm và loại bỏ chúng. Nếu bạn đi đến đền thờ của vương quốc Rosenheim, bạn có thể nhận được thông tin về chúng và được hỗ trợ quân đội. Độ khó B phần thưởng chưa rõ hạn chế nhiệm vụ. Nếu thất bại, giá trị đóng góp cho giáo hội Freya trở về không giảm 3.000 danh vọng, 3 không FAME, quyết cảm thấy muốn thở dài. Lại một nhiệm vụ với độ khó B. Hơ hơ mờ, không biết có ngon ăn không, nhưng nhiệm vụ vô thời hạn kiểu này cần phải đề phòng vùng đất của sự tuyệt vọng trải dài về phía đông bắc của vương quốc Rosenheim. Nó nằm tại biên giới giữa vương quốc Bơ Trần và vương quốc Rosenheim. Nơi này, quái vật nguy hiểm được sinh ra với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là điều đầu tiên về vùng đất của sự tuyệt vọng. Trong một bản đồ được tìm thấy ngẫu nhiên có tên là bản đồ đại lục Versailles, vùng đất của sự tuyệt vọng thậm chí còn lớn hơn cả vương quốc Eden, vương quốc lớn nhất đại lục. Lũ Necroman dám chống lại chúa trời sẽ bị loại bỏ, bạn đã nhận nhiệm vụ cảm ơn, người anh hùng, khuôn mặt tổng giám mục trạng ngời hạnh phúc. Một khi chuyện này kết thúc, ông sẽ không phải đối mặt với Quyết nữa. Quyết chậm chậm bước ra khỏi giáo hội. Sau khi thực hành buôn bán ở những làng lân cận, mà Pan quay trở lại thành phố Somren Liberty. Bất chợt, anh nghe được một giọng nói thân quen của ai đó mà đã lâu anh chưa được gặp. Thư thoại này, mà Pan à, Quyết đó hả? Tôi cứ nghĩ là cậu chết rồi cơ. Giờ cậu đang ở đâu vậy công việc xong xuôi cả rồi. Giờ anh đến trước cổng giáo hội Freya đi được, tôi đến ngay đây. Ma Pan chạy nhanh như gió, chưa đến 10 phút anh đã đến trước cổng giáo hội. Quýt đã trở lại sau khi tạm rời đi để làm nhiệm vụ với độ khó bê. Anh đã đến ngay tấp lự mà không thèm dọn cửa hàng. Đi theo anh là một phụ nữ xinh đẹp. Tất nhiên, Ma Pan muốn hỏi về những chuyện Quýt đã trải qua, nhưng nghĩ rằng làm thế thì không được lịch sự, nên anh đã giới thiệu đồng sự của mình trước. Xin giới thiệu, đây là Quýt, còn đây là quý cô Hoa Duy rất vui vì được gặp cô. Tôi là Quýt, chào anh. Tôi nghe Ma Pan kể về anh khá nhiều, trong suốt khoảng thời gian Quýt vắng mặt, Ma Pan đã gặp Hoa Duy và họ cùng nhau hợp tác đi buôn. Class của cô giúp ích khá nhiều cho công việc của Ma Pan. Quýt này, đừng có sốc nhé, vì quý cô Hoa Duy đây là một vũ công, vũ công Á. Hoa Ri nói với một nụ cười vui vẻ, class này cũng tương tự class thi sĩ thôi. Với việc nhảy múa thay cho âm nhạc, chúng ta có thể bước cho đồng đội và chiến đấu với kẻ thù hộ, ra vậy. Chắc cô phải vất vả lắm nhỉ, không hề. Nhảy nhóc thú vị lắm, tôi thích vậy, sự đặc biệt của hoa ông khiến kẻ thù bối rối. Khi cô bắt đầu nhảy múa, lũ quái bị mất tinh thần chiến đấu và rơi vào trạng thái bị choán. Có thể coi đây là một cờ lát ẩn. Thậm chí cô có thể làm choán lũ quái mạnh hơn level 175 của mình nhưng lượng megapixel tiêu tốn lớn hơn nhiều so với bình thường, tương đương với khi cô làm choáng cả bầy quái lớn. Ngoài ra, nếu cô tấn công lũ quái trong lúc nhảy, chúng sẽ thoát khỏi trạng thái bị làm choáng. Cô chỉ có thể sử dụng một con dao găm nhỏ bằng một tay và chỉ số tấn công, phòng thủ của cô lại hơi tệ, chính vì vậy cô không thể đi săn một mình. Suy cho cùng thì class nào cũng có những điểm mạnh yếu khác nhau. Trong mọi tình huống, cho đến tận bây giờ bất cứ khi nào bắt gặp lũ quái hoa ri ông sẽ làm choáng chúng trong khi ma pan nhanh chóng đánh xe ngựa chạy trốn một nhà điêu khắc một thương gia một vũ công càng lúc càng vui na một truyền thuyết được lưu truyền trong royal Rau, nói về những người với cờ lát sản xuất và những cờ lát bất thường khác các cờ lát mà mọi người tránh xa bằng cách kết hợp những điểm mạnh vào với nhau họ phát huy tối đa khả năng cá nhân và tổ đội mạnh mẽ nhất được hình thành cách họ vây bắt và hạ gục quái vật đã trở thành huyền thoại. Họ đã thể hiện ra khả năng sử dụng tối ưu kỹ năng của mình cho đến khi tan rã. Tất nhiên, tổ đội đó được hình thành trong giai đoạn đầu của roi hồ rau, và nguồn gốc của truyền thuyết này thì chưa rõ. Hư cơ mờ nờ cấu, săn quái có hiệu quả hay không chủ yếu là do phương thức chiến đấu. Thật dễ dàng để tìm người rồi sau đó tạo tổ đội với họ. Nếu kết hợp ăn ý, tốc độ săn quái sẽ được tăng lên đáng kể nhưng với những người yếu đuối và vô dụng trong chiến đấu, sự xuất hiện của họ chỉ làm vướng chân vướng tay đồng đội. Chẳng có lý do gì khiến họ được người khác mời vào tổ đội, thậm chí ngay ở địa điểm bắt đầu, nơi những người chơi chưa phát tiết hết tiềm năng chiến đấu của mình. Gasser Mapan đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó anh rón rén lại gần Quýt và thì thầm. Sau khi trải qua quá trình tập luyện sư tử hống cùng cậu, tôi thực sự cảm thấy mình có thể chịu đựng và có ích với bất kỳ người nào xuất hiện trong trận chiến rồi sao cậu có biết điệu nhảy của hoa rion khi đối mặt với lũ quái vật nó như nào không Dư lào theo bubi bubi đưa đẩy nhẹ nhàng vê gung quýt nuốt nước bọt cô nàng này nếu gặp hay og sẽ tiếp cận lại gần chúng và nhảy điệu bubi bubi má hoa rion ứng hồng trước đây tôi thường xuyên đi đến các quán bar giờ thì tôi không thể hoãn cái sự sung sướng từ việc nhảy nhót mang lại nữa. OHEA, điều Mapan muốn hỏi thực sự, nhưng cậu đã đi đâu trong suốt 3 tháng qua? Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ, quyết cười vui vẻ, anh sẽ sớm biết hết thôi, hiu chuyện bắt đầu tại thành phố Somren Liberty. Này anh bạn, anh có biết về nhà thám hiểm tên Quyết không? Gần đây, anh ta đã hoàn thành được một nhiệm vụ khủng lắm. Vương viện Krau, cái vương miện của giáo hội freya bị đánh cắp ấy anh ta đã tìm ra nó và trao trả lại cho giáo hội clan ma cà rồng truberlúp là đội quân thiện chiến bậc nhất của pháp sư hắc ám bác khang người đàn ông dũng cảm tên Quyết, nổi tiếng với lòng mộ đạo và nghệ thuật nghe đồn đã làm gọi cái clan đó đấy cậu cũng biết Quyết nổi tiếng phải không khắp nơi tất cả npc trong cửa hàng nhà huấn luyện nhà trọ diêu lính đánh thuê vờ vờ đều bắt đầu nói về Quyết sau một thời gian, chuyện này lan sang Liên Hiệp Britain. Chuyện đồng trời vừa xảy ra ở thành phố Somren Liberty, một nhà thám hiểm tên Quyết đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cực khoai của giáo hội Freya. Một anh chàng tên Quyết. Quyết đã. Rồi đến vương quốc Rosenheim. Mày có biết Quyết xuất thân từ vương quốc của chúng ta không? Cái gì, không biết á, giỏng tai lên mà nghe đây này, thằng ngu những câu chuyện về quyết trở nên phổ biến ở khắp các quốc gia, thậm chí dân ở các vương quốc Tho, Hà Pan, đều biết về cậu. Sau khi rời khỏi hộp đăng nhập, Lee Hyun log on vào trang web đấu giá. Cậu chép mail và lại nhận được một e mail từ tổ chức Dark Gamer. Bạn nhận được lời mời từ tổ chức Dark Gamer để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, e mail này chỉ được gửi cho một số lượng nhỏ người được chọn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tổ chức Dark Gamer tồn tại ở khắp nơi, cho dù là đại lục Versailles hay trong cuộc sống thực tế. Chỉ cần có bóng tối, chúng tôi sẽ tồn tại. Hy vọng chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện bằng cách này, bạn có thể hiểu thêm về tổ chức và những gì tổ chức làm. Bạn có thể tham gia các cuộc trò chuyện, và nếu thấy cần phải giữ liên lạc với chúng tôi, thậm chí bạn có thể tìm được một đối tác hợp lý. Lee Hyun bỏ qua e-mail và bắt đầu viết một thread đấu giá item. Trong số các ai tắm cậu sở hữu, những ai tắm này có thể bán lấy tiền và cần phải bán ngay lập tức. Bởi vì theo thời gian, giá ai tầm trong roi hồ rau sẽ từ từ giảm xuống. Đó là hệ quả tất yếu của việc số lượng ai tắm cần bán tăng lên theo số lượng người chơi có level cao ngày một nhiều. Tuy nhiên, đó cũng không phải là vấn đề gì to tác lắm, bởi nhu cầu tìm kiếm ai tầm khủng trong game cũng gia tăng đáng kể do sự xuất hiện của người chơi mới các trang bị của lũ ma cà rồng vùng Morata vẫn còn trong thời hạn đấu giá. Đến nay, giá của chúng đã đạt từ 100k đến 400k quân. Hay lắm! Khi giá mua cao nhất được đặt, chắc cũng phải đạt đến con số mình kỳ vọng Li Hyun tham gia một cuộc đấu giá mở và sau đó đăng ký các ai tắm muốn bán. Có hai ai tầm được ưu tiên, đó là hai trong số những ai tắm cậu nhận được từ Tổng giám mục giáo hội Freya kiếm thánh Agatha và nhẫn của tổng giám mục sẽ có thể được bán với giá trên trời đối với các ai tắm phổ biến, sẽ có giá thị trường riêng. Tuy nhiên, với những ai tắm khó kiếm như hai ai tắm trên, giá sẽ tùy thuộc vào người muốn mua nó. Nếu gặp một người thật sự cần ai tắm đó, nó có thể được bán với giá cắt cổ, nhưng nếu không gặp được người như vậy, bạn có thể sẽ không nhận được một mức giá hợp lý. Sẽ tốt hơn nếu bán được giá. Li Hyun Upolat bài đấu giá lên web rồi tắt máy đi ngủ. Qua một đêm, sự ồn ào tăng mạnh trên trang web đấu giá. Đây rồi. Nhìn xem, anh ấy bột cái gì lên web này, chẳng có ai đánh giá cái trang web này ở mức 3 kim cương như anh ta cả. Đúng cái ID này rồi quyết đấy. Anh ta thực sự đang bán ai tắm từ roi hồ rau, tin này hot quá, khi tài khoản trong game lục địa phép thuật của cậu được bán, Quýt đã trở thành một người nổi tiếng. CTS Media đã làm một số chương trình về tài khoản của cậu và được phát sóng trực tiếp trên game này. Hiện tại, ngay cả những người không quan tâm đến trò chơi, không ai là không biết quyết ID của Lee Hyun trên trang web buôn bán ai tắm. Cái tên đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí những người sử dụng khác. Cho đến nay, Quýt đã bán được một hoặc hai ai tắm, nhưng đó không phải là những ai tắm thực sự tốt. Trang bị Dead Night không phải là trang bị rất phổ biến vào thời điểm này, và không có nhiều người cần áo choàng ủng găng tay ma cà rồng do vậy Thread đấu giá đã không nhận được bất kỳ sự chú ý nào thánh kiếm agatha găng tay khắc hoa hồng nhẫn của tổng giám mục đây đều là ai tắm đến từ giáo hội freya và được những paladin của giáo hội này sử dụng găng tay khắc hoa hồng không phải là ai tắm nổi bật so với những ai tắm cùng level khác do vậy giá thị trường không được cao tuy nhiên Thánh kiếm Agatha được sử dụng bởi các paladin của giáo hội Freya là một trong những ai tắm được biết đến rộng rãi nhất. Giới hạn lever sử dụng khá thấp trong khi chỉ số tấn công lại cao. Thậm chí người sở hữu nó có thể được ban phước 5 lần mỗi ngày, do vậy, nó được những người chơi thuộc class sử dụng kiếm rất mong muốn có được. Có ai đó đã nhìn thấy lít ai tắm ly tải lên, và sau vài nghiên cứu, đã viết bột này. Bài viết nhanh chóng được lan truyền khắp Internet nhân vật nổi tiếng trong game lục địa phép thuật đang chơi roi hồ rau. Quýt đã đấu giá ai tắm của các paladin thuộc giáo hội Freya. Ngay lập tức, rất nhiều người viết bài trên trang web đấu giá. Phải chăng Quýt đã gia nhập giáo hội Freya? Anh ấy bị tổng giám mục hấp diêm rồi sao? Anh chàng này đã trở thành một paladin. Ngạc nhiên chưa? Xuyên suốt toàn bộ lục địa, số lượng paladin chỉ chưa đến 100 người. Để trở thành một knight của các vương quốc, hay trở thành một lãnh chúa khá thì dễ dàng, nhưng để trở thành một paladin thuộc giáo hội, bạn phải vượt qua rất nhiều những tình huống khó khăn. Đó thực sự là quyết đấy. Trong roi hồ rau, anh ta cũng ấn tượng đấy chứ. Như mình hồi trẻ. Các cơ mơ tờ về bài đấu giá của Hyun liên tiếp được đưa ra. Có thể thấy được niềm vui và sự bất ngờ của những người cơ mơ tờ khi phát hiện ra quyết đang chơi roi hồ rau. Những người chơi game lục địa phép thuật, và những người đã nghe câu chuyện huyền thoại về quyết trên Internet đã tập trung lại với nhau. Tuy nhiên một số người không giấu được vẻ thất vọng. Nếu đó thực sự là quyết của game lục địa phép thuật, thì ít nhất đối với những người chơi game này như chúng ta, anh ấy thực sự là một huyền thoại sống. Đúng đấy. Dường như không gì là không thể với anh ấy. Anh ấy đã đi và chinh phục các bãi quái nguy hiểm. Trong tất cả các bãi quái mà quyết trên qua, không có con quái nào còn tồn tại, để nhớ rằng anh ấy đã từng đặt chân đến nơi này. Anh ấy luôn đi một mình, và chỉ thế là đủ. Kẻ chinh phục trở thành paladin của giáo hội Freya, Eya, đó thực sự là điều tôi mong đợi. Một con người cô độc và có sức mạnh tuyệt đối đã trở thành mục tiêu để mọi người tôn thờ. Bây giờ, sự chú ý sẽ được tập trung hoàn toàn vào cậu ta. Mặc dù là đấng tối cao trong lục địa phép thuật, nhưng liệu trong roi hồ rau, cậu ta có thể mạnh hơn được nữa không? Đã một năm đã trôi qua kể từ khi roi hồ rau được ra mắt. Giờ mới bắt đầu thì có vẻ không hợp lý. Bất cứ điều gì về anh ta sẽ trở nên nhàm chán. Trông thấy cái tên Quýt làm tôi thực sự hạnh phúc, nhưng anh ta không phải idol của tôi người bình luận bày tỏ những ý kiến trái chiều. Đối với cái tên Quýt, người đã trở thành một biểu tượng bất diệt trong game, người thì cho rằng việc trở thành Paladin thì đáng chúc mừng, người khác lại thấy thất vọng vì Uyết không còn có sức mạnh tuyệt đối như ở trong game trước. Đương nhiên, khi cuộc khẩu chiến này xảy ra, sự chú ý đến bài đấu giá đã suy giảm. Và giá món đồ Li Hiun đưa lên tăng lên rất chậm. Trong thời gian chờ đợi một đại gia nào đó xuất hiện, cậu khẩn trường gửi một dòng văn bản. Tôi vừa lâu ô út khỏi roi hồ rau những dòng này được viết ra để khuyến khích những bên đối lập chém gió quyết liệt hơn. Thằng nào vừa sổ đấy. Ai mà quan tâm mày đang lâu ô út hay sinh in? Ảo tưởng. Đi về bú tí mẹ đi. Hôi sữa vật cơ đờ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các bình luận tỏ vẻ hoài nghi liên tiếp được đăng lên. Sau đó chủ thuyết bắt đầu viết một bài chi tiết hơn và up lại. Ở đại lục Versailles, khoảng 5 giờ trước, các NPC đã bắt đầu kể những câu chuyện về huyết. NPC khắp đại lục này sôi nổi kể lại cuộc phiêu lưu của anh ta, hấp diêm toàn bộ clan Trubelup, một trong những đạo quân hùng mạnh nhất thuộc quân đoàn bất diệt của Pháp Sư Hắc Ám Bác Khang Đê và trao trả lại cho giáo hội Freya những di vật thánh. Tôi cũng là một người chơi trong game lục địa pháp thuật. Nghe nói là Quyết đang bán trang bị của Paladin và tôi tới đây để xác nhận lại điều này. Vì vậy, cái thết đấu giá này thực sự là do Quyết lập ra. Tôi ngưỡng mộ anh ta quá. Cùng dâm thần công mạnh thật quân đoàn bất diệt của bác Khang. Đó chẳng phải là một trong những đạo quân mạnh nhất trôi hồ rau sao. Hơn nữa, nếu đó là clan Trubelup, một clan với những cá nhân có level thấp nhất là 270. Thằng lãnh đạo Tory của clan đó còn có level 400 nửa cơ. Đéo thốt nên lời nữa rồi. Hư cấu vải nồi. Mọi người tỏ vẻ không tin tưởng và cố gắng lờ đi bài viết này. Một câu chuyện hết sức hư cấu nào là trao trả di vật thánh cho giáo hội freya rồi lại còn tiêu diệt clan Trubeluk, khó vải nồi thế thì bố ai làm được nói ai đó có thể hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi này thì khó tin quá nhưng các bằng chứng lại rất rõ ràng trang bị dành riêng cho các paladin thuộc giáo hội freya và nhẫn của tổng giám mục đặc biệt là chiếc nhẫn của tổng giám mục chỉ có những ai có cống hiến cực lớn cho giáo hội mới được ban cho ai tắm này kể cả khi bạn có trở thành một paladin, bạn cũng không thể nhận được ai tắm này. Ngoài ra, còn có một bằng chứng không thể chối cãi. Những ai tắm vampi được Lee Hyun rao bán lần trước. Áo choàng và giày vampi vẫn còn nằm yên vị trong phòng đấu giá. Lee Hyun chỉ ngủ 4 tiếng và thức dậy khi mặt trời còn chưa ló ra khỏi rặng tre, vê cậu nhanh chóng mặc quần áo và đến chợ sớm để mua đồ cho bữa sáng và để làm cơm hộp cho em gái tất nhiên là trường cũng có căng tin bán đồ ăn nhưng hiện giờ không có nhiều người ăn ở đó nữa dinh dưỡng nghèo nàn và nguồn gốc nguyên liệu thì không tin được thậm chí nếu có chẳng may bị ngộ độc thực phẩm đó cũng không phải chuyện bất ngờ cậu phải chuẩn bị thức ăn ngon cho em gái bởi cô bé đã học hành rất chăm chỉ ngay cả nếu không phải vì thế để ngăn ngừa cảm giác đau khổ của cô bé vì cái chết của cha mẹ cậu muốn cô được ăn những món ăn tràn đầy tình thương do chính tay mình làm ra. Trong khi lang thang quanh chợ, Li Hyun đã mua rau tươi và thịt. Tất nhiên là cậu không quên mặt cả. Ngay cả khi các cửa hàng không có chiết khấu cho sản phẩm, chỉ cần chào hỏi tử tế và tạo sự thân thiết với người bán, cậu vẫn có thể mua được thực phẩm với giá khá rẻ. Kể từ khi nhận hết trách nhiệm gia đình về phía mình, trình nấu ăn của cậu đã tăng lên kha khá. Tuy nhiên, sự thăng tiến đó đến từ roi hồ rau nhiều hơn. Bây giờ cậu đã tự tin trình độ nấu ăn của mình không thua kém ai. Với khả năng này, cậu có thể kiếm được một công việc trong nhà bếp của một nhà hàng. Do, Oppa, chào buổi sáng sau giờ em mới dậy khi Lee Hyun đi chợ về, cậu bắt gặp em gái đang bước ra khỏi phòng và dụi mắt. Đi đánh răng rửa mặt đi. Không là đi học muộn đấy, được rồi mà. Vẫn còn kịp chán, đừng có lười biến thế nhanh tay nhanh chân lên, tơ cơ hờ, ngày nào anh cũng chỉ cằn nhằn thôi. Để sang một bên đi, việc chuẩn bị cho bài thi GEG, thi bổ túc trung học, vẫn tốt chứ ạ, à, Lee Hyun đã hứa với bà sẽ thi đổ GEG, vì cậu không thể tốt nghiệp trung học như bình thường được nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thèm nhìn vào quyển sách lấy một lần. Nếu có thời gian để nghiên cứu địa lý, cậu sẽ nhìn vào bản đồ của Đại lục Versailles. Thay vì nghiên cứu lịch sử Việt Nam, cậu sẽ đọc những cuốn sách lịch sử về đại lục Versailles. Bởi vì nếu muốn trở thành một nhà thám hiểm nổi tiếng, bạn cần phải biết được lịch sử đại lục. Tất nhiên là anh đang học hành rất chăm chỉ, em không phải lo, nếu nhìn kỹ, đây không phải là một lời nói dối, suy cho cùng thì học cái này hay cái khác thì cũng vẫn là học. Ok, em tin tưởng anh, khi em gái vệ sinh cá nhân, Li Hyun chuẩn bị bữa sáng. Vì trời sắp chuyển sang đông nên thời tiết đã bắt đầu lạnh, cậu chuẩn bị một bát súp rau tươi, cơm đậu đỏ và vài món ăn kèm. Cảm ơn anh vì bữa ăn, sau khi gửi em gái tới trường, cậu có vài phút tự do. Xem nào, thử xem giá ai tắm mình đấu giá tăng đến mức nào rồi, Lee Hyun đăng nhập vào trang web đấu giá. Số lượng người tham gia không thấp hơn 140k. Collegator, rõ ràng có 140k người đặt giá, nhưng mức giá cao nhất cho ai tắm này chỉ đạt 230k quân thậm chí nếu bỏ rẻ thánh kiếm Agatha, ít nhất cũng phải thu về 2 TR quân. Ai lại đặt giá 230k quân nhỉ? Và nếu có tận 140k người cùng tham gia, cái giá này liệu có phải thật không? Lee Hyun không tìm được đầu mối nào, và cậu click vào cuộc đấu giá. Quyết, cậu thật sự ấn tượng đấy, tôi rất thích những ai tắm cậu đấu giá, nhưng tiếc là không có nhiều tiền mặt, nên chỉ có thể đưa ra mức này thôi. Người viết bài này chỉ đặt giá khởi điểm có 500 quân. Nhiều người muốn tham gia cuộc đấu giá có thể bắt đầu từ 10 quân. Chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của giáo hội Freya. Hãy giữ vững tinh thần như một game thủ của lục địa phép thuật và cày quốc thật tốt nhé. Người thứ hai ra giá 500 linh một quân. Sau đó là một cảnh tượng. Chúc vui vẻ quyết, trăm linh hai quân. Này quyết, cậu thật đáng kinh ngạc đấy, 500 linh ba quân tôi ủng hộ cậu, cây quốc chăm chỉ vào nhé, 504 quân. Ồ, trò chơi đấu giá mới à, 505 quân. Ha ha, vui vãi nồi. Tôi sẽ tham gia, 506 quân. Hơ hơ mờ hơ hơ mờ, 601 quân. Đơ mờ, thằng bên trên tuân thủ luật chơi đi, 602 quân. Đó là cách biểu lộ tình cảm riêng của những người tham gia đấu giá họ đã rất thân thiện khi nâng giá ai tắm lên từng chút một. Nhờ sự tham gia của nhiều người, thread đấu giá của Quýt lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác. Tin đồn về Quýt khiến những người chưa từng biết về cậu đổ xô vào thread này. À, đây thực sự là ai tắm được bán bởi Quýt trong truyền thuyết sao? Ta đã từng CM ở đây. Hơn 90k người rồi. Giá hơn 120k quân rồi. MK, không tính các bài trùng lập, có hơn 60 ca giá khác nhau rồi. Đơ lũ hèn nhát, bố mày trả hẳn 200 ca quân. Thằng bên trên cẩn thận, làm theo luật đi, đừng để bọn tao tìm được, tục quần búng chim chết trơ mờ mờ. Bắt đầu lại từ 200 không trăm linh một quân. Cố gắng đạt một TR người đấu giá đi AE ơi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Nghề gì cũng biết. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 33 Nghề gì cũng biết, lại là roi hồ rau à, khi bố mẹ đi làm, bố mẹ đã mong rằng các con dành nhiều thời gian để học hành, nhưng những gì các con làm chỉ là ngồi chơi game, giờ bố mẹ sẽ viết một bản cam kết, nó sẽ giúp các con phải ngồi học và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, khi cha mẹ của Suka, Bill, Iron, Romuna biết rằng họ bí mật chơi roi hồ rau khi bố mẹ họ đi vắng họ đã bị mắng mỏ và cấm túc trong nhiều ngày. Tuy nhiên, những đứa trẻ không chịu để yên như vậy. Họ đã nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan đó là dụ dỗ cha mẹ họ cùng chơi game roi da lao rác. Theo này, bố sẽ đổi vũ khí của mình nhưng bố chỉ có bốn vạn ít ỏi này thôi, còn có thể cho bố mượn một ít tiền không? Đừng lo bố sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, trong lúc đi săn hay chiến đấu với quái vật, bố mẹ họ tỏ ra rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể làm tốt lĩnh vực khác họ sở hữu một cửa hàng gia đình nho nhỏ trong trò chơi và ngay sau đó họ mở thêm một cửa hàng khác cửa hàng của họ bán nhiều thứ linh tinh khác nhau từ vũ khí trang bị đến sách kỹ năng họ thậm chí còn mở một cửa hàng ăn và họ đã hỗ trợ con cái mình từ những quyển sách kỹ năng một cây cung tốt hay bằng những câu thần chú bút của linh mục nhờ đó những người con có thể săn lút cho họ Kết quả là những đứa trẻ đó ngày càng tiến gần đến LV200 mà họ khao khát. Và rồi, tại Vương quốc Rosenheim, các NPC bắt đầu tung các tin đồn. Mọi người đã từng nghe nói đến nhà thám hiểm Quyết chưa? Cậu ta đã chiến đấu với clan Vampy và giải thoát người dân vùng Morata đó, Oh, Quyết, vị ân nhân của các tín đồ nữ thần Freya đó hả? Người anh hùng đã giúp cho cuộc sống này an nhàn hơn, không phải vậy sao? Tôi nghe nói cậu ấy đến từ Vương quốc Rosenheim, có tin đồn rằng nhà vua đang tìm cậu ấy, kể cả ở cuộc sống hiện thực, ở mọi nơi, từ cửa hàng súng hay hiệu thuốc, kể cả những cô gái bán hoa. Tất cả mọi người đều đang nói về Quyết. Khi Quyết gặp Theo và tổ đội của cậu, họ biết rằng Quyết đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, mọi người đều gửi lời chúc mừng đến Quyết. Chúc mừng cậu, Quyết. Cậu làm tốt lắm, chàng trai ạ. À lần tới hãy kể cho chúng tôi chi tiết câu chuyện của cậu nha. Hà! Tấn công nào anh em, Urara! Quái vật kia, những dông chi di chuyển nhanh thoang thoát lao về phía trước, và áp sát tên lính không đầu. Dù cho trong game, họ có dũng cảm đến như thế nào, thì khi họ nhìn thấy quá nhiều kẻ địch mà đó còn là những con quái vật hung dữ, họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng và run sợ. Những chiến binh sẽ không toát ra vẻ sợ hãi, ngược lại họ sẽ mạnh mẽ tấn công đối thủ đó là điều quá dễ dàng đối với họ. Những người chơi mặc những bộ trang phục xấu xí, đôi mắt thì khao khát mọi thứ. Ha ha, dông chi điêu, vâng, tôi đã sẵn sàng tấn công. Hip hip, một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào những tên lính không đầu. Họ nhảy vào giữa đám quái và nhanh chóng giết sạch chúng, như thể nếu không làm vậy thì ai đó sẽ khách sạn số quái đó. Không một ai trong số những dông chi biết chơi game. Khi đánh nhau với những con quái có level cao. Họ không hề tính toán xem phải tấn công như thế nào mà họ chỉ biết đâm đầu vào tiêu diệt chúng, giết tất cả chúng. Những dông chi bắt đầu tìm kiếm những địa điểm phàm quái mới và cuối cùng họ đến La Lúc này, điều họ quan tâm là chiến đấu với những con quái vật mạnh. Nhờ vậy, level của họ tăng lên như hát. Họ luôn đi cùng nhau, một đám đông gồm 505 người chơi, họ đi lang thang tìm kiếm những vùng đất mới ở Roi Hồ Một nhóm lớn sư phụ và các môn sinh sống cùng với nhau trong một võ đường. Vì vậy họ có thể nhanh chóng tập hợp lại và chơi roi hồ rau. Hơn nữa chiến đấu với những con quái vật được cho là một phần trong khóa huấn luyện của họ. Vì vậy họ tốn rất nhiều thời gian vào trò chơi và tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ nhất mà họ thấy. Họ bắt đầu game giống như quyết, đó là đánh những con buồn nhìn và sau đó liên tục vượt qua những thử thách. Khi xuất hiện một kẻ thù, các học viên dồn tất cả năng lượng của mình vào chiến đấu để cuối cùng họ giành được chiến thắng. Điều duy nhất họ quan tâm ngoài thanh kiếm vật bất ly thân của họ thì đó là những trận đấu. Họ không nhận nhiệm vụ vì không quá bận tâm đến nó. Tuy nhiên, khi họ xuất hiện, họ thường để lại những hình ảnh không được đẹp mắt cho lắm. Vì họ là những game thủ nghèo và thường xuyên không một xu dính túi, thức ăn thì chả có lấy một mẫu bánh mì. Sư phụ chấp hai tay phía sau lưng và cười, ông nói. 3 đồng, oh.ho.ho. .ho. Chúng ta tốn quá nhiều năng lượng cho con quái này mà trả nhận được bao nhiêu, rõ ràng chúng rất yếu. Mọi người nhỉ, vâng thưa sư phụ. Chúng ta sẽ nhặt những đồng xu này. Và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tiêu diệt những con quái vật có thể rơi ra vàng. Thưa sư phụ, vì người, chúng con sẽ đi bất cứ nơi đâu, nói xong các học viên không có sự lựa chọn nào khác, họ kìm nén cảm xúc sau những lời phát biểu đó có thể hiểu được, họ sợ hãi cái đói còn hơn là sợ đương đầu với những con quái vật. Họ sẽ chia ngọt sẽ bùi cùng với nhau đến miếng bánh mì cuối cùng và điều này giúp họ tăng cường độ hảo hữu. Họ không hề sợ lũ quái vật. Sớm hay muộn chúng ta sẽ chết vì đói thôi, các dông chi bắt đầu rưng rưng lệ. Bạn có thể chết trong các cuộc chiến hoặc bạn có thể chết vì đói. Họ vượt qua những vùng đất của roi hồ rau và nâng cấp độ của mình lên LV 130. Ở Viac, họ nghe được tin đồn rằng họ có thể thay đổi lát. Người dân trên phố nói rằng, lớp chiến đấu có rất nhiều lát và nếu như bạn có thể giết một con quái vật nổi tiếng bạn sẽ được vinh quang và có nhiều tiền bạc. Ngoài ra đối với một class mới bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể SR và AG và một chút độ bền của trang bị. Một công việc thực sự cho những người thành thạo chiến đấu. Nhưng trong mọi trường hợp chúng ta không nên nghĩ rằng sự thay đổi Clark có thể sẽ làm tăng chỉ số cơ bản. Không, Dông Chi cảm thấy rằng họ là những người kế tục sự nghiệp võ thuật của Hàn Quốc, với niềm tự hào của mình, họ sống, chiến đấu và chết. Võ thuật Đó là bản chất của họ, lý tưởng sống của họ, và đó là lý do tại sao cùng lúc 505 người cùng thay đổi Clark. Well, Clark đầu tiên của họ là chiến binh, vì vậy sự chuyển đổi sang Clark võ sư là bước đi hợp lý. Bạn đã từng nghe đến nhà thám hiểm quýt chưa? Hiện giờ anh ta đang làm một cái gì đó nổi tiếng lắm. Tất nhiên những tin tức kiểu này có thể được truyền tai nhau ở rất nhiều nơi. Khi các dông chi nghe được tin này họ cảm thấy rất hạnh phúc. Ồ, à, nếu quýt lập được một chiến công như vậy, chúng ta cũng sẽ làm được niềm phấn khởi hiện lên trong mỗi người. Tham vọng, khao khát vinh quang. Một sự bùng cháy, dông chi điêu, vâng thưa sư phụ, hãy tìm những nơi có những con quái vật mạnh nhất cho ta, con đã tìm thấy thưa sư phụ, dông chi điêu liên lạc với Pêu. Từ lâu họ đã hiểu được sự khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin. Và nếu họ gọi cho Pêu, họ sẽ có thêm những thông tin thú vị. Alo, Mr. Pêu A Dòng chi điêu đó phải không? Lúc này, Pêu, Iron, Suka và Romuna đang đi săn. Theo cảm thấy đôi chút do dự vì có thể anh sẽ nhận được một yêu cầu quá đáng nào đó từ họ nhưng lần này không có điều gì xảy ra nói chung các dông chi với phẩm giá và lòng tự tôn của mình họ không quên ơn việc thêu đã viện trợ thức ăn cho họ họ luôn biết ơn thêu và nhóm của anh mặt khác thêu và nhóm của cậu thường nhận được các yêu cầu kỳ lạ từ dông chi cậu có biết những con quái vật mạnh nhất đang ở đâu không cái gì đợi chút ông vừa nói gì cơ cậu chỉ cần nói cho tôi vị trí của nó ở đâu thôi chúng tôi sẽ làm phần còn lại, Têu hơi sốc một chút, bởi cậu biết điều mà các dông chi sẽ làm. Con rồng xanh Bikakit yêu sự hòa bình và yên tĩnh. Nó được coi là người giám hộ của khu rừng. Với ý nghĩ đó, con rồng đã sống yên bình nhiều thế kỷ qua. Bikakit đã ngủ say trong một hang rồng trên đỉnh núi, nhưng khi nó nghe thấy tiếng ồn ào, đôi mắt của nó bừng tỉnh. Lũ tội phạm Đôi khi một nhóm các nhà thám hiểm xâm phạm vào vùng đất của rồng hay là những người mạnh nhất của lục địa Versailles tách khỏi nhóm và đi săn rồng một mình. Và mỗi lần như vậy Bikakit đều trừng phạt bọn họ. Lần này các ngươi cũng sẽ nối gót những người đi trước thôi, con rồng giận dữ. Đôi mắt của con rồng xanh Bikakit lấp đầy sự giận dữ. Bất kỳ nơi nào nó nhìn thấy, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù một vài cuộc chiến đã xảy ra, không hẳn là quá nhiều, nhưng con rồng không quan tâm. Ura, Chúng ta đã đến được nơi này. Con rồng kia, ngươi hãy thể hiện hết sức mạnh ra đi. Trước đây, nó chưa từng bị ai xúc phạm như vậy. Bika Kip càng tức giận. Nó mở rộng miệng sau đó hít một hơi thật sâu. Phu U Thành phố Liberty là một trong những trung tâm thương mại ở lục địa Versailles. Hàng ngày có rất nhiều hàng hóa được vận chuyển qua đây và có rất nhiều cuộc giao dịch dưới chân các bức tượng trong thành phố. Hầu hết người chơi là những nghệ nhân và các guild thật là vinh dự nếu như có thể mở được một đại lý ở đây. Quýt và Mapan đã bán tất cả những gì họ cho là không cần thiết mà họ thu được từ chó sói và những con quái vật khác. Ô hát! Tôi đã kiếm được 5.600 vàng nè. Quýt nói trong khi xoa tay vui mừng. So với số vàng vốn có, cậu đã kiếm được 2.000 vàng, đó không phải là một con số nhỏ. Nhưng có thể sẽ kiếm được nhiều hơn thế. Quýt đã tiết kiệm tiền mua dược liệu, bằng cách tự tìm và thu thập chúng thay vì mua ở cửa hàng tạp hóa, và hầu hết trang bị và vũ khí Wix kiếm được đều bán trên trang web đầu giá bằng tiền thật. Nếu Wix bán trong game, cậu đã có thể kiếm được nhiều vàng hơn nữa. Bán tất cả các lúc từ quái vật, Wix thư thái tiến tới một ghiêu. Các ghiêu luôn luôn có rất nhiều người tụ tập, đặc biệt nếu họ ở trong class chiến đấu. Khi bước vào, quyết hướng sự quan tâm tới những người ngồi ở bàn. Tôi muốn rèn một thanh kiếm, vì vậy tôi đã chọn nghề này. Và giờ tôi cảm thấy không hối tiếc vì điều đó. Tất cả bạn bè tôi đều cho rằng tôi đã giết chết tinh thần của trò chơi, mỗi ngày tôi đều phải vung cái búa, chết tiệt. Nhưng class này chỉ làm được có vậy. Tôi đã nghĩ mình có thể làm được nhiều điều thú vị hơn. Tôi phát ống lên vì cái nghề này, EA. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn class này. Thật nhàm chán tôi muốn đổi cờ lát ngay bây giờ còn phải nói tôi đã tốn một tuần ở đây chỉ để rèn một thanh kiếm và bạn biết gì không điều đó còn tồi tệ hơn những thằng phá game những người chơi đang tụ tập và rên rỉ về cờ lát của họ thật thảm hại trong thực tế cờ lát thợ rèn không quá tệ tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và cảm nhận nó bạn có nghe tin tức gì về người thợ rèn tho không tôi nghe nói cậu ấy là người chơi đầu tiên đạt trung cấp thợ rèn và hiện giờ cậu ấy đã trung cấp level 4, không phải đâu. Cậu ấy đã trung cấp level 5 rồi, wow tôi nghe nói, có rất nhiều guild muốn cậu ấy ra nhập, tất nhiên rồi, cậu ấy có thể thăng cấp áo giáp và vũ khí bằng kỹ năng của mình. Khi nào thì chúng ta bằng được level của cậu ấy nhỉ? Well, hình như đã xuất hiện một số thợ rèn trung cấp khác thì phải ta. Thật ghen tị quyết nghe đủ những lời than vãn và cậu lặng lẽ đi lên tầng 2 mọi người thường chỉ dừng chân ở tầng 1. Còn những vấn đề nghiêm trọng sẽ được giải quyết trên tầng 2. Quyết đợi đến lượt của mình, quyết tiến đến một Musachicho, người có bộ ria mép lớn, người đại diện của Gil. Mục đích của bạn đến đây là gì? NPC nói và giật mạnh chiếc tạp dề của mình. Tôi muốn học cách sản xuất áo giáp và vũ khí. Ô OH thật sao? Người đại diện vui vẻ nói, bạn có muốn trở thành một người thợ rèn không? Không, Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm cách làm thui hờ mờ mờ thực tế, chúng tôi không dạy bất kỳ ai. Tuy nhiên nếu bạn có thể giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại NPC đưa cho Uyết một chiếc khiên khiên đồng bị vỡ sen. 3. 28 đét 10 chiếc khiên được sử dụng trong các cuộc thi như một món quà dành cho các thợ rèn. Làm bằng đồng Kích thước nhỏ Bảo vệ người dùng khỏi tác động của kiếm Yêu cầu Level 15 tác dụng Có 14% tỷ lệ né tránh các mũi tên và 19% tỷ lệ chí mạng với mỗi level hiệu quả của kỹ năng sửa chữa tăng lên. Ở cấp độ đầu tiên, nó có thể sửa chữa được 7 điểm độ bền mỗi lần, ở level 2 là 10 điểm, và ở level 10 là 23 điểm. Đó là lý do tại sao để có thể sửa chữa độ bền trang bị trong một lần lại phải cần đến kỹ năng thợ rèn trung cấp. Quyết thậm chí không cần dùng đến búa cậu chỉ giơ tay lên và nói sửa chữa chiếc khiên sáng lên và lấp lánh như mới. Ừm, có vẻ như bạn đã đáp ứng điều kiện tôi đã đưa ra, người đại diện chỉ biết gãi đầu và nói. Được rồi tôi sẽ bắt đầu giải thích về cách sử dụng búa. Hãy nhìn kỹ, làm như này và đập như này, bạn đã học được kỹ năng của một người thợ rèn tùy thuộc vào level kỹ năng, các yêu cầu của trang bị sẽ tăng thêm 2%. Nếu bạn nắm vững tổng thể kỹ năng thợ rèn, bạn có thể sử dụng các ai tắm của nghề khác mà không có hạn chế. Quyết ngay lập tức mua các công cụ bằng sắt phục vụ sản xuất vũ khí, một chiếc búa tốt, đá mài, và một vài vật liệu khác. Quyết cũng mua một cái lò luyện mini, và các khuôn mẫu tiêu chuẩn của vũ khí. Một người chơi chỉ có thể làm việc trong một lò rèn, điều đó là điển hình của class lát thợ rèn, nhưng với những vật dụng Quyết vừa mua, cậu có thể tạo ra vũ khí dù ở bất kỳ đâu. Quá trình rèn vũ khí rất đơn giản. Nhờ lò rèn mini bằng cách sử dụng mana, kim loại được nung chảy và đổ vào khuôn. Sau đó công việc dễ dàng hơn, chỉ việc dùng búa để hoàn chỉnh lại trang bị. Khi nghe những lời đó, Quýt cảm thấy như mình vừa bị lừa. Đúng, nghề thợ rèn yêu cầu phải lao động chân tay cực nhọc, cũng tương tự như nghề điêu khắc. Trong quá trình tạo ra các tác phẩm điêu khắc, Quýt liên tục sử dụng những đường dao để tạo hình tác phẩm và tưởng tượng ra những thứ cậu cần khắc trong đầu cậu phải cẩn thận tạc từng chi tiết nhỏ nhất chỉ để cho ra đời một tác phẩm đơn giản. Quyết cảm thấy nghề thợ rèn đơn giản hơn và thô kệch hơn so với nghề điêu khắc. Tốt thôi, Quyết tiến lại gần cái đe và mở túi sách của mình ra. Những mẫu quặng rơi ra, đó là những nguyên liệu Quyết có được trong khi đi săn. Đầu tiên, nung chảy chúng. Quyết nung chảy rất nhiều quặng và tạo ra rất nhiều sắc. Sau đó cậu nhẹ nhàng rót chúng vào khuôn, sau khi chờ đợi, cậu có tác phẩm đầu tiên. Bây giờ trong khi kim loại vẫn còn mềm và chưa định hình, cậu cần phải sử dụng búa để tạo hình chúng. Tạp 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 quyết đánh búa vào thanh kiếm và bỏ nó vào nước lạnh, và cuối cùng thêm một chút lực nữa. Quyết đã tạo thành công thanh kiếm đầu tiên của mình. niên xuất từ người hướng dẫn. Độ bền. 70, 70 tấn công. 4.6 thanh kiếm được trèn từ nhiều kim loại khác nhau, người đã làm ra nó là một bậc thầy chế tạo. Sức tấn công tuy nhỏ nhưng bù lại độ bền cao. Yêu cầu Không có tác dụng Năm sen kỹ năng thợ rèn tăng 36% độ thuần thục OH Tuyệt vời Tốt lắm quyết đã rèn thanh kiếm đầu tiên của mình và cậu tỏ ra rất thích nó. Chơi một mình sớm hay muộn bạn cũng sẽ tự kỷ một kiểu ăn mảnh mà Quyết đã phát triển nó trong khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc ở tỉnh Morata. Nó cũng khá tốt ấy nhỉ, tất nhiên, nếu ở LV hiện tại, Quyết sử dụng thanh kiếm đó thì nó chỉ là thứ vô dụng. Nhưng nó có thể bán tại của hàng vũ khí với giá 70 bạc. Tuy sức tấn công thấp nhưng bù lại độ bền lại cao và được cộng thêm 5 sr. Thế là khá tốt đối với lần đầu tiên chế tạo kiếm. Có điều gì đó trong nghề thợ rèn khá hữu ích những bức tượng con cáo, thỏ hay những con vật khác không có nhiều giá trị, chỉ để lưu niệm. Nhưng Quyết đã bán chúng đổi lại những đồng bạc và thậm chí trong thời gian dài cậu kiếm sống bằng chúng. Và bây giờ, cậu tạo ra một thanh kiếm mà mọi người sẵn sàng sử dụng nó. Tốt. Tiếp tục trang nào Quyết quyết định sử dụng toàn bộ số quặng cậu dự trữ từ lúc mới chơi game để tạo ra các vũ khí. Cậu có rất nhiều. Một trong số đó đã được quyết thu thập từ lúc còn là một newbie, một số khác được thu thập trong 3 tháng làm nhiệm vụ ở Mora. Quyết tích lũy rất nhiều loại quặng và giờ cậu đang nung chảy chúng. Nung chảy chúng, đổ vào khuôn và rèn. Quyết làm việc rất nghiêm túc, đặt tất cả tâm trí và năng lượng của mình vào công việc mới. Cùng với đó, cậu học tập kỹ năng cũng như kinh nghiệm từ những người thợ rèn khác nhằm nhanh chóng cải thiện kỹ năng bản thân. Kỹ năng thợ rèn của bạn tăng lên sơ cấp level 2. Sức tấn công của các vũ khí được rèn ra sẽ mạnh hơn. Bây giờ bạn cũng có thể chế tạo được nhiều loại vũ khí hơn. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 3. Bây giờ bạn có thể tạo ra đồng và làm giáp bằng đồng, kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 4. Sức tấn công của vũ khí được rèn ra mạnh hơn. Bây giờ bạn có thể tạo hình một thanh kiếm Độ bền giảm đi nhưng sức tấn công tăng. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 5. Bây giờ những bộ giáp được làm ra sẽ tốt hơn và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Bây giờ bạn có thể tạo dây. Kỹ năng thợ rèn của bạn đã tăng lên sơ cấp level 6. Tấn công và phòng thủ của sản phẩm tạo ra được tăng lên nhiều. Quýt ở cạnh lò rèn cả ngày lẫn đêm, trong 10 ngày liên tục. Cậu tạo rất nhiều cho đến khi số quặng dự trữ cạn kiệt có công mài sắc có ngày lên kim, trong 10 ngày quyết đã tăng nhiều cấp kỹ năng rèn. Tất cả điều này là vì class thợ rèn của quyết. Với mỗi lần tăng cấp ở kỹ năng sơ cấp, quyết được cộng thêm vào 3% sức tấn công cơ bản vào thanh kiếm và 5% đối với kỹ năng trung cấp. Ngoài ra trong quá trình điêu khắc, quyết vô tình có hàng loạt những tính năng mà có thể giúp ích trong việc tăng cấp kỹ năng thợ rèn. Nói chung, các kỹ năng nghề thủ công đều ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề phi chiến đấu. Ví dụ trong nấu ăn, với mỗi lần tăng cấp ở sơ cấp nấu ăn, tác dụng của mỗi món ăn được khết đại lên 5% và khi chuyển sang trung cấp nấu ăn thì sẽ là 7%. Hiện tại, cấp độ nghề thủ công của Quyết đang ở level 8, vì vậy tất cả tác dụng của món ăn của Quyết được tăng lên gần gấp đôi. Kỹ năng nghề thủ công cũng ảnh hưởng đến kỹ năng thợ rèn. Bằng cách sử dụng các vật liệu giống nhau, Quyết có thể tạo ra các vật phẩm với sức mạnh gấp đôi các vật phẩm khác và quyết sẽ kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm lên cấp kỹ năng hơn. Nhờ các kỹ năng thủ công quyết cũng không cần phải trải qua giai đoạn của một thợ rèn mới vào nghề. Tuy nhiên vào giai đoạn thợ rèn trung cấp, những lợi thế đó sẽ biến mất, nhưng quyết vẫn nhận được nhiều ép hơn so với các thợ rèn trung cấp khác. Chính xác là vậy, sau 10 ngày nung chảy các loại quặng, quyết đã tăng kỹ năng của mình lên cấp độ 6. Quyết ra khỏi ghiêu thợ rèn và tiến đến ghiêu câu cá bạn có muốn ngày ngày tận hưởng thú vui câu cá không có lẽ may mắn sẽ mỉm cười với bạn khi bạn bắt được một con cá huyền thoại và mọi người sẽ hát về bạn như một huyền thoại npc mặc một bộ đồ với rất nhiều túi và nếu npc này gia nhập cái bang thì ít nhất cũng phải là trưởng lão chín túi có lẽ gia nhập view câu cá là dễ dàng nhất trong trò chơi này bạn chỉ cần trả lời một vài câu hỏi ngớ ngẩn rồi bỏ tiền mua một cái cần câu với một cái phao câu quyết chả cần phải giấu tham vọng của mình. Tôi muốn tìm hiểu làm thế nào để bắt cá, để khi đói, tôi có thể sử dụng chúng để nấu ăn, được thôi. NPC ngư dân có vẻ bối rối. Đối với những người chơi khác, niềm vui là điều đã thúc giục họ trở thành một ngư dân. Bạn có thể đi du lịch đến lục địa Versailles bằng một chiếc thuyền và tàu, trong lúc di chuyển bạn sẽ câu cá để giết thời gian. Nhưng câu trả lời của Quýt là câu trả lời đầu tiên mà NPC nhận được. Trước đó không ai trả lời như Uyết. Người ngư dân nhìn Uyết và cười. Một câu trả lời thú vị, ngoài ra tôi còn thấy bạn là một đầu bếp tài ba. Có lẽ một ngày nào đó, nếu bạn bắt được một cái gì đó ngon, bạn sẽ làm cho tôi một đĩa sao chứ? Nếu đó là một con cá ngon, sẽ chẳng có vấn đề gì, tôi sẽ rất vui nếu có thể nấu cho ông hờ mờ mờ mờ. Cảm ơn, tôi sẽ cho bạn một ít mồi câu đặc biệt bạn đã học được kỹ năng câu cá bạn sẽ không bao giờ bị đói nếu ở gần nguồn nước. Bạn có thể câu cá và có được thực phẩm ở sông, hồ hoặc biển. Với mỗi cấp độ tăng lên, sức khỏe của bạn cũng vậy. Bạn nhận được mồi câu, 30 con tôm. Quyết đã học được nghề thợ rèn, câu cá và giờ quyết trầm tư. Mình có lên học thêm các nghề khác hay không nhỉ? Thế này đủ chưa nhỉ? Có lẽ mình lên bỏ qua kỹ năng may vá mình đã có một vài kỹ năng sản xuất nên sẽ không cần thiết phải học nó, quyết lo lắng như vậy do ảnh hưởng của một phần ký ức hồi nhỏ. Lúc nhỏ, quyết đã từng làm trong một nhà máy may bụi bặm và bẩn thỉu. Để có thể kiếm được một vài đồng lẻ, quyết phải khâu nút áo và xé vải. Công việc nặng nhọc và nhàm chán, mỗi khi nhớ lại nó chỉ mang đến đau đớn cho quyết. Quyết còn bị ốm, phải nghỉ việc và còn không nhận được đồng xu nào cho những ngày tháng làm việc nặng nhọc trước đó nhưng đó không phải lý do để trốn tránh. Thực tế, có một kỹ năng khác là phù thủy, có thể sử dụng ma thuật vào các ai tắm, nhưng Quyết không thể học được vì nó yêu cầu level rất cao. Vì vậy Quyết chỉ có thể tìm hiểu các kỹ năng thương mại. Cuối cùng, Quyết quyết định đi lên tầng 2 của Gil May Vá. Hờ mờ mờ mờ, nếu một người có cảm nhận tốt sẽ dễ dàng chọn được những tấm vải tốt và may những bộ quần áo đẹp. Nếu như bạn đầu tư một chút thời gian và công sức vào công việc này, nhiều người sẽ muốn mặc những bộ quần áo đẹp mà bạn làm ra. Bạn muốn học nghề may vá chứ? Thu rét, người đại diện nói. Vâng, tôi muốn học, bạn có thể thử khâu một vài nút áo chứ? Thu rét hỏi. Ờ, tất nhiên, quyết sử dụng kim khâu dễ dàng và thuần thục như sử dụng một chiếc muỗng nấu ăn. Cậu may một vài nút áo và nhận được tin nhắn thông báo mới. Bạn đã học được kỹ năng may vá. Chào tạm biệt người đại diện kỹ năng may vá quyết rời khỏi ghiêu. Thật đen đuổi, trái ngược với nghề thợ rèn, nghề thợ may không có chỗ đứng ở trong ghiêu, vì vậy quyết ngồi ở một góc phố và bắt đầu làm việc. Ở thành phố Liberty, mọi người thường rời thành phố trong nhiều ngày, buôn chuyện. Tắm nắng hoặc làm những việc khác vì vậy chẳng ai rảnh rỗi để mà chú ý đến quyết. Quyết cắt một vài miếng vải, bắt đầu may vá và những sản phẩm đầu tiên ra đời. Nghề may vá của bạn đạt level 2 sơ cấp. Bây giờ bạn có thể sử dụng một miếng vải mềm để may quần áo. Ngạc nhiên chưa? Trắng sáng chưa? Với trình độ nghệ thuật cao và kỹ năng thủ công trung cấp, quyết đạt mức level 2 một cách dễ dàng. Quyết may một vài sản phẩm nữa bằng những miếng vải mua ở Guild và kỹ năng lại tăng cấp. Quyết dễ dàng may vá, công việc này đã quá quen thuộc, thậm chí quyết không cần nhìn mà vẫn có thể làm được. Ở ngoài đời thực, Li Hyun đã phải làm việc này cả nghìn lần để có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình. Snip, snip. Snip, snip. Cắt vải, may vá. Tay quyết mềm mại uyển chuyển qua từng động tác trên miếng vải, như thể một nghệ sĩ thực thụ đang múa trên những phím đàn. Ô hát tuyệt vời ông mặt trời, nhìn tay cậu ấy kìa, quá tuyệt vời, ngày càng có nhiều người chú ý đến cách mà quyết may. Thật vậy, Mọi người trên con phố ngày càng chú ý, sao có thể dễ dàng như vậy được nhỉ, những người chơi đứng xem quyết tán dương. Bởi vì quyết may vá rất nhanh, một vài đường cơ bản đã có thể tạo thành sản phẩm. Nhưng có những người khác chê sản phẩm của quyết. Đây là quần áo bạn sẽ mặc sao? Tôi không biết. Có thể lắm chứ. Tôi nghĩ đây là quần áo đấy. Nếu đây là quần áo thì thật chả khác gì dễ lau. Nhìn xem, không có theo hay họa tiết gì, hoàn toàn đơn giản, quyết hoàn toàn có thể nghe thấy những lời bàn tán xung quanh nhưng cậu chả quan tâm. Tại sao lại mong đợi điều gì đó nổi bật từ người thợ may lever hai chứ, mặc dù có thể nói quần áo làm ra là xấu. Nhưng sau một thời gian, mài đúng quần trên phố, dưới con mắt của nhiều người xem, quyết đã tăng lên kỹ năng may vá lever 4 sơ cấp. Bây giờ khi chiếc túi đã quá nhiều quần áo và vũ khí, quyết quyết định chấp nhận rủi ro từ từ nào, quyết kéo từ dưới đáy chiếc túi ra tấm da hưu. Cậu nhận được nó từ việc hoàn thành nhiệm vụ ở Morata. Gia hưu chất lượng ISO 9001. Độ bền. 5. Năm, năm ai tắm cần đến kỹ năng nghề thủ công. Có thể làm thành quần áo da hoặc các trang bị khác. Tùy thuộc vào level kỹ năng, tác dụng thu được có thể được tăng cường. Yêu cầu. Nghề may level 2 có lẽ Quýt không nên sử dụng nguyên liệu này cho đến khi kỹ năng may đạt trung cấp. Nhưng Quýt quyết định sử dụng nó. Thời gian là tiền bạc. Điều quan trọng để nâng cao kỹ năng một cách nhanh chóng là cậu phải sử dụng những vật liệu tốt, đây là điều tốt nhất có thể làm. Snip, snip. Quýt may quần áo một cách chậm rãi và cẩn thận. môn tunic, áo thầy tu, độ bền 40, 40 phòng thủ. 13 áo nam làm bằng da hưu. Tôn lên vẻ đẹp hình thể với những đường may tinh tế. Thích hợp cho một thầy tu. Yêu cầu. Level 15 tác dụng. Tăng 2% AG. Kỹ năng may của bạn có nhiều cải thiện. Kỹ năng may vá đạt level 5 sơ cấp. Nhờ việc khéo léo, các đường may chắc chắn hơn, sức mạnh của trang bị được tăng lên. Để may được chiếc áo, Quyết đã tốn 4 miếng da nhìn xem, nó khá tốt, đúng thế, nó nhìn thật mềm mại, nó được làm từ nguyên liệu tốt thật, mọi người xung quanh cảm thấy bất ngờ, chỉ trong một vài giờ, một người chơi vô danh đã có thể làm được một món trang bị tốt như vậy. Nghề mây có thực sự dễ dàng như vậy không nhỉ? Tôi không biết. Một người bạn của tôi lúc đầu cũng chọn nghề mây, nhưng kể cả làm việc cả ngày, quần áo cậu ấy làm ra vẫn bị lỗi vì thế cậu ấy đã xóa nhân vật. Trở thành một thợ mây chả dễ dàng gì đâu. Tôi biết nhiều người đã chọn nó và sau đó đành ngậm ngùi nhận cây đắng, thế tại sao mà thằng cha này lại có thể học một cách nhanh như vậy và làm ra quần áo tốt đến thế. Quýt vẫn ngồi đó và phớt lời những lời bàn tán của mọi người. Cậu lấy ra vài miếng da hưu khác và bắt đầu may giày và găng tay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quýt nhận được 200 tấm da hưu nên cậu có rất nhiều nguyên liệu. Làm việc một cách từ tốn, Quýt nâng cấp kỹ năng lên mức level 9 sơ cấp trên lý thuyết, bằng cách sử dụng một loại vật liệu đặc biệt sẽ không tốn nhiều thời gian để có thể đạt mức trung cấp của một nghề nào đó. Nhưng đối với những nguyên liệu cấp thấp thì sẽ không tăng. Bởi vì có rất nhiều hạn chế. Nhà phát hành đã quyết định rằng theo thời gian sẽ có nhiều người chơi đạt level cao và bắt đầu học các kỹ năng thương mại. Bởi vì họ có thể kiếm được các nguyên liệu tốt hơn người chơi mới, nên đó sẽ là một lợi thế rất lớn đối với những người chơi mới mà học kỹ năng thương mại do đó sẽ có giới hạn đối với những người sử dụng nguyên liệu tốt, và khi đạt được một mức độ nào đó, những người đó sẽ không nhận được điểm ép khi sử dụng nguyên liệu cấp thấp. Trans Nhóm dịch đéo có tên Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 34 Đấu giá vải ngũ sắc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 34 đấu giá vải ngũ sắc những người ưa mạo hiểm như quyết thường bắt đầu hành trình thám hiểm ở khu vực lân cận thủ đô của những vương quốc nhỏ, giống như Rosenheim. Thường thì những người chơi này sẽ tiến tới những thành phố đông dân hơn để dễ bề mua vũ khí tốt, gia nhập tổ đội, đi trên mà không sợ đi lạc quá xa cổng thành. Ở cổng chính của thành phố Liberty, một nhóm người đang vây quanh một người. Anh ta đội một chiếc mũ kỳ lạ, đeo một sợi dây chuyền, mặc một chiếc áo choàng và mang một đôi găng trắng quá ư nổi bật. Nếu bạn đưa đồ cho tôi, tôi sẽ sửa chúng như mới, tất nhiên là miễn phí. Nếu bạn đưa tôi da hoặc vải, tôi sẽ may đồ cho bạn, nếu bạn đưa tôi quặn, tôi sẽ rèn vũ khí hoặc áo giáp cho bạn. Nếu bạn đưa tôi thịt, tôi sẽ nấu cho bạn một món ngon. Đồ ăn mà tôi nấu sẽ tăng ít nhất 150 điểm Vitali, và nó cực kỳ ngon. Tuy nhiên, những tiếng rao hấp dẫn lại không thu hút nhiều người chơi. Lý do chính là người rau ăn mặc trách rưới cùng trang bị cùi bắp. Có thật là nếu tôi đưa bạn thịt thì tôi sẽ được những món ăn tăng Vitali. Tôi có vài cái miếng da, bạn có thể biến chúng thành quần áo được không? Tuy nhiên, trong đám đông có những kẻ không ăn được muốn đạp đổ. Một kẻ lừa đảo mới đã xuất hiện. Ê, đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu hắn sẽ lấy ai tắm của bạn và chạy trốn đó, đã có rất nhiều kẻ lừa đảo cũng làm thế, đừng vội tin hắn, lắc não mà nghĩ đi. Anh ta may quần áo, chuẩn bị đồ ăn, sửa chữa, rèn mới vũ khí, thể loại người tốt như vậy tuyệt chủng rồi, hắn chắc chắn là một kẻ lừa đảo này, nếu chú là người mới thì nên đi làm việc khác đi, trên chẳng hạn. Sao chú lại đi lừa người chơi khác chứ? Ây da, sau khi nghe những lời như vậy, một số người đã trở nên tức giận hừ, tên khốn kiếp. Cút ra khỏi nơi đây, đồ dối trá, những người chơi ở cổng thành đã đuổi quyết. Đứng yên một cách bình tĩnh, anh yên lặng lắng nghe toàn bộ những lời sĩ vả. Việc đó rõ ràng không dễ chịu một chút nào, nhưng đời là thế. Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, việc họ sĩ nhục anh không hẳn là đã sai. Quả thật người biết may vá, nấu ăn, và rèn là cực kỳ hiếm. Ngoài ra Quyết còn biết điêu khắc và câu cá học kỹ năng mới chẳng hề dễ dàng. Nó không đơn giản giống như gia nhập vào một bang và đi trên quái. Đầu tiên, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và phải nâng cao kỹ năng thông qua việc lặp đi lặp lại liên tục. Do đó, việc gặp một người chơi đam đang như vậy thật sự rất khó tin. Kể cả anh lúc mới chơi cũng không tin nếu được nghe kể về một người như vậy. Nhưng Quyết không còn là một tay gà mờ nữa. Anh đã có kinh nghiệm kiếm tiền. Trước đây, nếu bị nhiều người thóa mã như vậy, có lẽ anh sẽ bị sốc và cố gắng chạy trốn, nhưng anh bây giờ không phải anh của ngày hôm qua nữa rồi. Trong quá trình trải nghiệm của mình, Quýt đã bán hàng trăm bức tượng nhỏ, kiếm kinh nghiệm và học cách kiểm soát tình hình. Anh biết cách kiếm lợi nhuận tối đa từ những vật tầm thường nhất. Quýt đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này rồi hãy bắt đầu với những rắc rối đơn giản lý do chính của việc không tin tưởng là ý nghĩ sai lầm rằng anh có level thấp và cố lừa đảo người khác cần phải loại bỏ chúng và tình hình sẽ thay đổi một cách chóng mặt chính hắn và đồng bọn triệu hồi chai en dead night với khuôn mặt bất mãn quýt lôi vọng cổ ra và thì thầm gì đó khói đen bay ra theo sau đó là con dead night ngài cho gọi tôi đứng yên đó và đừng làm gì cả Tuân lệnh chủ nhân, con quái vật đứng cạnh quyết, đầy vẻ đe dọa. Anh muốn trừng trị những kẻ đã sỉ nhục anh, nhưng cần phải kiếm được tiền đã. Việc triệu hồi Dead Knight đã mang lại hiệu quả ngay lập tức. Quê, cái gì đứng cạnh anh ta vậy? Anh ta đã triệu hồi ra một con Dead Knight, đó là Dead Knight. Trong nó thật đen tối, chuẩn không cần chỉnh. Nó giống hệt một con tôi từng thấy trên Google, Dead Knight có level trên 200. Không thể tin được đây phải chăng là phép thuật? Anh ta là phù thủy bóng đêm, đát uy giác à? Ai từng chơi Manchester United chắc không quên được Clark chuyên ngoáy rồng, này vui vẻ, đát uy giác, đó là Clark cấp cao thứ hai của Mết. Cái đó yêu cầu level 280 lần, tình trạng trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tò mò. Tại sao một người level cao như vậy phải đi lừa người mới chơi chứ? Thật là rối tung rối mù anh ta có còn là tên lừa đảo nữa không nhỉ? Nếu hỏi, biết đâu anh ta sẽ nói thật, mọi người từ từ vây quanh quyết. Những kẻ hô hào to và rõ nhất rằng quyết là đồ lừa đảo lại là những kẻ tiến đến đầu tiên. Một trong những người đó ngần ngại đưa cho quyết miếng thịt trẻ nhất mà anh ta có. Anh có thể nấu nó phải không? Vâng. Chờ một chút, phí dịch vụ là 30 đồng. Quyết nhóm lửa trong lò và bắt đầu nấu thêm một chút gia vị, sau đó anh lật nó vài lần. Ăn thử đi, miếng thịt nướng tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Mọi người đều nhìn vào anh chàng đang sở hữu miếng thịt. Anh ta cẩn trọng cắn một miếng nhỏ. Dùng chấm IUM rồi ăn hết nó ngay lập tức. Sau đó anh mở túi đồ của mình ra, đưa toàn bộ số thịt anh có cho quyết. Vitali của tôi đã tăng 160 điểm. Tôi sẽ trả tiền, hãy nấu chúng giúp tôi. Tôi nữa, tôi nữa, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều người thỉnh cầu quýt nấu ăn cho họ. 160 điểm Vitaly giúp họ có thể đi săn những con quái vật mạnh hơn. Thôi được. Mọi người xếp hàng đi, lính tráng có suất, không phải chen nhau làm gì cho mệt ra dòng người càng lúc càng đông. Thịt nướng không cần để ý nhiều nên anh dễ dàng phục vụ mọi người. Anh cho thịt vào vỉ, nướng nó, và lắng nghe hàng trăm câu hỏi. Lần tới tôi sẽ kiếm nhiều thịt, anh sẽ nấu chúng chứ? Tên anh là gì? Để lần sau tôi có thể tìm được anh Quyết mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi. Tên tôi là Quyết. Có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, Quyết. Rõ rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ nhờ anh, anh là Quyết. Thật trùng hợp, trong roi hồ rau, nickname không phải độc nhất. Rất nhiều người chơi roi hồ rau, nếu bạn không cho phép việc nickname có thể giống nhau, trò chơi sẽ có nhiều cái tên lạ lùng, vô nghĩa cùng với các con số đi kèm. Do đó, những nhà phát triển game đã giới thiệu một hệ thống những con số riêng biệt để đặc trưng cho mỗi nhân vật. Bạn có phải là người đã hoàn thành nhiệm vụ của giáo hội Freya? Ồ, hãy kể cho chúng tôi nghe với mọi câu chuyện về sự thành công của Quyết bắt đầu từ thành phố Liberty, cho nên sẽ không bất ngờ nếu trong đám đông không ai là không biết về Quyết. Trong toàn bộ trò chơi, khi một NPC đạt level 30 thì người đó sẽ bắt đầu nói về một người trong lục địa. Nếu điều đó là đúng, trước khi Quyết kịp nói gì, những người chơi đã bàn tán xôn xao. Phải chăng đó là Quyết của lục địa phép thuật? Không thể nào. Quyết là một cái tên thường gặp, đúng vậy. Rất nhiều người cũng có cái tên này, bạn tôi cũng sử dụng nickname là Quyết mà, sau những gì Quyết đã làm ở lục địa phép thuật, cái tên Quyết trong Royal Rau đã trở nên cực kỳ phổ biến. Khi quýt đang bán những bức tượng, anh đã gặp sáu người khác cũng mang tên quýt. Đó là lý do mà Pell, Suka, Romuna và Iron không ngờ rằng họ đã chơi cùng với nhiều quýt như vậy. Hơ mơ mơ, từ trên trời rơi xuống một người chơi tên quýt và anh ta bắt đầu giúp đỡ những người khác, là thật thì sao? Anh ta đã triệu hồi ra Death Knight, theo những gì tôi biết, trong số những người ở đây, chẳng ai có thể làm vậy cả từ, hãy nhìn vào bằng chứng ngay trước mắt kia. Quýt cũng đã thanh trừng nguyên một clan vampire phải không? Đúng. Họ nói rằng anh có chỉ số phai rất cao. Làm sao một đầu bếp có thể kiếm được chỉ số phai chứ? Không ai trong hệ grab chế tạo có thể hoàn thành một nhiệm vụ khó như vậy được. Mà này, Quýt vẫn chưa nói gì đâu nhé. Sau rất nhiều lời bàn tán, họ tự thuyết phục mình rằng đó không phải là thề Quýt. Trong mọi trường hợp, chẳng còn ai gọi anh là kẻ lừa đảo nữa. Ai cũng nghĩ anh là một đầu bếp giỏi và con Death Nai quyết định phục tùng anh ấy. Quýt lại hô lên, như lúc trước. Nếu bạn đưa đồ cho tôi, tôi sẽ sửa chúng như mới, tất nhiên là miễn phí. Nếu bạn đưa tôi da hoặc vải, tôi sẽ may đồ cho bạn. Nếu bạn đưa tôi quặng, tôi sẽ rèn vũ khí hoặc áo giáp cho bạn. Nếu bạn đưa tôi thịt, tôi sẽ nấu cho bạn một món ngon. Đồ ăn mà tôi nấu sẽ tăng ít nhất 150 điểm Vitali, và nó cực kỳ ngon. Những ai có da thú đều đưa cho anh. May dùm tôi quần áo, tôi nữa, tôi mới chơi, tôi chưa có áo giáp. Quyết nhanh chóng xem xét những tấm da. Như dự đoán, chúng hầu hết đều là da sói hoặc thỏ, và một tấm da hư khá hiếm. Bạn muốn may đồ gì? May giúp tôi một chiếc quần, bạn sẽ có một chiếc quần thời trang, thoải mái và khá chắc chắn. Đợi chút, nó sẽ xong ngay thôi. Quyết lôi từ trong túi ra kim, chỉ và kéo cắt da ra và làm quần. Tất nhiên là anh chưa may nó ngay được, anh còn phải ước lượng kích cỡ của người mặc. Nếu anh ta mặc cỡ đó, quyết cắt da sau đó khâu thành một chiếc quần hoàn hảo. Anh làm quần bụng rộng, và có hai cái tú rộng. Ở phía dưới, gần tới gót chân, anh làm ống quần khá dài. Quyết nghĩ tới mọi thứ và làm một chiếc quần hợp thời từ một miếng da đơn giản. Quần da chất lượng hàng chợ độ bền. 30 đ. Mười quần làm từ da thỏ, tuy chúng không phải nguyên liệu tốt nhất, nhưng nhờ bàn tay may vá lành nghề đã khiến chúng trở nên tốt hơn. Hóa ra nó cũng không tồi, chính Uyết cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng anh không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười khi đưa chiếc quần ra. Với Uyết, thật không có ý nghĩa khi so sánh chiếc quần với những gì anh đang mặc. Với người mới chơi, chiếc quần mang lại sự bảo vệ khá tốt trong thời gian dài. Nếu không có kỹ năng tráp trung cấp, điều này đã không xảy ra. Wow, nó thật tuyệt, người mới chơi kia thốt lên khi nhận chiếc quần tự quyết. Da thỏ, một trong số những nguyên liệu cùi bắp nhất trong game đã trở thành một chiếc quần có thể mặc đến tận level 30. Của bạn là một bạc quyết tiếp tục phục vụ hàng dài người đang chờ đợi. Mũ, áo, găng tay, hoàn thành chỉ sau vài lần quay tay. Anh còn chẳng cần phải tập trung. Nó giống như làm việc trong nhà máy, có điều anh không còn làm trong một căn phòng ẩm mốc. Thay vào đó là đường phố sạch sẽ ở thành phố Liberty. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng chẳng ai thấy lạnh cả, chỉ thấy ánh mắt họ đang sáng rực lên mà thôi. Wow, cảm ơn vì chiếc áo, tôi sẽ mặc nó ngay. Lần sau tôi sẽ mang những tấm da tới, anh sẽ may một chiếc váy chứ. Khi những người mới chơi nhận được áo giáp, họ nhảy múa vì sung sướng. Với những trang bị chất lượng cao này, họ có thể đi săn nhanh hơn, đồng thời an toàn hơn. Lời đồn về một người tốt từ trên trời rơi xuống nhanh chóng lan tràn khắp nơi, rất nhiều người tiến đến xếp hàng Họ hầu hết yêu cầu thực phẩm, quần áo và sửa chữa trang bị Chỉ có một người chờ đến tối, lo lắng trao cho quýt ba mẫu quặng Anh thật sự có thể làm áo giáp chứ? Tất nhiên Anh muốn áo giáp loại gì? Làm áo giáp cần tới 30 mẫu quặng, nếu chỉ có thế này cần thêm một chút da thì anh sẽ có một đôi giày, vậy làm giày cũng được, giá là ba bạc, tốt, giày sắt tạp chất độ bền. 35, 35 phòng thủ. 6 giày lõi sắt. Dù sức phòng ngự không cao, nhưng nó khá thoải mái, có thể sử dụng lâu dài. Hiệu ứng. agility hai hầu hết giày làm từ sắt hay đồng có sức chống chịu cao hơn giày da. Nhưng lần này không đủ kim loại. Thế rồi, sau một phút cảm hứng bùng cháy quyết trạch lên đôi giày hình con cáo chín đuôi. Một kiểu chữ ký gắn liền với tính cách của anh. Tính năng của vật phẩm đã thay đổi giày sắc tạp chất nghệ thuật độ bền. 38, 38 phòng thủ. 7 giày lõi sắt. Dù sức phòng ngự không cao, nhưng nó khá thoải mái, có thể sử dụng lâu dài. Hình ảnh con cáo giúp tăng sức mạnh và hát thê cho người sử dụng. Hiệu ứng Agili Sen về một stamina về một kỹ năng Skunkin trung cấp cho phép cải thiện tính năng vật phẩm. Tuy không nhiều, nhưng đã thêm được hai tính năng mới. Những kỹ năng khác có thể sử dụng đồng thời với kỹ năng Skunkin, giờ thì điều ngược lại đã xảy ra. Đậu xanh rau má, sự gia tăng này cũng không tuyệt lắm. Nó cũng tốt. Nhưng xem ra vẫn chưa đủ quyết càng chơi càng nhận ra những kỹ năng grab trung cấp yêu cầu một kỹ năng thứ hai. Cũng giống như cuộc sống vậy những người đã được ghi danh vào lịch sử, thường có tài ở rất nhiều khía cạnh như nghệ thuật, toán học và những môn khoa học khác. Và họ đều là những nhà điêu khắc nổi tiếng. Quyết nhận ra rằng việc trở thành một nhà điêu khắc không mang tính nghệ thuật như một nhà thủ công lành nghề. Nó là một nghề nghiệp khá yên ổn, không hỗ trợ nhiều cho các trận đánh. Trong khi điều này không hẳn đã đúng sự thật, hiệu ứng của những tác phẩm điêu khắc đã nhiều lần cứu mạng quyết, nhưng rất khó để hoàn thành một tác phẩm như vậy những tác phẩm điêu khắc thông thường chỉ là đồ rẻ tiền. Bên cạnh đó, việc nâng lever kỹ năng tiền khó hơn những kỹ năng khác rất nhiều. Khi những chiến binh giao chiến, thợ rèn có thể tôi luyện vũ khí, còn những nhà điêu khắc thì chẳng có việc gì để làm. Kể cả khi đã đạt đến trình độ trung cấp, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, cho nên việc tạo ra một tác phẩm tuyệt vời là rất khó khăn. Nhưng chẳng có nghề nào là vô dụng cả, ví dụ. Lever kỹ năng nấu ăn, Càng cao, càng dễ nấu những món ngon. Việc đó cũng giống như điêu khắc. Kỹ thuật khắc và phá hủy tượng. Một khả năng độc đáo của nhà điêu khắc sẽ không bao giờ được các cờ lát khác biết. Và chỉ thông qua việc điêu khắc các tác phẩm mới có thể nâng cao tay nghề và sự khéo léo để làm chủ kỹ năng của các ngành nghề khác. Của bạn đây, cảm ơn, người mua trả cho Quýt một vàng cùng với lòng biết ơn sâu sắc. Nếu anh ta mua đôi giày này ở một cửa hàng, nó có giá ít nhất 10 vàng hơn nữa đôi giày còn có thêm tính năng nên anh ta trả cao hơn bình thường mà không hề hối tiếc cảm ơn nhiều nhé bảo trọng tôi tìm thấy một sợi vàng tôi có thể đưa cho bạn chứ những thứ uýt làm ra bán chạy như tôm tươi anh đã làm việc liên tục nhưng dòng người chưa từng giảm đi nó thậm chí còn tăng lên kim loại da vải những thứ thường ngày chỉ có ném đi trong tay uýt lại trở thành kho báu anh không từ chối ai Điều này khiến mọi người yêu mến anh. Anh đang rung lên vì thích thú. Trong quá khứ, khi còn bán những bức tượng nhỏ, anh phải cẩn thận đánh giá khách hàng và phải thuyết phục người ta mua chúng. Còn bây giờ, mọi thứ anh làm đều rất tốt, và mọi người đều mừng rỡ vì điều đó. Hưng. Khi so sánh với kỹ năng điêu khắc, tất cả những kỹ năng khác đều tuyệt vời hơn hẳn. Khi nghĩ vậy, tất cả những gì mà anh đã tự huyển về nghề nghiệp của mình, nhà điêu khắc, đã biến mất và anh lại bắt đầu hoài nghi mình có nên chuyển nghề không nhỉ mình có thể trở thành thợ rèn và toàn tâm toàn ý nâng cao kỹ năng sau đó có thể tạo ra những tác phẩm để đời chẳng cần phải lo về tiền bạc kể cả khi mình đã rửa tay gác kiếm thì tiền vẫn không ngừng chảy vào túi cơ mà rõ ràng trở thành thợ rèn dễ dàng hơn là một nhà điêu khắc nhưng vẫn có một số lợi thế nhất định tuy nhiên quyết đã đầu hàng số phận tề đã quá trễ để thay đổi rồi. Ôi cuộc đời đắng cay chua chát của tôi, quyết không hề nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm từng thứ một. Anh nhận nguyên liệu cùng một ít tiền hoa hồng và làm việc không hề mệt mỏi. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, làm nhiều việc và thăng cấp kỹ năng càng nhanh càng tốt. Kỹ năng rèn càng cao, càng nhiều dụng cụ có thể sử dụng. Mọi người đều ngạc nhiên về những thứ ít làm ra mà không cần đến dụng cụ chất lượng cao. Anh ta thật là tốt. Hãy nhìn những thứ mà anh ấy đã làm nè, anh ấy rất giản dị, chẳng hề tham lam chút nào, cổng thành phố Liberty xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc khá lộng lẫy. Một người đang đeo một thanh kiếm rất lớn, phải cầm nó bằng hai tay vì nó rất nặng, người còn lại là một trong số ít The Drui lê trong trò chơi. Để trở thành một tín đồ của mặt trời, bạn cần đạt ít nhất level 250. Để làm được điều đó, có nghĩa là bạn phải nằm trong top người chơi hiện giờ họ nhìn quyết và thì thầm. Ồ, một ông chủ thực sự chuẩn. Một người tận tâm và chân thành thông minh nữa. Anh ta đã nhìn xa trông rộng khi lựa chọn cờ lát này, đúng vậy. Bắt đầu với kỹ năng cáp thật sự đáng tin cậy, tôi đồng ý, thậm chí anh ta sở hữu không chỉ một mà là nhiều kỹ năng, họ thì thầm nói về quyết. Tất nhiên là họ không biết về những khó khăn mà quyết từng đối mặt khi là một nhà điều khắc. Trong mắt họ hiện lên một kế hoạch đầy toan tính tất cả những thứ anh làm đều đã bán hết. Thiết kế Dựa vào chỉ số ác cao, anh đã thiết kế được những ai tắm tuyệt vời. Chất lượng Những chỉ số của các ai tắm này vượt trội so với ai tắm trong cửa hàng hay của những người buôn bán khác. Chẳng ngạc nhiên khi ai tắm của anh bán chạy nhất. Tên tuổi của Quyết nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Một vài người chơi được nghe quảng cáo từ bạn bè cũng đã lũ lượt kéo đến đây rất khó để tìm ra một thợ thủ công tốt. Nhiều người chơi đều dùng ai tắm mặc định từ các cửa hàng hay săn quái rơi ra. Ngoài ra, một số người giữ lại gia thú, quặng và các nguyên liệu khác từ cuộc đi săn của mình. Quyết không hề từ chối bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo ra ai tắm tốt. Khi dòng người đã lên đến con số đáng kể thì anh bắt đầu bán ai tắm làm từ tấm da hưu lúc trước. Quyết mở một cuộc đấu giá với niềm hy vọng lớn. Hàng về hàng về phù hợp với Priest và Môn. Hàng hen chấm M A -E chất lượng cao làm từ da hươu 100%, không sử dụng chất bảo quản. Số lượng có hạn, chỉ bán cho người ra giá cao nhất. Bỗng nhiên, những con mắt của Priest hay Môn đều sáng lên. Trên lục địa Versailles, không có nhiều quái vật có thể rơi ra đồ của Coleric. 160 vàng. 200 vàng. Quần áo bán hết chỉ trong vài phút. Quyết không hề lừa họ chất lượng độ đều tốt, đều dành cho người chơi level trên 100. Với chiếc áo choàng, họ trả từ 200 đến 300 vàng, áo với giày là trên 50 vàng. Nhờ cuộc đấu giá mà quyết kiếm được hơn 1.000 vàng. Sau cuộc đấu giá rất lâu, người ta xì xào hỏi nhau chỗ có thể kiếm được một tấm da hưu. Vài ngày sau cuộc đấu giá, Quyết đã phục vụ cho hơn 100 người và nhận được phần thưởng xứng đáng. Kỹ năng rèn đã vượt qua level 10 và đạt trung cấp kỹ năng mới mài kiếm và đánh bóng giáp. Mài kiếm, mài các thanh kiếm, tăng chỉ số sát thương của vũ khí đánh bóng giáp, dung hợp và tăng các thuộc tính của giáp. Nằm tất cả các chỉ số. Phêm 50 Ác 3 sau một thời gian kỹ năng may của Quyết đã đạt đến trung cấp. Lúc trước Quyết từng nghĩ sẽ tăng cấp kỹ năng may vá đầu tiên, nhưng anh đã lầm. Anh đã không chú ý rằng hầu như tất cả các người chơi đều là chiến binh và họ chỉ yêu cầu anh làm những thanh kiếm. Thế nên, kỹ năng may vá chưa phát huy được nhiều tác dụng. Kỹ năng may đã vượt qua level 10 và đạt trung cấp kỹ năng mới. Ironing, ủi quần áo, qua washing, giặt tay, ironing, tăng giáp. Wax cần nước để thực hiện. Giặt các quần áo bẩn trong nước sẽ giúp cải thiện giáp. Nếu giặt nhiều lần sẽ làm mòn và làm rách quần áo. Kỹ năng hạn chế sử dụng không quá 3 lần trên một trang bị. Nằm tất cả các chỉ số Phêm 50 ác 70 trong ngày hôm đó, khi kỹ năng của Quyết đạt trung cấp, Quyết phục vụ xong những khách hàng cuối cùng và tạo sự chú ý đến mọi người. Quyết trèo lên bàn và nhìn một lượt qua đám đông các người chơi khác, nhiều người trong số họ đến từ vương quốc làng giềng. Quyết hét to cho mọi người đều có thể nghe rõ. Xin chào tất cả mọi người, làm ơn hãy chú ý vì một vài lý do cá nhân, trong thời gian tới tôi không thể may quần áo hay rèn vũ khí được. Tôi rất tiếc nhưng tôi cũng có tin tốt cho mọi người. Sau 4 ngày nữa, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm duy nhất. Kỹ năng may vá của tôi đã đạt đến trung cấp, và giờ tôi có thể làm được quần áo từ vải prismatic, vải ngũ sắc. Hãy quay lại đây sau 4 ngày nữa, tôi sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu, sau khi nói xong, quyết thu dọn đồ đạc và rời đi. Quần áo prismatic. Nó là cái gì nhỉ? Mọi người đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng tất cả và các người chơi bắt đầu đăng xuất để tìm thêm các thông tin trên các trang web nói về Royal Rau. Vải Sovereign Prismatic, tạm dịch là vải ngũ sắc quý tộc, độ bền. 5. Năm, năm hàng thủ công mỹ nghệ Chất liệu tuyệt vời để làm quần áo và các trang bị khác. Trong quá trình sản xuất, bảy thuộc tính ngẫu nhiên sẽ được chọn ra. Bảo vệ hoàn toàn khỏi những mũi tên và vũ khí cùng để có thể sử dụng đòi hỏi kỹ năng may đạt trung cấp nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng nhưng không dễ để có thể sở hữu được chúng cần một lớp các nguyên liệu xếp lên nhau tác dụng bảy thuộc tính ngẫu nhiên sẽ được chọn ra đột nhiên một game thủ hét lên rằng đó là nguyên liệu để tạo ra quần áo chất lượng cao tin đồn ngày càng được lan truyền trên internet còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng bốn ngày sau tại cổng thành của thành phố rất nhiều người đã tập trung và hy vọng rằng sẽ được sở hữu món đồ quý giá đó. Một số người đã phải tức tốc lên đường không kể ngày đêm từ các vương quốc khác chỉ để mong mua được quần áo. Vâng, có rất nhiều người chơi và các guild khác đã tập trung tại đây. Trong thế giới rộng lớn của Versailles có rất nhiều các hiềm khích giữa các guild, vì vậy trong một cuộc đấu giá, sẽ không có sự nhân nhượng mà chỉ có những kẻ thù không đội trời chung. Tất cả vì niềm hy vọng được sở hữu một món ai tắm độc bắt đầu đấu giá đê. Cuộc đấu giá của Quyết được chủ trì bởi Ma Pan. Tất nhiên, trong khi Quyết làm việc, đã có rất nhiều người biết mặt anh, nhưng giờ số người có mặt có lẽ đã gấp 10 lần, thậm chí 20 lần, và Quyết chắc rằng sẽ có ai đó quay lại clip và phục lên diễn đàn nào đó. Quyết không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý và bị phát hiện là Princess Night, vì vậy anh nhờ Ma Pan chủ trì cuộc đấu giá cho mình. Vậy, lúc đầu tiên, à... Mr. Quýt đã chuẩn bị cho chúng ta 13 ai tắm. Để tôi giới thiệu sơ qua, một trong số chúng là độc nhất vô nhị, nằm đồ hiếm, và những ai tắm còn lại là bình thường. Vì vậy tôi xin phép được bắt đầu với những ai tắm thường. Lúc đầu tiên, 1.000 gôn. 1.500, 2.400, 4.000, mọi người trả giá tới cùng, do đó ít nhất một ai tắm sẽ rơi vào tay họ. Dĩ nhiên, những ai tắm đưa ra đấu giá sẽ rất quan trọng nhưng nơi tổ chức đấu giá và người tham gia đều đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đấu giá nếu như bạn quảng cáo và bán nó ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nào đó nơi chỉ có một vài người sẽ chẳng ai mua nó cả điều làm lên một cuộc đấu giá thành công đầu tiên bạn phải tìm kiếm những người quan tâm đến ai tắm được đấu giá và sau đó cẩn thận duy trì lượng người đó tạo một chút cạnh tranh giữa các người chơi và đối thủ của họ đây chính là bí mật của một cuộc đấu giá thành công. Nhờ một kế hoạch tốt, Quýt đã bán hết được số quần áo ngũ sắc của mình. Ngày tiếp theo, mọi người quay lại chỗ đấu giá cũ, nhưng như đã hứa, Quýt đã rời đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Bậc Thầy Điêu Khắc Da Rôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 35 bậc thầy điêu khắc Daron sông Bensa con sông đó là huyết mạch của liên bang British. Đi dạo quanh vùng đất này, dọc theo bờ sông, ta sẽ nhìn thấy chính cảnh quan cực kỳ ngoạn mục. Khi Royal Rau mới được phát hành ra thị trường, những người chơi đã vô cùng thích thú và bị mê hoặc bởi dòng sông. Với vẻ đẹp rực rỡ và yên bình, đó là một nơi có thể làm hài lòng tất cả các du khách. Vì lý do này, nhiều người chơi đã lựa chọn liên bang British làm điểm khởi đầu. Đôi khi chỉ với lý do đơn giản là để đi dạo trên bờ sông. Các cặp đôi đổ về bờ sông này rất nhiều, ngay cả khi trời mưa, họ cũng nán lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Em nhìn xem này, con sông thật thơ mộng, mặc dù trời mưa nhưng nó vẫn lãng mạn phải không em yêu? Em có muốn tắm mưa hay tắm sông không? Tình yêu của anh dành cho em như là cơn mưa này, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống bằng những làn nước tươi mát to anh yêu em, cơ đen 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 cơ đen, em cũng yêu anh, cơn mưa nặng hạt khiến cho bầu trời tối sầm lại. Nhưng sau con mưa, bầu trời trong xanh lại hiện ra. Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương giăng giăng mờ ảo, và một cảnh tượng đẹp đẽ của thiên nhiên hiện ra trước mắt các cặp đôi làm cho các cô gái reo lên sung sướng. Anh ơi, cầu vọng kìa, các cặp đôi vẫn vô tư ngồi trêu đùa, mờn chấn nhau dưới những gốc cây ven sông họ trao cho nhau những lời thề non hẹn biển tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn nhưng thế giới này cũng khá tàn nhẫn để họ có thể yêu thương nhau wow có nhiều nước quá đúng là nhiều thật đấy thật là kỳ lạ anh ơi em sợ anh nghĩ hình như nước đang dâng cao lên thì phải tôi không đừng thế mà đừng con sông này là hạ lưu của những nhánh sông nhỏ trời mưa khiến cho mực nước ở những nhánh sông nhỏ dâng cao và chảy về con sông này Mức nước đang tăng rất nhanh và có nguy cơ tràn bờ. À! Anh ơi, cứu em! Chúng mình phải chạy thôi. Đây đúng là địa ngục. Những con sóng lớn đã vồ lấy những cặp đôi. Trong làng sương mù, đó là một cuộc chiến cho sự sống và cái chết. Tiếng gào thét, chạy trốn, cố gắng để thoát ra, nhưng chỉ là vô vọng. Dòng sông không thương xót ai cả. Những tên FA lãng vãng phía xa để trình mò, quay phim, chụp lén hay có ý đồ gì đó đều trông thấy cảnh tượng này. Những tràng cười lớn thích thú khi thấy những kẻ có đôi bị thiên nhiên vùi dập. Hi. Ha ha. Phu phu phu. Ngay cả khi bạn có bỏ ra một đống tiền cũng chưa chắc thấy được cảnh tượng này. Con sóng đáng sợ chồng lên cuốn phăng các cặp đôi đi. Giống như những trận bão tuyết ở Morata. Trên lục địa Versailles rộng lớn này, các thắng cảnh là vô giá. Sông Bensha cũng vậy, hàng ngày dòng nước hiền hòa, êm đềm lững lờ trôi. Nhưng sau trận mưa lớn, nó đã trở về trạng thái tự nhiên của nó, một dòng chảy khổng lồ đầy vẻ hùng vĩ. Mọi người đứng hai bên bờ sông đã dần lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên có một chàng trai, một người có đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đang quan sát những người bên dưới. Chàng trai đó chính là Quyết. Ha ha, giờ thì ngon rồi, nước to chắc sẽ kiếm được con gì to to đây đã một tuần kể từ khi cậu bắt đầu câu cá trên sông. Trong khi câu cá, cậu tranh thủ mài dũ kỹ năng điêu khắc của mình, đó là việc duy nhất mà cậu có thể nhận được kinh nghiệm trong lúc này. Lever kỹ năng rèn và may tăng nhanh chóng vì kỹ năng nghề thủ công của cậu khá cao nhưng đánh bắt cá lại khác. Tất cả đều phụ thuộc vào loại cá cậu bắt được. Nếu như chịu đầu tư dùng mồi xịn thì vớ vẫn cậu lại câu được một con thủy quái nhưng câu cá cũng đâu có dễ dàng, nó còn tùy thuộc vào độ nhạy bén của bản thân, lắm lúc cá chỉ rỉa mồi chứ không có cắn câu. Quýt đã đóng đô trên bờ sông này cả tuần liền mà mới lên được 3 lv cho môn đánh bắt thủy sản này. Chắc chắn mình phải câu được một con cá lớn. Vâng, mình đang đi bắt một con cá rất lớn, cậu quan sát cái phao thật kỹ, không lơ là dù chỉ một ép, thi thoảng cậu kéo mồi di chuyển dưới nước để nhử cá đến ăn mồi. Bán cá sẽ lại có tiền nói đến tiền thì quyết có đa dạng các khoản thu lắm như là Lương từ CST Media, tiền thưởng chuỗi nhiệm vụ giáo hộ Freya, tiền bán các loại ai tắm và lúc, tiền công sửa chữa, gia công đồ đạc, tiền bán thức ăn, buôn lậu, hàng sách tay, đầu tư cả, cổ chứng, bán đấu giá. Và lần này là buôn cá, vừa tranh thủ thư giãn vừa kiếm thêm thu nhập. Mặc dù lúc này khi nghĩ đến những việc cần chi tiêu cậu vẫn không khỏi rùng mình để chi trả cho học phí của em gái mình, cậu cần phải để dành 2 triệu quân mỗi tháng. Kể từ khi cậu không có nguồn thu nhập thường xuyên, tiền tiêu vặt của cậu đành phải hoãn lại mỗi tháng. Quyết cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị vậy. Không khỏi ngạc nhiên, cậu rùng mình vì tất cả số tiền sẽ phải chi ra bao gồm cả ăn sáng. Ngay cả khi trên thực tế, cậu đã mở một tài khoản tiết kiệm tại một ngân hàng, nơi mà lãi suất một năm là 2% cao hơn so với các ngân hàng khác, nhưng cậu vẫn lo lắng. Nếu ngân hàng đó bị phá sản và thuộc quyền sở hữu của một nhà chính trị gia nào đó, thì chính phủ sẽ chỉ hoàn trả 50.000 quân. Ngoài ra cậu vẫn còn nhiều điều hoài nghi về ngân hàng đó. Các chính trị gia Hàn Quốc cũng tham nhũng đầy ra đó thôi, họ mở vài cái ngân hàng để rửa tiền, vì vậy không quá ngạc nhiên khi ngân hàng đó hoạt động mà lợi nhuận thu về không được là bao, mỗi ngày, khi ngồi câu cá, quyết đều suy nghĩ về điều khác cậu phát họa các bản thiết kế trong đầu mình. Là một nhà điêu khắc ánh trăng, nên cậu chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các tác phẩm điêu khắc băng ở Morata. Ước gì mình đang ở làng Baran hoặc ở Laviat. Khi đó, mình chỉ việc tạc tượng thôi. Còn ở nơi bờ sông này, mình có thể tạc bức tượng gì cho phù hợp với khung cảnh này nhỉ? Suy nghĩ lung tung khiến cậu suýt cắm đầu xuống sông. Gây go thật. Con sông rộng thế này, phải làm một cái gì đó thật hoành tá tràng để xứng tầm với nó. Cậu cân đo đông đếm, tính toán chi tiết thật tỉ mỉ rồi mới bắt tay vào làm. Á à, à, nghĩ ra rồi, mày chết với tao, cá à, sông thì có cá, có cá thì phải làm một cái gì đó thu hút cá mới được, với cái ý nghĩ tưng tửng đấy, quyết bật dậy và nhảy như thằng ngáo đá, đến nỗi rơi cả chỗ mồi câu xuống sông. Đến lúc gọi cho thằng đệ rồi. Quyết liên lạc với Mapan. Hay, Mapan. Quyết A à, Mapan trả lời với một giọng điệu tôn trọng. Sau phi vụ đấu giá thành công, cậu đã kiếm được một khoản kha khá và một ít kinh nghiệm. Cậu đã đặt một niềm tin lớn lao ở Quyết. Cậu còn dám khẳng định rằng. Miễn là vẫn còn làm bạn với Quyết thì không lo việc thiếu tiền, chỉ lo tiền để chết người thôi. Alo, tôi cần một tảng đá to, càng to càng tốt, yêu cầu là phải loại đá nào tinh khiết và phải đảm bảo sạch sẽ ok, hàng sẽ đến trong hai ngày nữa vì loại này hơi mất thời gian một chút trong thời gian đợi tin từ ma pan quýt vẫn chịu khó ngồi câu nhưng số đen nên cậu kéo lên toàn vỏ chai với cành cây dù cho cậu đã đầu tư toàn mồi xịn vậy mà thi thoảng mới có một con cá mù đến ăn mồi thật không thể tin được cậu tức giận ném cần câu xuống đất có lẽ mình đang thiếu một cái gì đó các no rong thần kinh của cậu hoạt động hết công suất cố tìm ra điểm mấu chốt ở đây sau đó cậu nghe thấy một giọng nói ho.ho, .ho, bạn cần phải hiểu mấu chốt của vấn đề. Câu cá là phải thả lỏng cơ thể và đầu óc. Cá tự do trôi nổi trên sông, khoan thai và vô định. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn bắt chúng nhưng rất khó, phải không? Nhưng một khi chúng ta bắt được chúng, thì chúng không còn tự do nữa, chúng trở thành một miếng thịt quanh bờ sông, có rất nhiều người chơi, họ đều là những người thích câu cá. Thậm chí còn hơn nữa, trong cuộc sống thực, họ có liên quan đến nghề đánh bắt cá có thể bằng cách này hay cách khác. Và tại Royal Rau, người chơi không chỉ chơi vì họ thích chơi game, mà họ còn thích câu cá nữa. Đó là một câu lạc bộ câu cá. Đối với họ, Royal Rau trở thành một điểm đến lý tưởng. Họ đánh bắt ở những nơi tuyệt vời, mà không thể tìm thấy một nơi nào như thế trên trái đất. Những bữa ăn ngon, những con cá kỳ lạ và những cuộc trò chuyện với những người thú vị nhân vật của họ được phát triển trên nền tảng nghề đánh bắt cá. May mắn thay, trong Royal Rau, người chơi không bị ép buộc làm một việc duy nhất. Nếu bạn chọn một nghề thủ công, nó không có nghĩa là bạn phải ngồi cả ngày lẫn đêm để chế tạo công cụ. Ngoài ra, kỹ năng nghề còn liên quan đến các kỹ năng khác. Ví dụ, nếu bạn chế tạo áo giáp, nó sẽ làm tăng sự khéo léo của kỹ năng rèn và một vài kỹ năng khác. Điều này giúp cân bằng các cờ lát trong Royal Rau. Cũng giống như điêu khắc thì câu cá cũng giúp bạn tăng sức sống, nhanh nhẹn, phản xạ, sức chịu đựng. Mình sẽ học cách câu cá. Bây giờ không cần chú tâm vào việc lên level nữa, mình sẽ học từ cơ bản quyết học cách nấu ăn từ việc kết hợp công thức và thực phẩm từ đời sống thực vào trong game. Nhưng khi câu cá cậu đã quá nôn nóng, điều đó cũng phản ánh được cậu đang có vấn đề phải lo lắng. Câu cá không chỉ dựa vào mồi và dụng cụ, cũng giống như điêu khắc, tuy là hệ thống đã hỗ trợ nhưng vẫn cần kỹ năng riêng của bản thân. Cậu gia nhập câu lạc bộ câu cá và bắt đầu tìm hiểu những điều cơ bản về con cá. Cậu đã học được làm thế nào để chọn mồi và cách mắc mồi, làm thế nào để lựa chọn địa điểm ngồi câu cá, và nhiều, nhiều hơn nữa. Vì vậy, tùy thuộc vào nơi thả mồi, mình sẽ bắt được các loại cá khác nhau phải không? Quyết đưa ra câu hỏi. Dục, chuẩn không cần chỉnh hãy tự nghĩ mà xem. Ở biển, bạn sẽ không tìm thấy cá sông, và tại một dòng sông, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ con cá voi nào cả. U. Mình biết điều đó. Nhưng vấn đề của mình là mình đang câu ở sông. Ha ha, cá nước ngọt mà, sông suối đều có cá nước ngọt, tuy vậy vị trí câu cũng rất quan trọng, nếu hiểu rõ đặc tính của các loại cá thì sẽ dễ dàng câu hơn, sẽ kiếm được cá ngon hơn. Nghe những điều này quyết thấy suy nghĩ lúc trước của cậu sai hoàn toàn. Cậu đã nghĩ là sẽ câu ở một nơi vắng vẻ nên việc ngồi cạnh những người khác sẽ rất ồn ào. Tuy nhiên giờ thì cậu đã hiểu ra thuốc phun ca diệt trừ dung như thế nào. Cậu khăn gói quả mướt sang ngồi câu cạnh một cần thủ chuyên nghiệp. Tư ưm, thật là tuyệt vời. Quýt vui vẻ nói. Sau khi đổi chỗ ngồi thì chất lượng cá Quýt bắt được đã dần cải thiện và số lượng cũng tăng lên. Hay hay! Hàng về, hàng về rồi nè, Ma Pan nói và chỉ vào một cái giỏ lớn bên trong có chứa một tảng đá màu xám. "Cảm ơn cậu, Ma Pan ta, à, bây giờ mình mới hỏi là cậu định làm gì với nó thế? Nếu cậu rảnh, cậu hãy ở lại đây để xem tôi sẽ chế ra cái gì nhé, một tác phẩm nghệ thuật nữa chăng. Cậu định khắc nó sao?" Mặc dù có thể lần này sẽ thất bại, nhưng Ma Pan đã nhiều lần được thấy Uyết tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. "Cậu thích nhìn Uyết điêu khắc" kiên nhẫn chờ đợi đến khi tác phẩm được ra lò quyết múa con dao điêu khắc và cố gắng tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa có lẽ các tác phẩm điêu khắc sẽ cho thấy đỉnh cao kỹ năng hiện tại của người thợ quyết tin rằng cậu sẽ thành công mặc dù đây là tác phẩm điêu khắc đá đầu tiên cậu không muốn vội vàng và mắc phải một sai sót nào trên tác phẩm của mình nếu vội vàng sẽ dẫn đến việc gây ra những lỗi không đáng có ma pan đợi một lát và nói bây giờ cậu định làm gì? ung um, ung um, mình vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, xem nào Ma pan bắt đầu phân tích. cậu muốn tăng trình độ câu cá của mình lên, do đó cậu muốn tạc một bức tượng. hay là tạc một con mồi thật lớn đi, quyết nghiêm túc nhận xét lời góp ý của ma pan. nếu làm thế chỉ khiến lũ cá sợ hơn thôi. mình muốn làm một bức tượng liên quan đến biển mà lại có thể thu hút loại cá. đúng rồi, một người phụ nữ, một nàng tiên cá. Có câu chuyện cổ tích nổi tiếng về một nàng tiên cá. Nàng tiên cá là con của Long Vương, nàng sống dưới đáy biển sâu. Khi nàng 15 tuổi, nàng đã trốn khỏi cung điện và đi chơi lên tận mặt biển. Nàng trông thấy một vị hoàng tử đẹp trai và tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim nàng cháy khét lẹt. Trong một lần hoàng tử lên thuyền ra khơi, không may gặp phải một cơn bão lớn, thuyền bị đắm nhưng hoàng tử không chết, vì chàng đã được nàng tiên cá cứu sống. Khi hoàng tử tỉnh lại, chàng đã ban lệnh sẽ cưới người con gái đã cứu mình. Nàng tiên rất khao khát được sống cùng hoàng tử nên đã gặp một mụ phù thủy. Nàng đã đánh đổi giọng hát tuyệt vời của mình để lấy đôi chân có thể đi lại trên mặt đất. Nhưng trớ trêu thay, vị hoàng tử đã không còn nhận ra người đã cứu mình nên đã sai quân lính đuổi nàng ra khỏi cung điện. Quá tuyệt vọng trước điều đó, nàng đã dìm mình xuống đáy biển sâu và hóa thành bọt biển. Đúng rồi, nàng tiên cá là sự lựa chọn sáng suốt nhất, lũ cá sẽ bơi đến gần bức tượng, quyết làm việc chăm chỉ cùng với con dao của mình. Gần đây cậu cũng làm vài bức tượng về phụ nữ và lần nào cũng có một chút bóng dáng của xe oi trong đó. Tuy nhiên lần này cậu cần phải thay đổi cách tạc. Tất cả mọi thứ dưới thắt lưng là một cái đuôi cá. Đôi mắt nàng sẽ lớn hơn, mái tóc. Hơ mờ, mờ, mình còn phải làm cho nàng nuôn nửa thân trên nữa, quyết dừng lại và đánh giá cao những công việc mình đã làm. Khuôn mặt một lần nữa lại khá giống xe oi. Cậu thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô trong trạng thái bán nuôn như thế này. Trong đầu cậu đã có ý muốn bỏ nó, bên cạnh đó nếu cô ấy nhìn thấy nó, cậu sẽ gặp trắc rối to. Hơ mờ mờ, mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? À, mình sẽ làm lại giống khuôn mặt một nữ diễn viên. Quýt bắt đầu nhớ lại những nữ diễn viên nổi tiếng và cậu liền thay đổi lại tác phẩm của mình. Đặc biệt là khuôn mặt, nó được thay đổi khá nhiều, ngoài ra cơ thể trở nên thon hơn những ngư dân tò mò tụ tập xung quanh Quýt. Ô hát! Cái gì vậy? Một nhà điêu khắc. Trước đây, tôi chưa thấy một nhà điêu khắc nào ở khu vực này cả. Nó đẹp thật, việc câu cá cũng khá nhàm chán do đó đây là một sự kiện lớn nó đã thu hút rất nhiều ngư dân quanh đây. cánh tay quyết di chuyển nhịp nhàng phát ra những đường nét giống như những gì cậu tưởng tượng. cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành. một cô gái xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt hơi trẻ con. quyết đã cố ý làm như vậy vì theo như truyền thuyết, nàng tiên cá vẫn còn là một cô gái tuổi tinh chứ không phải một người phụ nữ trưởng thành. bạn đã hoàn thành. bức tượng nữ thần biển cả xếp loại. kiệt tác bậc y giá trị nghệ thuật. 450 hiệu ứng. Bức tượng mang sức mạnh của biển cả sẽ ngăn chặn lũ lụt tại con sông này trong vòng 10 năm. Hiệu ứng này không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. P. S. Bọn mình đính chính lại một chút. Có ba thể loại tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bao gồm. phi Pit, Grand Pit và Master Pit. Chúng mình cũng không biết phân biệt ra sao, mấy chạp trước dùng là kiệt tác, tuyệt mỹ và cực phẩm, thực ra ba từ đó cũng khó phân biệt cấp độ đẹp và tinh tế của tác phẩm. Do đó mình quyết định gọi là kiệt tác bậc y, bậc hai và bậc hai. Hiện tại Quýt đã có ba kiệt tác bậc y là tượng nữ thần Freya, Iser Beauty và tượng nữ thần biển cả, một kiệt tác bậc hai là Iser Dragon. Quýt hạ cánh tay xuống. Quýt đã hy vọng hiệu ứng sẽ giúp câu cá dễ hơn nhưng lại không có, và chỉ có duy nhất một hiệu ứng được hình thành. Một mỹ nhân ngư, con gái của thần biển, với một cái đuôi cá tuyệt đẹp. Rõ ràng mình định tạc một bức tượng nàng tiên cá mà lại thành nữ thần biển cả. Cậu! Các người chơi đến xem đa số là dân FA mãn tính. Họ rất thích thú khi nhìn dòng nước cuốn các cặp đôi đang hẹn hò đi. Vậy mà bây giờ Quýt lại tạo ra một bức tượng có khả năng ngăn lũ lụt trong 10 năm. Quýt đã gây thù chút oán với hội FA ở khu vực này. Thành thật mà nói, mình không cố ý làm như vậy đâu quyết phân trần với những thanh niên fa đứng xung quanh họ đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn yên tâm mình sẽ sửa chữa lỗi lầm này trong trường hợp này quyết cần phải đưa ra một quyết định khôn ngoan cậu quay về phía bức tượng và hét lên scooter deadrucin trên bức tượng hiện ra một vết nứt lớn nó lan đến đỉnh bức tượng khiến bức tượng vỡ vụn ra thành từng mảnh bạn đã sử dụng kỹ năng Scooter Detrucine thiệt hại. Một ác. 20 phêm tỷ lệ 1.2 khiến chỉ số ác của bạn được chuyển sang chỉ số Agile trong một ngày. Skunking skill tăng 0.2% ngay cả khi phá hủy một bức tượng thì đó cũng là một kỹ năng của Class Kunto. Do vậy cậu vẫn nhận được kinh nghiệm và thậm chí còn nhiều hơn khi tạo ra những bức tượng. Nhưng điều này bị hạn chế nên không thể làm thường xuyên được, nó sẽ kéo các chỉ số khác xuống. Do hiệu ứng kéo theo nên bây giờ Aji của cậu đã tăng thêm 1.800 điểm, cái này thực sự éo hiểu, mất một ác mà tăng nhiều thế. Bây giờ cậu câu cá như hắt, giật và thay mồi liên tục. Tuy tỷ lệ bắt được cá không thay đổi nhưng như vậy trông cũng rất là ấn tượng. Các dông chi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Ồ! À, chúng ta đã làm tất cả mọi thứ nhưng con rồng này. Sau một cái chết chóng vánh, các dông chi tràn đầy quyết tâm một lần nữa họ hồi sinh và xuất hiện đâu đó trong rừng. Một dôm chi trèo lên một cái cây, bình tĩnh điều tra các khu vực xung quanh. Số 5, con có thấy gì không? Sự phụ lo lắng hỏi, con không nhìn thấy bất cứ điều gì. Sự phụ à, dôm sam chiếc, con nhìn kỹ lại xem. À, con nhìn thấy. Một cậu bé, một cậu bé. Điều đó có nghĩa là có một thị trấn ở gần đây, sư phụ nhảy cẩn lên giống như 500 học viên của mình đang làm. Thẳng thắn mà nói, Họ không muốn thừa nhận điều đó, nhưng họ đã bị thánh lạc dô Rô nhập vào người. Sau khi mạnh dạn tấn công con rồng, nhiều người trong số họ đã chết và được hồi sinh ở đâu đó quanh khu vực phía nam của Rosenheim. Lương thực của họ đã hết nên họ phải liều tấn công cả những con quái cấp cao để kiếm đồ ăn. Những con thú dễ bắt đã bị tiếng hò hét của 500 người làm cho sợ vật cơ đờ ra và lẫn trốn hết, chỉ còn lại những con không phải dạng vừa ở lại. Thêm nữa là trong 500 người này, không ai biết nấu ăn, nên một số người đã mắc bệnh vì ăn đồ tươi sống. Đi bắt cóc nó lại đây, vâng, thưa sư phụ, dôm sam chiếc nhanh chóng chạy về phía trước và đưa cậu bé trở lại chỗ sư phụ. Các dôm chi đang cố gắng dỗ dành để cậu bé không sợ hãi. Ồ! À, lâu lắm rồi mới gặp con người, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi này để đến một ngôi làng rồi, và được ăn những chiếc bánh mì thơm ngon. Dung chấm i u m thay mặt các đồ đệ của mình vị sư phụ hỏi cậu bé. Gần đây có ngôi làng nào không hả cháu? Đứa bé có vẻ lo lắng và nói lắp bắp. Dê, dê, dạ. Có, nhưng các chú là ai? Chú sao? Mọi người xung quanh ồn ào. Sao em lại gọi các anh là chú thế? Các anh còn trẻ mà, còn chưa có người yêu cơ mà. Chú, à nhầm, anh chỉ mới 20 tuổi thôi. Có một tiếng thốt xé lòng từ đám đông các dông chi phản ứng rất mạnh mẽ trước những lời nói của cậu bé, tuy nhiên, họ cảm thấy hạnh phúc khi họ không bị hiểu nhầm là những tên cướp. Với những lời nói của cậu bé, các dông chi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Thật là kỳ lạ, mình đã thấy những người lạ tập hợp lại với nhau và cùng đi săn, nhưng chúng ta không làm như vậy, vì chúng ta toàn người quen, tại sao chúng ta không bị hiểu nhầm là cướp nhỉ? EA Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, Mọi người đều náo loạn cũng giống như khi chúng ta ở trong thành Serabuk. Chúng ta đi đến chợ mà mọi người cứ né tránh chúng ta, giờ mới nhớ là chúng ta chưa hề đi săn với một người phụ nữ nào. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi cô đơn và đến già vẫn làm bạn với hai bàn tay, thành viên ưu tú của hội FA các dông chi chia sẻ hàng trăm suy nghĩ của họ. Chợt cậu bé quỳ xuống. Làm ơn hãy giúp cháu. Hiu Cha mẹ cháu đã bị người khổng lồ hung ác bắt đi. Cháu đã rời làng để đi tìm sự giúp đỡ. Cháu cầu xin các chú hãy cứu cha mẹ cháu. Nhiệm vụ: Giải cứu dân làng bị người khổng lồ bắt người khổng lồ thường bắt các dân làng xung quanh nơi hắn sống. Dân làng bị bắt phải phục vụ cho tên khổng lồ và bị hành hạ dã man. Họ sẽ bị chết nếu không được cứu. Cứu cha mẹ của cậu bé trước khi họ chết. Phần thưởng thanh kiếm đen và lòng biết ơn từ dân làng. Thất bại. Không hoàn thành trong vòng 10 ngày. Mọi người đang chờ đợi quyết định từ sư phụ. Đối với họ việc làm các nhiệm vụ giống như bị sai vặt nên họ luôn luôn từ chối các yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng lần này sư phụ mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Chúng tôi sẽ cứu cha mẹ của cháu, sư phụ, bình thường chúng ta vẫn từ chối cơ mà. Yomudu chai hỏi. U, Chúng ta thường từ chối các nhiệm vụ thu thập hoặc chuyển đồ. Nhưng đã là một người chiến binh, nếu thấy chết mà không cứu thì không xứng với tinh thần võ đạo, sư phụ trả lời chắc chắn. Sau đó, chúng ta cũng sẽ. Mọi người hãy chấp nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ đi săn người khổng lồ qua. Wow. Một nhiệm vụ. Tôi không thể tin rằng chúng ta sắp làm một nhiệm vụ. Đó là mơ ước của những chiến binh thực thụ khi muốn giúp đỡ những người vô tội họ bắt đầu lên đường đi tìm tên khổng lồ. Các dông chi dễ dàng tìm được dấu vết của hắn vì trên đường đi những vết chân to tổ chản vẫn còn in trên mặt đất. Ô hát, vết chân này to quá, có lẽ đường kính của nó phải hơn 3 mét, cái chân đã to thế này rồi, không biết người hắn thì to thế nào nhỉ? Khi làm nhiệm vụ, việc đầu tiên cần làm là thu thập các thông tin và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các dông chi ngớ ngẩn chỉ biết đi theo những vết chân đó vừa đi lại còn vừa hát nữa chứ gây náo động gấp khu rừng đến khi họ gặp một cái hang khổng lồ như cái hang của con rồng hôm trước thì dấu vết cũng dừng ở đây âm thanh ầm ĩ đã làm kích động một sinh vật to lớn và thông minh ở trong hang người khổng lồ bước ra khỏi hang và vô cùng tức giận khi thấy những vị khách không mời mà đến bum chấm bum chấm b o o m người đàn ông khổng lồ chạy về phía các dông chi mặt đất trung chuyển như thể có một trận động đất chạy mau sư phụ hét lên. Họ chạy toán loạn sang hai bên. Hoàng! Wow. Bàn chân khổng lồ của hắn đã tạo ra một vết hõm sâu ngay nơi các dông chi đang đứng. Hắn sử dụng sức nặng và đôi chân làm vũ khí, hắn đã tiễn vài tên dông chi về thành dưỡng sức. Tên khổng lồ vừa la hét vừa nhảy tango, hắn cố gắng giẫm bẹp các dông chi. Tuy nhiên họ đã tránh được và bắt đầu tấn công vào chân hắn. Bây giờ, Mọi người hãy túng lấy hắn, các dâm chi đã rất thông minh khi bám vào chân của tên khổng lồ và trèo lên người hắn. Hắn ta không thích điều đó chút nào nên hắn đang cố gắng lấy tay gạt những người đang leo ở đằng sau lưng ra. U hu! Ba dâm chi đầu tiên đã nắm được tóc và quần áo của tên khổng lồ, họ đang cố gắng né tránh bàn tay vật mũi của hắn. Những người ở dưới đất thì thay phiên nhau tấn công vào hai chân. Hình ảnh lúc này giống như một con voi đang bị một đàn kiến tấn công liên tục và hạ gục con voi chỉ trong ít phút. Tên khổng lồ đã bị đánh bại, hắn loạn choạng mất thăng bằng và đổ ầm xuống đất. Qua hăng. Win rồi. Tất cả là nhờ cao kiến của sư phụ. Trong khi các dông chi ăn mừng, thì cậu bé đã xuất hiện từ phía xa. Cậu đã kiệt sức khi chạy đến đây, bên trong hang động những người bị bắt đang đi ra. Cậu ông chầm lấy cha mẹ mình và khóc nức nở sau đó cậu quay lại chỗ các dông chi. Cảm ơn các chú vì đã cứu cha mẹ cháu. Lại chú à. Không có gì không, đó là những gì cháu phải làm, như đã hứa, đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Giải cứu dân làng bị người khổng lồ bắt. Người khổng lồ là mối nguy hại đối với dân làng xung quanh núi. Khi hắn chết, Yên Bình đã trở lại nơi đây. Tình hảo hữu tăng 26 điểm mỗi quan hệ với dân làng Ung Kim đã trở nên thân thiện hơn bạn đã lên lever, bạn đã lên lever, cậu bé mang một thanh kiếm to và nặng tặng cho sư phụ. "Đây, xin ông hãy nhận nó." Chết ai tắm, sư phụ đã nhanh chóng kiểm tra và nhận ra thanh kiếm này tốt hơn nhiều so với thanh kiếm mà họ đang cầm. "Những thanh kiếm còn lại vẫn đang ở trong làng, các bạn hãy đến đó với chúng tôi." Làng của chúng tôi còn nổi tiếng với các loại thảo mộc, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn và nếu muốn các bạn sẽ kiếm được kha khá khi bán chúng cho các hiệu thuốc ở các thành phố lớn, các học viên đã bị bất ngờ khi cậu bé đã không làm họ thất vọng. Danh vọng của họ đã tăng trong khi họ vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Chúc mừng. Ồ à, à, à. Bây giờ, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Royal Rau đang dần dần mở ra trước mắt các dông chiếc. Quýt đang câu cá một cách rất nghiêm túc cho đến khi mình câu được một con cá cực to không thì mình sẽ chỉ ăn cá cậu nuốt nguyên cả con cá mỗi món ăn sẽ mang lại cho cậu sự quyết tâm hơn đôi khi để tránh lãng phí thời gian cậu nuốt luôn cả con eo ghê quá quyết tiếp tục câu cá dựa trên sức mạnh ý chí và sự bướng bỉnh của bản thân cậu luôn thích chiến đấu thu thập những ai tắm và muốn mạnh hơn cậu có thể làm như thế mãi được tuy nhiên lúc này đây cậu đang làm một việc chả liên quan tí nào cảnh vật thì hiền hòa yên bình đến phát chán, câu cá cũng chẳng giàu được. Dù có câu được một con cá to và chất lượng đi chăng nữa, giá của nó cũng chỉ rẻ như thực phẩm thông thường. Mấy ngày qua mà trình độ câu cá của cậu mới chỉ là sơ cấp level 9. Chính xác là sơ cấp level 9 và 97,6%. Trong khi câu cá, cậu đã rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về các loại cá và chợ cá. Và bên cạnh cậu luôn có một người. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao và gầy tên là Jeffy. Quyết phát hiện ra rằng chàng trai này đã ngồi đây câu cá từ khi roi hồ rau bắt đầu mở cửa. Anh ta ngồi trên một tảng đá và nhìn xa xăm về phía sông Ben Người ta nói rằng có một số cô gái đã yêu thầm chàng trai bí ẩn này. Có lẽ đây là thói quen hàng ngày, nhưng rồi quyết đến ngồi cạnh anh ta. Cậu đã quyết định sẽ ngồi cạnh một người câu cá pro để cải thiện tình hình. Lúc này Uyết thấy có vẻ như anh ta là người duy nhất câu cá rất giỏi. Mặc dù level của anh ta cũng chỉ ở mức bình thường. Lúc đầu, hầu như Jeffy chẳng thèm để ý đến cậu, nhưng dần dần anh ta bắt đầu chú ý đến Uyết. Và chỉ cho Uyết vài điều cơ bản khi câu cá. Phao của Jeffy chìm xuống dưới nước. Ô oh, hát tuyệt vời, một con cá lớn. Anh ta hét lên sung sướng và nhanh tay nhất cần câu lên nhưng trên chiếc móc chỉ có duy nhất một chiếc giày cũ đang lủng lẳng. Mịa nó, thất vọng, Gia Phi ngồi xuống tảng đá và bắt đầu lắp mồi mới vào, khi đó phao của Quýt cũng chìm xuống. Quýt rất cẩn thận, cậu kiểm soát tốt hành động của mình, và từ từ cậu đã kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Câu cá là một nghệ thuật, nhiều khi không phải cứ kéo về phía mình là được, bạn phải thả dây cho con cá chạy lòng vòng cho mệt rồi mới thu dây lại. Phải biết cương nhu đúng lúc nếu cả hai cùng cương thì sẽ đứt dây mà thôi. Cậu đã đưa được con cá lên bờ sau một chút trắc rối. Một con cá chép khổng lồ, dài hơn 45cm, và trong bảng xếp hạng lịch sử câu cá ở sông Bensa thì con cá của Quýt Lọc vào top 10 những con cá to nhất đã câu được. Lever câu cá tăng từ sơ cấp LV10. Trung cấp LV không bây giờ bạn có thể dùng cần câu làm vũ khí. 25 chỉ số thuộc tính nước. 2000 like tăng hiệu ứng khi chế biến món ăn từ cá. Tăng khả năng bắt được cá đặc sản. 50 hiệu ứng của mồi câu. Ba tất cả các chỉ số. 50 fame về 30 endurance về 30 intelligence 30 wisdom. sau bao nhiêu gian khổ, quyết đã tăng được lv câu cá của cậu. Sau khi đạt được mục tiêu đã đề ra, quyết thu dọn đồ đạc và nghĩ thầm. Cứ tập trung là sẽ xong thôi, quyết tự đặt ra các mục tiêu cho bản thân mình như là các nghề thủ công phải đến cấp cao nhất. Việc đó rất khó thực hiện và cần rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải một năm. Bây giờ Quyết cảm thấy rất hài lòng khi thấy các chỉ số tăng lên. Cậu định đi đâu à? Jeffy thận trọng hỏi khi thấy Quyết bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giọng anh đầy núi tiếc. Vâng, mình phải đi rồi, Quyết trả lời. Hình như mình thấy cậu khá ít nói, và cậu, có lẽ cậu nhiều tuổi hơn mình đấy nhỉ? Có lẽ là như vậy, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, quyết trời khỏi con sông, cậu đi về phía thủ đô của vương quốc cơ rồi, để bán những bức tượng cậu làm ra trong khi câu cá. n. onj cậu ấn chuông một cửa hàng lưu niệm, người chủ chỉ có một mình. Điều gì đã dẫn cậu đến đây thế? Tôi đã đến để bán một số tác phẩm điêu khắc, quyết đưa sản phẩm của mình lên quầy hàng. Bức tượng nhỏ hình Vapi, người sói, vương miệng Phago và nhiều kiểu khác nữa. Wow. Người chủ tiệm không thể giấu được niềm vui. Tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy một sản phẩm nào tuyệt vời như vậy. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được giá trị của họ. Độ tinh tế sắc nét như một sự thăng hoa của trí tưởng tượng khi chìm đắm vào những bức tượng. Và cậu vô tình nhìn thấy một con sói trong khi cậu thực hiện bức tượng này. Vâng, đúng rồi, cậu có đói không? Có, bốn ngày nay tôi chưa có gì vào bụng mặc dù vậy, tôi thấy các bức tượng này hết sức tuyệt vời, u hồ quyết cười chân thành, cậu lấy ra một con cá đã chiên sẵn. Ông hãy nếm thử một chút, chính tôi đã nấu đó, hãy vừa ăn vừa thẩm định các tác phẩm của tôi cảm ơn cậu, trước đây tôi cũng từng là một nhà điêu khắc, nhưng tôi không có năng khiếu nên đã từ bỏ và chuyển sang kinh doanh, tôi chỉ mới bắt tay vào con đường của một nhà điêu khắc, và tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải học. Nhưng mong muốn của tôi đó là phải trở nên xuất chúng hãy xem xét kỹ và nhận xét hoặc đưa ra bất kỳ lời khuyên nào nếu ông thấy chỗ nào chưa hợp lý. Tôi sẽ rất biết ơn điều đó, không thể nào nịnh nọt, tặng quà, khiêm nhường. Để có được cái nhìn thiện cảm từ phía ông chủ cửa hàng, Quyết đã không khéo ứng xử. Quyết đã mang đến một món ăn đơn giản, nói một vài lời tốt đẹp và mối quan hệ của cậu với chủ cửa hàng đã cải thiện rất nhiều. Ai sẽ không hài lòng khi được khen ngợi cơ chứ? nhưng cũng cần phải cẩn thận khi khen một ai đó, ví dụ một người có đôi chân ngắn mà bạn khen họ cao thì gây đấy. Lời khen sẽ phản tác dụng nếu như sử dụng không đúng chỗ. Những người chủ tiệm thường rất cẩn trọng, họ sẽ nhận ra sự tân bốc và để ý thái độ cũng như dò xét xem bạn muốn gì từ họ. Để không bị thất bại thảm hại, bạn cần lựa chọn từ ngữ thật chính xác, hay như nụ cười cũng cần phải thật một chút, không được cười giả tạo. Bạn có thể sử dụng cả những lời chỉ trích, góp ý miễn sao đúng lúc đúng chỗ sau khi trao đổi qua lại vài thứ và cười đùa họ quay lại vấn đề chính ông sẽ mua chúng với giá bao nhiêu mục tiêu của quyết không bao giờ thay đổi tiền 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 và nhiều tiền hơn nữa nếu lột da bán được chắc cậu cũng làm những tác phẩm tuyệt vời này tôi sẽ mua với giá ba vàng một món cậu sẽ bán hết chứ tôi sẽ bán tất cả chúng quyết trả lời không một chút do dự gần đây cậu đã ngừng bán lẻ các tác phẩm của mình cho những người chơi. Cậu đã suy tính, mỗi một bức tượng nhỏ nếu bán cho những người chơi sẽ chỉ thu được một v trong khi bán buôn cho các cửa hàng sẽ được giá 2, 3 v Lại còn nhận tiền cả cục nữa chứ. Quyết nhận lấy 245 v Có lẽ trình độ của mình đã cao hơn, mình sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng mình còn phải làm nhiều việc khác nữa, cất tiền vào ba lô, cậu định dời đi thì. Tôi thấy cậu có tài năng thiết kế điêu khắc cậu nhìn thấy những thứ xinh đẹp và đưa chúng vào các tác phẩm điêu khắc ông chủ tiệm nói thiết nghĩ rằng đây là một lời khen từ chủ tiệm nên cậu đi thẳng về phía lối ra nhưng những lời tiếp theo của ông đã làm cậu thay đổi ý định một nhà điêu khắc phải cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và tôi thấy nó trong con người cậu cậu đã từng nghe về bậc thầy điêu khắc da chưa bình thường tôi sẽ không nói nhưng cậu có những tố chất của một nhà điêu khắc vì vậy tôi có thể tin tưởng ở cậu cậu có biết rằng Daron Đa đang sống ở thị trấn Rega không? Bạn đã có được thông tin về bậc thầy điêu khắc Daron. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Safe Scooter Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 36 Safe Scooter quyết đi đến khu ổ chuột của thành phố. Khu đó bao gồm những ngôi nhà mái bằng được xây dựng trên một ngọn đồi. Ngôi nhà cậu đang tìm kiếm nằm ở đâu đó loanh quanh vùng ngoại ô của pháo đài. Người ta nói, nếu bạn mua một căn hộ ở đây, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ pháo đài. Ở đây không có nhiều cửa hàng hay các công trình công cộng. Lý do duy nhất khiến Úyết tới đây là vì Đa rôn. Là một nhà điêu khắc, việc khám phá ra bí mật của các tác phẩm điêu khắc là một điều rất quan trọng. Do đó, Tình cờ cậu tìm được một bậc thầy điêu khắc như Daron đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Thậm chí, cho dù ông ta không dựa nhiều vào danh vọng, nhưng sống ở một nơi thế này thì thật là. Ban đầu khi quyết được nghe về thiết kế điêu khắc, cậu đã cảm thấy hoài nghi. Hiện giờ cậu đang rất mong đợi một cuộc gặp mặt với nhà điêu khắc bậc thầy rôn này. Mỗi bậc thầy đều có những skill riêng của mình. Nếu bạn học được 5 kỹ xảo, bạn sẽ học được skill cuối tuy nhiên, để thành thạo những skill này lại không phải điều dễ dàng. Câu chuyện quyết đã làm thế nào để trở thành một nhà điêu khắc và trở nên tài giỏi thật đáng kinh ngạc. Đầu tiên, cậu làm quen với người hướng dẫn trong trung tâm huấn luyện bằng cách tập luyện với những con bù nhìn cả ngày lẫn đêm. Với tình yêu chiến đấu và sự coi thường những nhà điêu khắc, cậu đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết với ông ta. Sau đó, theo lời khuyên của ông, cậu tìm đến một nhà hiền triết để tìm class phù hợp với mình. Sau khi nghe nhà hiền triết chém gió, cậu trở thành LMS ở level 60. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Cậu đã trải qua nhiều khó khăn trong công cuộc trở thành một nhà điêu khắc, nhưng nhờ sự kiên trì, cậu đã thành thạo một vài skill thủ công. Quyết cuối cùng cũng tìm thấy nhà của Daron. Ngôi nhà có một hàng rào bao quanh, nhưng cậu không thể coi đó là một ngôi nhà, bởi nó quà tồi tàn. Bên trong, có một người trung niên đang đứng. Hình như đây là Daron thì phải, khi bước vào trong, cậu lặng lẽ đứng nhìn Daron điêu khắc. Quyết chỉ nhìn một lát nhưng ngay lập tức cậu nhận ra người đàn ông này là một bậc thầy. Cậu không muốn quấy rầy công việc của ông, nhưng thực sự trong đầu đang dấy lên vô vàng những câu hỏi về nghệ thuật điêu khắc. Daron đang chạm khắc một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy rộng. Trong khi làm việc, thỉnh thoảng ông dừng lại, rồi phun ra một bụng máu. Chỉ sau khi hoàn thành xong tác phẩm, ông mới ngó qua quyết. Cậu chờ lâu rồi phải không, nhà điêu khắc trẻ tuổi. Vâng, cậu tìm ta. Cậu cần trui rèn những skill của mình. Khi tâm hồn thay đổi, cậu sẽ phát triển những skill khác nhau và chế tác được những tác phẩm thuộc về riêng cậu mà thôi. Nhưng hình như, cậu muốn học lõm nghề của ta thì phải quyết hiểu ý ông nói nhưng cậu thậm chí còn không thể đến được số lần kỹ thuật khắc giao đã giúp đỡ cậu. Với những lợi ích mà Clark Điêu Khắc mang lại cho cậu trong cuộc sống, cậu cảm thấy thực sự phấn khích. Tôi muốn học, tốt thôi. Tuy nhiên, ta không muốn để lộ những bí quyết của mình cho người khác biết. Ta phải kiểm tra xem cậu có xứng đáng trở thành đệ tử của ta hay không. Vì vậy, hãy đi và cố gắng thấu hiểu tâm hồn của năm sinh vật sống. Tin Quyết cảm thấy lúng túng những bí quyết điêu khắc đi ngược lại với ý nghĩa thông thường. Kỹ thuật khắc bằng dao tạo ra các tác phẩm điêu khắc và bây giờ cậu phải copy cử động của năm sinh vật sống để thấu hiểu tâm hồn chúng cậu không thể hình dung ra những việc phải làm ai đến bái sư cũng bị ông bắt làm bài tập kiểu này hả cậu hỏi cái gì cơ cậu không muốn học bí quyết của ta cậu từ chối nhiệm vụ quyết nhanh nhẩu trả lời không tôi thực sự muốn học ngay bây giờ tôi sẽ đi và bắt chước chuyển động của năm loài vật khác nhau thế đã được chưa ung um nhưng ta không biết cậu có làm được không đâu nhé. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ quyết trời pháo đài. Năm loài vật. Nhiệm vụ không yêu cầu chính xác loại sinh vật nào. Tốt nhất là không nên tìm loại nào quá phức tạp, cậu nhìn xung quanh lâu đài, chỉ thấy toàn thỏ, sóc, nai và những loại quái cấp thấp khác đang chạy lòng vòng. Chúng đang bị những người chơi khác tiêu diệt. Quyết tự trấn an bản thân. Mục tiêu đầu tiên của cậu là bắt chước một con thỏ những con quái thuộc loài gặm nhấm hay hưu nai thì lại chạy quá nhanh nên mục tiêu khả dĩ nhất của cậu bây giờ là một con thỏ nằm rạp dưới mặt đất cậu lén lút theo dõi một con thỏ đang bình yên gặm cỏ mặc dù không muốn nhưng vì tính háo thắng nổi lên cậu bắt đầu bắt chước theo con thỏ dung dung quyết quỳ xuống và nhai cỏ với kiến thức về các loại thảo mộc cậu không phải lo lắng về việc ăn nhầm cây độc nhưng đối với những người khác trông cậu thật ngớ ngẩn. Con thỏ dường như cảm nhận được có người nhìn lén liền nhảy tới một vị trí khác. Quyết không thể làm gì hơn nên đành phải nhảy chồng hổng theo nó ngay tấp lự. Con thỏ nhảy giết dắt và thay đổi tốc độ không báo trước. Cứ một lát nó lại dừng lại, uống nước, ăn cỏ, và nhìn quyết trêu ngươi. Mẹ kiếp, sao con thỏ này nhanh thế nhỉ, chạy chậm thôi, không bố cắt cờ mờ nờ chân mày giờ, bạn bắt chước chuyển động của loài thỏ tiến độ 0,6% thật may, cậu bắt chước khá giống, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm làm thế này thì có ích gì cho skill điều khắc? Con thỏ nhảy, quyết nhảy theo, và tiến độ bắt chước đã đạt đến 35%. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, sau con thỏ này, cậu còn phải bắt chước thêm bốn loại sinh vật nữa. Nhờ việc nhảy theo con thỏ, Quyết đã học lõm được khá nhiều tập tính kỳ lạ của nó. Đầu tiên, tập tính của loài thỏ khác xa so với những gì quyết nghĩ trước đây chúng rửa sạch đôi tai đánh dấu lãnh thổ và thỉnh thoảng lại nhảy lên để thể hiện trăm trạng vui vẻ của mình đương nhiên đối tác hiện tại của nó là Uyết, cũng sao y bản chính con thỏ nhỏ dễ thương bị một kẻ to lớn ác độc bám theo hai vờ cơ đơ con thỏ này nhìn ngon từ thịt ngọt từ xương đây giá mà mình được cắn một miếng mk chắc phải ngon vl ý chứ nhưng cậu không tiêu diệt con thỏ cả ngày nay cậu chẳng ăn gì ngoài cỏ và đến giờ khi nhìn vào con thỏ cậu chảy nước miếng trong cả lục địa versailles chắc đây là con thỏ duy nhất được quyết tha mạng bạn bắt chước chuyển động của loài thỏ tiến độ 84,2% càng cao tiến độ bắt chước tăng lên càng chậm tuy nhiên chỉ trong 5 ngày cậu đã đạt 80% và bây giờ đã có thể ra lệnh cho chúng một số câu lệnh đơn giản. Ngồi xuống. Đứng lên. Xoay vòng. Đá vòng cầu. Lũ thỏ lăn trên mặt đất theo mệnh lệnh của quyết. Thỏ. Nếu biết nhiều hơn về chúng, bạn sẽ nhận ra, đó là loài vật rất xinh đẹp, đáng yêu khi tiến độ đạt 99,8%. Lũ thỏ ngồi và nhìn lên bầu trời đêm. Và Quyết cũng làm điều tương tự bạn đã bắt chước thành công chuyển động của loài thỏ sau thỏ là đến lượt hưu quyết không tự nhận mình là một nhà điêu khắc điển hình bởi cậu tăng tất cả điểm của mình vào str và agi thường thì một người chơi class nhà điêu khắc sẽ tăng tất cả điểm vào ác nhưng quyết tăng điểm ác rất ít chỉ số ác giúp nâng cao giá trị của những ai tắm cậu làm ra và nâng cao khả năng chế tác được những tác phẩm đẹp nhưng xem chừng điều đó không dễ tăng chỉ số STR và GEX sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn. Đó là lý do khiến cậu chỉ tăng điểm ác một cách thụ động thông qua việc chế tác các tác phẩm điêu khắc. Giờ chỉ số ác của cậu đã vượt qua mốc 800 và AGI là 505, tất nhiên là cộng thêm cả những điểm phụ trợ từ trang bị. Nếu là hưu thì mình sẽ đi theo chúng, con hưu bình thản gặm lá trên cành cây, rồi đột nhiên chạy đi như thể nó bị cái gì đó làm hoảng sợ quyết chẳng thể làm gì nên đành bám theo nó. Nhờ chỉ số AGI cao, nên cậu không gây ra tiếng động nào. Bạn bắt chước chuyển động của loài hưu. Tiến độ 0,2% sau khi nhảy nhóc vòng quanh như một con thỏ, việc bám theo một con hưu có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng bởi vì lũ hưu tao nhã hơn thỏ, chúng thường đi lại nhẹ nhàng, chứ chẳng mấy khi nhảy. Tuy nhiên, vì phát hiện có cạm bẫy xung quanh nên con hưu bắt đầu tăng tốc. Quyết phát hiện ra, lũ hưu chạy bằng bốn chân, cậu lập tức học tập và chạy bán sống bán chết để theo kịp con hưu. Mapan và Hoa Rin, sau khi làm vài vụ buôn lậu trót lọt, đang tiến về thị trấn Rega. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đều nhờ cả vào cô đấy, Hoa Rin, không không, cái chính là nhờ vào các skill thương gia của anh chiếu Mapan, Mapan và Hoa Rin, ngồi trên xe ngựa, chuyện trò rôm rả với nhau. Để giao dịch và buôn bán, họ phải trải qua những hành trình dài và nhàm chán. Thường thì, class thương nhân luôn làm quen với các NPC khi đến một thị trấn nào đó. Nếu không nhiệt tình, công việc sẽ rất khó xuôi. Với các skill của một thương gia, Mapan có thể làm giảm trọng lượng hàng hóa và tăng tốc độ di chuyển của phương tiện. Tuy nhiên, dù có bất cật lực, hành trình vẫn buồn tẻ và chán ngắt. Mapan và Hoa Riêng thường trò chuyện để giết thời gian. Lần này, họ nói về Quyết. Tôi, tôi ước được ở cùng Quyết lúc đó, để cùng anh ấy chiến đấu và tiêu diệt Vampy -ti Lốt Tori dưới sự trợ giúp của các Paladin thuộc giáo hội Freya EA, không phải ai cũng có thể hoàn thành được một nhiệm vụ có độ khó bê đâu. Cậu ấy thậm chí còn tạc được một bức tượng con rồng băng ở phía bắc lục địa, đôi mắt hoa rinh lấp lánh. Cô yêu những câu chuyện cổ tích và huyền thoại, và tất cả những câu chuyện về Quyết hoàn toàn làm cô hài lòng. Khi nghe nói Quyết và Anveron, một ứng viên cho chức giáo hoàng của giáo hội Freya, cùng hợp tác để cứu sống những Paladin bị nguyền rủa. cô đã thực sự bị ấn tượng. Khi đến một ngôi làng đổ nát bị bỏ hoang, Quyết và Anveron bị suy yếu bởi cái lạnh và bị bao vây bởi lũ quái với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì và từng bước tạo lập sức mạnh chiến đấu cho mình. Trong khi vẫn còn trong quá trình tìm kiếm, Quyết điêu khắc một con rồng băng khổng lồ. Khi tất cả những Paladin bị nguyền rủa bên ngoài lâu đài được giải thoát, quyết dẫn dắt họ quét sạch lâu đài hắc ám. Họ đánh bại đám vampy, giải thoát dân làng vô tội và cho bốt cuối Tori nằm đất mãi mãi. Trong đầu hoa riêng, tất cả những sự kiện này sâu chuỗi với nhau thành một bộ phim sử thi. Cô nhìn thấy những vị anh hùng thực sự trong cơn đau đớn, đấu tranh chống lại cái lạnh, chiến đấu với lũ quái vật và thậm chí các lực lượng của thiên nhiên. Ấn tượng của Hoa Riêng về nhiệm vụ của Quyết là một cuộc phiêu lưu tràn đầy sự nguy hiểm và hết sức khó tin. Ma Pan nhúng vai. Lúc này, mọi người đều nói về điều đó, nhưng tin tôi đi. Ngay từ lần đầu tôi trông thấy uyết, cậu ấy đã thể hiện mình là một con người đặc biệt, người từ trên trời rớt xuống. Trên đường đi, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình, chẳng mấy chốc đã đến gần cổng thành. Nhưng sau đó, họ gặp phải một chuyện kỳ lạ, một đám đông đang chăm chú theo dõi cái gì đó. Đây là một điều bất thường. Mọi người cùng nhau tụ tập thành đám lớn ở những khoảng đất trống trước cổng thành, mặc dù cổng thành đã mở cách đây hàng giờ. Mapan và Hoa Riêng nhìn nhau. Sau một cuộc hành trình dài và tẻ nhạt, họ rất hứng thú với việc đang xảy ra trước mắt. Chúng ta qua xem một chút chứ. Hoa Riêng hỏi từ, có vẻ cần thiết đấy, Mapan dừng xe, và cả hai len vào đám đông. Họ nhìn thấy một cảnh khiến họ sốc toàn tập. Đang chạy quanh cánh đồng là một con cáo. Nó lắc lư nhẹ nhàng cái đuôi dài và đẹp đẽ của mình một cách khéo léo. Khi con cáo nhảy, một người chơi khác cũng nhảy theo. Khi con cáo ngã, anh ta cũng ngã theo. Đôi khi có những sự khác biệt nho nhỏ trong cách di chuyển. Nếu không phải do người chơi kia, có lẽ đã chẳng ai nhận ra. Wow, thằng ngu vào vậy. Nó vừa mới trốn trại ra à, Pan bắt đầu đặt câu hỏi cho những người đứng xung quanh. Họ đứng hơi xa, nên không thấy rõ mặt người chơi đó một cô bé đứng gần đó cười khúc khích người đàn ông đó cháu không biết chú ấy là ai nhưng cháu thấy chú ấy bắt chước thỏ hưu yêu tin và giờ đến con cáo này sau mỗi lần bắt chước chú ấy lại làm ngày một tốt và giống hơn dạo này có lắm thằng dở người vậy nhỉ và đúng lúc đó con cáo nhảy ngược lại mà pan cùng hoay en có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của người chơi đó hư cấu wow ngạc cơ mờ nời nhiên đó chính là quyết, cậu ta đang bắt trước một con cáo. Ma Phan và Hoa Riêng quay mặt nhìn nhau, trong khi những người khác đang xem một cách hào hứng và không ngừng suy đoán về tình huống đang xảy ra. Niềm tin của họ dành cho quyết là vô tận, nhưng thỉnh thoảng, cậu lại làm những việc đáng xấu hổ. Họ quay trở lại xe, không nói một lời, hoàn toàn phớt lờ quyết. Thỏ, hưu, yêu tinh và giờ là cáo quyết hoàn tất việc sao chép chuyển động của con cáo giờ thì cậu phải tìm sinh vật thứ năm mk việc này tốn thời gian quá bởi vì thỏ yêu tinh hưu và cáo là những con quái cấp thấp nên chúng thường bị người chơi tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ da giao cho cậu đã phải dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những con còn sống sót và bắt chước chúng vì vậy quyết, quyết định sẽ bắt chước một loài vật mà không ai tấn công chúng cậu chọn ngựa một loài vật rất dễ tìm và cách không xa thị trấn là một đồng cỏ dành cho ngựa tại đó cậu cố gắng chạy bằng bốn chân và bắt đầu bắt chước chúng ngựa là loài động vật sinh ra để chạy vì vậy dù chỉ số aji của quyết rất cao nhưng cậu cũng phải toát mồ hôi hột để theo kịp chúng nếu không có những hàng rào bao quanh đồng cỏ chắc cậu sẽ không thể làm được điều đó đây là loài vật cuối cùng rồi mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi mình sẽ được học những bí mật của việc tạo hình điêu khắc. Sau một ngày, mọi nỗ lực chỉ giúp cậu đạt được mức 12%. Một kế hoạch đẩy tiến độ được đặt ra, quyết sẽ ăn một bữa rau xanh với cỏ đặc biệt. Chúng mày ăn gì, thì tao sẽ ăn nấy. Bằng cách ăn cỏ, tao sẽ tìm hiểu nhanh hơn về chúng mày, ngựa à, bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa. Tiến độ 59,0% bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa tiến độ 89,7% bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa. Tiến độ 95,9% hai, ba, rồi 4 ngày. Thời gian trôi nhanh, tiến độ càng được đẩy mạnh. Và cuối cùng, bạn đã bắt chước thành công chuyển động của loài ngựa. Quyết tràn đầy hưng phấn, và rồi, cậu chợt nhận ra điều gì đó. club clop clop khi bắt chước một con hưu, cử động của cậu bị hạn chế và có chút vụng về nhưng giờ, cậu chạy thật dễ dàng và thoải mái. Quýt lướt đi như gió. Cậu có cảm tưởng, giờ chạy bằng tứ chi còn nhanh hơn cả bằng hai chân. Bạn đã thành thạo một skill di chuyển đặc biệt qua rút trung, chạy bằng bốn chân. Một trong những skill bộ pháp khi sử dụng skill này, tốc độ di chuyển của bạn tăng 60% tuy nhiên, nó tiêu tốn HP và megapixel khi chạy ngược gió, stamina, sức bền, giảm 30% khi chạy đúng chiều gió, Tốc độ tăng 20% khi chạy trên địa hình bằng phẳng, tốc độ tăng cường 80% stamina 5 resistant 5 dexterity 5 wow. Wow. Bắt chước cách di chuyển của các loài động vật giúp cậu học được một skill bộ pháp mới. Qua rút trung. Tuy nhiên, cậu không muốn gây sự chú ý và việc sử dụng skill này đúng là một gánh nặng nghiêm trọng. Trước mặt mọi người, mình sẽ không sử dụng cái skill quái gì này, quyết nở một nụ cười rộng đến tận mang tai thực tế cách di chuyển giống với động vật của cậu không phải là bí mật với bạn bè. Không không. Họ sẽ không bao giờ biết được điều này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quyết quay trở lại lâu đài. Tất nhiên, bằng hai chân. Một lần nữa, Daron lại điêu khắc một tác phẩm với hình tượng là một người phụ nữ trung niên. Trong khi làm việc, quyết chờ đợi trong lặng lẽ và phát hiện ra bức tượng này giống hệt với bức tượng trước. Ông ấy chế tác những tác phẩm giống hệt nhau. Cậu cảm thấy khó hiểu. Trước đây, cậu từng sản xuất hàng loạt các tác phẩm về chim, người và sói. Tuy nhiên, cậu lại không nhận được nhiều kinh nghiệm. Và khuôn mặt, nói trắng ra thì chẳng khác gì thì nở, nếu trở thành một bậc thầy điêu khắc, bạn sẽ có khả năng chế tác ra một bức tượng công chúa có vẻ đẹp khiến bất kỳ vị thần nào cũng phải ghen ghét, đố kỵ. Tuy nhiên, người phụ nữ kia lại có một khuôn mặt tầm thường. Daron cuối cùng cũng kết thúc và quay sang Uyết. Cậu hoàn thành nhiệm vụ ta giao rồi chứ? Vâng, thỏ, hưu, yêu tinh, cáo và ngựa. Tôi đã bắt chước được những động tác của chúng khá đấy, cậu hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn ta tưởng. Bây giờ, hãy sử dụng hình ảnh của những loài động vật đó trong tâm trí và chế tác những bức tượng về chúng đi. Nếu vượt qua được bài kiểm tra đơn giản này, ta sẽ truyền nghề cho cậu, không vấn đề gì, quyết đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc điêu khắc, từ lớn tới nhỏ, từ sói tới rồng. Mình nhớ là đã từng chế tác rất nhiều về thỏ và cáo. Sau đó bán chúng cho những người chơi khác, quyết tự tin đưa dao. Tuy nhiên, sau vài phút, cậu cảm thấy có điều gì không đúng. Mình đã làm sai bước nào nhỉ, tất cả sự tự tin của cậu biến mất. Quyết dừng lại và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem mình đã làm sai cái gì tác phẩm trong tay cậu hoàn toàn khác với những gì cậu đã chế tác ra. Nhìn chung, điều này không đáng ngạc nhiên, vì theo thời gian, skill điêu khắc của cậu sẽ tiến bộ lên. Nhưng đang có cái gì đó khá mới mẻ. Khi cậu bắt chước các loài động vật, cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về chúng. Vì sao thỏ lại có đôi tai dài và đuôi ngắn, và cách thức di chuyển của chúng đã nghiễm nhiên được đưa vào tác phẩm của cậu. Bức tượng của cậu trở nên ấn tượng, chi tiết và sống động hơn u uh ho -huh, ho trước đây cậu chỉ đơn giản sử dụng hình ảnh copy trong đầu mình để điêu khắc nhưng hiện tại những bức tượng về thỏ cậu làm ra đã tồn tại cảm xúc vui buồn giận dữ ngay cả trong bức tượng con thỏ lúc ăn cỏ đầu tiên là xé và rồi cắn hay con thỏ đang chạy trốn những kẻ săn mồi những cảm xúc chúng thể hiện ra đều rất rõ rệt hiện giờ khi điêu khắc quýt bắt đầu suy nghĩ cố gắng hiểu được tâm hồn của hình tượng cậu nhắm đến cũng như khi điêu khắc về ngựa, cậu nhớ đến những cánh đồng bất tận. Quýt đã rất ngạc nhiên vì công việc mình làm đã trở nên thoải mái và thú vị hơn. Có cảm giác như cậu đang ngồi cùng bạn bè. Khi Quýt hoàn thành tác phẩm thứ năm, một kiệt tác cấp 2, bạn đã hoàn thành năm tác phẩm về động vật tác phẩm điêu khắc nhỏ nhưng rất phức tạp. Nó phản ánh kỹ năng của một bậc thầy điêu khắc thực sự và do đó mang trong mình giá trị nghệ thuật cao. Tác phẩm điêu khắc tạo ra niềm vui và sự thích thú cho bất cứ ai chiêm ngưỡng nó. Giá trị nghệ thuật: 460 hiệu ứng. Hồi HP và megapixel tăng 6%, tăng thiện cảm với động vật kháng hỏa tăng 15%, nhiệt dư thừa trong cơ thể có thể được thoát ra qua đôi tai, có thể phát hiện bảy rập mọi level 25 leadership 10 intel, 10 ITL, 10 tốc độ di chuyển hiệu ứng này không được cộng dồn với các tác phẩm khác số kiệt tác cấp 2 bốn skill điêu khắc tăng quyết nắm chặt tay lại. Cậu đã thành công chế tác những kiệt tác cấp một vài lần và thậm chí là cả kiệt tác cấp 3 với bức tượng rồng băng khổng lồ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chế tác thành công một kiệt tác cấp 2 chỉ với một bức tượng nhỏ. Bên cạnh những hiệu ứng này, thông thường, những tác phẩm điêu khắc của Quýt có hiệu ứng làm tăng lượng HP và Megapixel, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một tác phẩm điêu khắc giúp làm gia tăng thiện cảm thỏ, hưu, yêu tinh, cáo, và ngựa. Tất cả ưu điểm của năm loài vật này đều có trong hiệu ứng mà bức tượng mang lại. Từ trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ rằng những tác phẩm có kích thước lớn mới có giá trị. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn thấy những tác phẩm điêu khắc nhỏ nhắn xinh xắn có thể mang lại những hiệu ứng tương tự, thậm chí còn hiệu quả hơn. Tiềm năng của một nhà điêu khắc là vô cùng lớn. Daron nhìn vào bức tượng nhỏ và gật đầu hài lòng tình yêu đối với các tác phẩm điêu khắc giúp sản phẩm của cậu trông thật đẹp và gây được ấn tượng sâu sắc cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta giao phó bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thấu hiểu về nghệ thuật điêu khắc trước đây bạn chỉ điêu khắc ra hình dạng của động vật nhưng với sự hiểu biết về nghệ thuật điêu khắc bạn có thể thổi hồn của chúng trong các tác phẩm của mình tình yêu dành cho động vật và mong muốn học hỏi là một trong những tố chất cần thiết của một nhà điêu khắc phần thưởng Skill ẩn được chân truyền từ Daron khi quyết đọc xong tin nhắn, Daron tiếp tục. Bí quyết của ta cũng không có gì đặc biệt. Tất cả những gì ta cần chỉ là tình yêu với tác phẩm của mình. Ta không sử dụng bất kỳ kỹ thuật hay quy tắc đặc biệt nào khi điêu khắc. Ta chỉ đặt trái tim của ta vào nó. Và tất nhiên, khi ta hoàn thành một tác phẩm điêu khắc, nó sẽ trở thành một cái gì đó thật đặc biệt đó chính là bí quyết của một nhà điêu khắc, chỉ vậy thôi ạ, à, sự thấu hiểu của nhà điêu khắc với những gì mình tạo ra, đó chính là bí quyết mà ta áp dụng. Và có một điều nữa ta muốn dạy cậu, đó là một skill chỉ dành riêng cho những người am hiểu nghệ thuật điêu khắc. Khụ khụ, đa rôn ho và phun ra một ngụm máu. Ông không sao chứ, quyết lo lắng hỏi. Yêu, ta không thể nói rằng mọi thứ đều ổn. Thời gian không còn nhiều, và ta vẫn còn phải chế tác thêm 300 tác phẩm điêu khắc nữa. Chí ít thì ta cũng muốn hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng đã nhận được, và sau đó sẽ tự giả cõi đời này với tâm hồn thanh thản. Cậu sẽ làm việc cùng ta trong một tuần chứ? Bằng cách đó, cậu sẽ am hiểu hơn về bí quyết của ta, yêu cầu của Daron trong suốt một tuần lễ, bạn phải làm theo những đơn đặt hàng của Daron. Điều này sẽ giúp một nhà điêu khắc như bạn có thể chế tác được những tác phẩm sống động trong tương lai đây cũng là điều kiện cần thiết để hiểu rõ hơn về bí quyết của da rôn độ khó nhiệm vụ dành riêng cho clark nhà điêu khắc phần thưởng kinh nghiệm thu được tại thời điểm này tăng gấp đôi giới hạn nhiệm vụ nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn không hoàn thành các tác phẩm điêu khắc đúng thời hạn phêm sẽ giảm và bạn phải trả tiền phạt quyết không hề do dự đương nhiên cậu chẳng thích thú gì với cái giới hạn thời gian và bị giảm phêm nếu nhiệm vụ thất bại nhưng để học được skill ẩn thì đáng để đặt cược Bên cạnh đó, còn một lý do khác nữa. Kể từ khi chế tác thành công bức tượng con rồng băng, skill điêu khắc của cậu vẫn dậm chân tại level 6 trung cấp mà không tăng lên nhiều. Lúc này, với phần thưởng là kinh nghiệm tăng gấp đôi khi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, cậu có thể đạt đến level 7 trung cấp. Yes, đúng là nắng hạn gặp mưa rào, đang cần thỉnh kinh mà Phật tổ lại tự tay gửi e, mèo tới. Cơ hội lên cấp cho skill điêu khắc đây rồi, sau một tuần làm việc cùng Daron, Quýt có thể gia tăng đáng kể khả năng điêu khắc của mình. Bên cạnh đó, vì làm theo đơn đặt hàng nên cậu cũng không tốn nhiều chất xám vào việc tự hỏi mình xem nên chế tác cái gì cho đẹp mắt. "Tự chọn đi," Daron nói khi đưa tận tay Quýt danh sách đơn đặt hàng. 300 tác phẩm điêu khắc. Tất nhiên, trong số đó có một số tác phẩm khá khoai, cần phải suy nghĩ sâu sắc quyết chỉ có thể lấy những đơn đặt hàng đơn giản, nhưng sau đó, tham vọng trong cậu bùng lên. Niềm vui không dễ tới. Mình sẽ không học được gì nhiều nếu chỉ chọn những đơn đặt hàng đơn giản. Vì thế, mình đã sẵn sàng để chịu ngược đãi rồi đây. Cậu quyết định sẽ chế tác 30 tác phẩm điêu khắc mỗi ngày. Đến cuối tuần, số tác phẩm cậu làm ra sẽ là 210. Làm cả sáng, trưa, chiều, tối nếu mình làm việc không ngừng nghỉ, 210 chứ 2100 cũng xong. Những trang trí trên một cây cung. Một hạm đội tàu, dập dềnh trên những con sóng êm, nằm phía dưới những cánh buồm trắng, ở xa, rất xa mặt trời. Một khách hàng yêu cầu một tác phẩm điêu khắc cá heo. Những đơn đặt hàng của cậu không thay đổi nhiều lắm. Cậu chỉ cần điêu khắc một số bức tượng nhỏ, và khi thành công, sẽ nhận được phần thưởng là kinh nghiệm thực tế thì cũng có một số khó khăn. Một nhà điêu khắc cần phải đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Đối với Quyết, người chủ yếu làm việc theo cảm hứng, khởi đầu rất khó khăn. Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã quen dần và dễ dàng hiểu được những gì khách hàng muốn. Ngày đầu tiên, cậu chỉ làm được 15 bức tượng, ngày thứ hai là 24, còn ngày thứ ba là 35. Nhận đơn đặt hàng, trò chuyện, lắng nghe, Quyết trở thành bạn bè với Daron. Hồi còn trẻ, ta gặp một người phụ nữ và đã phải lòng cô ấy, Nôn nói. Cả cuộc đời này, ta chỉ có một năng khiếu duy nhất, do vậy, ta quyết định trở thành một nhà điêu khắc thật tuyệt, tuy nhiên, cô ấy đã sớm rời bỏ thế giới này và ta không thể chấp nhận được điều đó. Sau khi cô ấy chết, cô ấy sống trong tâm trí của ta, vì vậy, ta điêu khắc hình ảnh của cô ấy. Điêu khắc không phải là một công việc dễ dàng. Chỉ nhìn và tạo hình đối tượng là không đủ cậu phải đưa linh hồn mình vào trong công việc, cũng giống như tôi, đặt tình yêu vào việc điêu khắc hình ảnh cô ấy, cứ thế, vừa làm việc, họ vừa ung dung nói chuyện. Một tuần trôi qua, và quyết chỉ vừa kịp hoàn thành đóng đơn đặt hàng của mình và thành công tăng skill điêu khắc lên level 7 trung cấp. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đơn đặt hàng của Daron cả cuộc đời, ông chỉ chế tác những tác phẩm điêu khắc về một người phụ nữ. Tác phẩm của ông tràn đầy tình yêu và sự sống bằng cách truyền lại bí quyết của mình cho một nhà điêu khắc khác, ông đã có thể yên tâm và vui vẻ rời khỏi thế giới này. Skill điêu khắc tăng lên bạn đã thành thạo một skill mới, Skuntun Safesin, biến hình điêu khắc, bạn đã thành thạo một skill bị động, Skuntun Comprehend, lĩnh hội điêu khắc, quyết nhanh chóng kiểm tra những skill mới của mình, mở thông tin skill. Skuntun Safesin. Skuntun Comprehend, Skuntun Safesin một kỹ thuật được sáng chế bởi bậc thầy điêu khắc Daron. Nhà điêu khắc được rất ít người biết đến. Khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc, bạn có thể biến đổi cơ thể mình giống như các tác phẩm điêu khắc sinh vật của bạn. Yêu cầu Kỹ thuật này chỉ có thể sử dụng khi bạn đã thành thạo skills Kuntun Comprehend 2000 megapixel và chỉ số ác phải lớn hơn hoặc bằng 500 cảnh báo trong quá trình biến đổi từ một người thành một sinh vật khác. Bạn chỉ có thể thay đổi vóc dáng và gương mặt, các chỉ số và level vẫn giữ nguyên nếu muốn chuyển đổi thành một sinh vật khổng lồ, bạn phải tiêu tốn rất nhiều STR và HP. Skuntun Comprehend 1, 0% Càng hiểu rõ về đối tượng điêu khắc, tác phẩm bạn tạo ra càng có chất lượng cao khi level skill này tăng lên, hiệu ứng bổ sung Skuntun Safesin sẽ được thêm vào sơ cấp. 10. Hiệu ứng biến hình Chỉ có thể biến đổi hình dạng thành những sinh vật sống trên mặt đất trung cấp. 20. Hiệu ứng biến hình có thể biến đổi hình dạng thành sinh vật biết bay. Tuy nhiên, bạn phải học cách bay. Cao cấp. 30. Hiệu ứng biến hình. Có thể biến đổi hình dạng thành mọi loại sinh vật. Và như thế, Quyết học được một skill ẩn của Clark Skuntun Safesin. Vì level và các chỉ số của cậu vẫn giữ nguyên, thật khó để nói rằng việc biến hình thành một con quái vật mạnh mẽ là nên hay không nên. Ví dụ, khi biến thành một con rồng, bạn không thể sử dụng những quyền năng tuyệt đối của nó do chỉ số của bạn thấp hơn nó rất nhiều. Chưa hết, bạn còn phải làm một việc hết sức khó khăn, đó là kiểm soát cơ thể mình. Do cơ thể quá đồ sộ, bạn sẽ không thể di chuyển như bình thường được, khi đó, bạn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu săn đuổi của những người chơi, thậm chí là cả các cờ lát ít tham gia chiến đấu cũng có thể cho bạn nằm đất. Mặt khác, nếu ít biến hình thành một chú thỏ, cậu sẽ trở thành một con quái dễ thương có level 200. Skill này khá hữu ích trong việc tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc. Cú lốc, Daron lại ho, và lần này còn phun ra nhiều máu hơn. Ông đã sắp phải từ biệt thế giới này. Con trai, ta có một nhiệm vụ dành riêng cho con, con xin lắng nghe, thưa thầy con sẽ hỗ trợ ta hoàn thành một tác phẩm điêu khắc. Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, vâng, con sẽ giúp Quyết ở lại thêm một ngày, để chăm sóc Daron. Daron đã đưa toàn bộ tâm hồn mình vào trong tác phẩm cuối cùng này. Đến cuối ngày, ông ho không dứt và mặt đất nhuộm đầy máu của ông. Sau cùng, ông cũng hoàn thành tác phẩm, một bức tượng về một phụ nữ trung niên, người mà ông yêu. Đặt con dao khắc sang một bên, Daron nói trong đau đớn: "Ta đã dạy con tất cả những gì ta biết. Hãy rời khỏi đây và thực hành những skill ta chỉ dạy. Đừng để mình nhàn rỗi." một nhà điêu khắc ánh trăng chỉ có thể phát triển nhờ việc gia tăng EXP không ngừng, vâng, con sẽ làm như thầy dặn, ta tự hào vì đã có thể truyền bí quyết của mình cho một LMS. Tuy nhiên, con có biết tại sao chức nghiệp của con lại khác biệt so với những môn lai Skunto, MS, bình thường khác không? Không, con thực sự không biết, mặc dù đã tìm kiếm trên Internet khá lâu, cậu vẫn không thể tìm ra điểm khác biệt giữa một LMS và một MS. Hầu hết trong mỗi class, các skill, kinh nghiệm chiến đấu đều được truyền dạy từ thầy sang trò tuyệt kỷ của một bậc thầy sẽ được truyền lại cho một người mới bắt đầu ngày xưa đã có một vị vua thống nhất toàn bộ đại lục một nát tự cho mình là mạnh nhất một thương gia với đóng tài sản kết xù và cả những người khác nữa nhưng chỉ một người trong số họ mới là huyền thoại vậy đó là một cờ lát tốt phải không ạ à? quyết nghĩ cờ lát của mình là một sự gian lận mặc dù hiện tại cũng đã nghĩ đến việc thay đổi cờ lát nhưng cậu không thể quên được sự kỳ vọng và cường điệu trong trái tim, rằng cờ lát này là có một không hai, một huyền thoại chính là một huyền thoại, không hơn không kém. Daron lặng lẽ nói, con mang lại vinh quang cho cờ lát của mình, nhưng cờ lát không mang lại vinh quang cho con. Tiền, không phải là vinh quang. Nhưng đó lại là thứ uýt mưu cầu. Vì vậy, những câu nói của Daron đã khiến cậu rối loạn. Cần nhất là nhân tâm. Vì vậy, một LMS cũng không có gì khác biệt cả. Sẽ tốt hơn nếu Uyết không biết được điều này. Thà rằng có chút hy vọng, được tự kỷ rằng cờ lát huyền thoại của mình tốt hơn hẳn những cờ lát thông thường khác. Sarah Daron nói ánh mắt ông hướng lên trời, nơi người vợ thân yêu đang chờ đón, rồi trút hơi thở cuối cùng. Sau đó ánh sáng lóe lên, và ông biến mất. Tại nơi ông vừa nằm xuống, có một tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng gỗ một tác phẩm điêu khắc. Chỉ có những người thực sự yêu thương thế gian này mới để lại một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời đến vậy, đến lúc này, sau vài tuần được đào tạo về điêu khắc, Quýt mới bắt đầu nhận ra nên chọn đi theo class nào và hướng phát triển nó. Là một xung tô thôi chưa đủ, bạn còn phải đặt cả trái tim vào class của mình nữa. Ngay cả những con cáo nhỏ cũng có linh hồn riêng và nó chỉ có thể được nắm bắt bởi một bậc thầy điêu khắc. Quýt lấy ra một khúc gỗ và bắt đầu đục đẽo. Suy cho cùng, cậu là người duy nhất đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng của bậc thầy điêu khắc Đa Rôn. Với cương vị là đệ tử chân truyền, cậu sẽ lưu giữ hình ảnh của ông trong tâm trí. Kiệt tác cấp 3 Bạn đã chế tác thành công tác phẩm điêu khắc về Đa Rôn tác phẩm điêu khắc, được chế tác bởi một đệ tử tận tâm, bộc lộ tình yêu thương, như những gì sư phụ của anh ta đã từng làm vậy. Mặc dù ông đã rời khỏi thế giới này, một phần linh hồn của ông vẫn mãi trường tồn. Giá trị nghệ thuật 2.300 hiệu ứng đặc biệt Hồi HP tăng 50% một ngày kháng phép 40% Vitaly tăng 45% sinh lực 10 tất cả các chỉ số mọi khu vực với sự xuất hiện của tác phẩm này sẽ luôn có hòa bình các hiệu ứng này không được cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác số kiệt tác cấp 3 được tạo thành hai skill điêu khắc đạt level 8 trung cấp điều này cho phép bạn có thể chế tác được những tác phẩm chi tiết và tinh tế hơn skill thủ công đạt level 9 trung cấp hiệu ứng của các skill thủ công tăng 5% Skuntun Comprehend đạt level 4 sơ cấp càng có nhiều hiểu biết và tình yêu với tác phẩm điêu khắc, hiệu ứng nó mang lại sẽ càng tốt hơn. Fame 1350 Act, 79 Endurance 3 Stamina 3 Leadership 5 nhờ việc tạo ra một kiệt tác cấp 3 ôn Startup 1 bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Vây hãm pháo đài Odin Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 37 Vây hãm pháo đài Odin quyết rời Rega trong sự phấn khích. Kể từ khi mình chiến đấu lần cuối cùng, có vẻ như cũng khá lâu rồi ấy nhỉ quyết cảm thấy hình như cậu đã mất đi cảm giác phấn khích khi chiến đấu. Bình thường Uyết sẽ dành thời gian để chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm nhưng trong suốt vài tháng qua, anh chỉ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng nghề của mình, các trận chiến lúc nào cũng cam go như đi trên một sợi dây mỏng manh. Nếu bạn chỉ muốn nhanh chóng đối đầu với những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm thì bạn sẽ dễ dàng thất bại. Có lẽ mình sẽ chết trong sự cô độc và bị lãng quên. Quyết cảm thấy trong người không được khỏe. Có lẽ nguồn gốc của sự sợ hãi trong cậu bắt nguồn từ việc anh chỉ tập trung tăng các kỹ năng nghề mà quên luyện tập các kỹ năng chiến đấu, trong khi đó những người chơi khác đang cày kéo ngày qua ngày. Đã vài tháng kể từ khi quyết trời giáo hội Freya, và lần cuối cùng anh thăng cấp là tăng một lèo chín level sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm lại vương miện Fago. Thi thoảng quyết lại nhận được tin tức từ kêu thông báo rằng anh đã vượt qua level 190. Với những người còn lại, Suka, Iren và Romuna họ cũng có level gần như vậy. Kể cả Mapan cũng đã level 160, và Hoa Riêng thì đã level 210. Tất cả mọi người đều thăng cấp, còn Uyết thì vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù không thể nói rằng trong suốt thời gian qua Uyết đã ngồi chơi sơi nước. Trong những tháng qua, Uyết đã đi được một chặng đường dài hơn bất cứ ai trong thế giới hồ Rau. Có thể level của anh không tăng nhưng các chỉ số thì vẫn tăng dần đều hơn thế nữa. Anh còn học được những kỹ năng bí mật. Ô mai chúa, mình sẽ chết chắc khi nhìn thấy một con quái vật. Họ lao vào sâu xé chúng. Ngay cả đối với một con quái vật mạnh mẽ đi nữa, đối với các dông chi thì chỉ là mũi. Mục tiêu duy nhất của họ khi tham gia trò chơi là trở lên mạnh mẽ hơn. Nhanh chóng nhận ra một con sói, họ bao vây nó. Sau đó bằng cách tấn công liên tục. Họ duy trì áp lực lên mục tiêu từ tứ phía, cuối cùng họ giết nó. Càng ngày càng nhiều người biết đến họ và gọi họ là một nhóm những người điên khùng. Năm trăm người chơi dẫn đầu bởi năm dân chích đứng đầu. Ung Sư phụ Chuyện gì vậy, dân chi hai? Chuyện về Uyết, các dân chi thường không nhắc tới Uyết, bởi vì cảm thấy không thoải mái khi nói về người đã đánh bại họ ở võ đường. Tuy vậy... Yomuduchai và Yom Sethi vẫn giữ liên lạc với Uyết. Vì một lý do duy nhất. Thông tin chính là sức mạnh. Sau tất cả nếu như bạn biết được nhiều thông tin hơn những người khác, bạn có thể đứng bên cạnh sư phụ, tìm những món ăn ngon, hiểu biết về những con quái vật sẽ rơi ra các lúc tốt, và nhiều hơn nữa. Hai trong số các dông chi đã học kỹ năng nấu nướng, họ làm tất cả để phục vụ thần tượng của họ, sư phụ của họ, người cho đến bây giờ vẫn làm họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sư phụ vung kiếm uống lợn như thể đó là điều dễ dàng nhất có thể làm trong thế giới này. Đường kiếm quá hoàn hảo, không dễ dàng cho bất cứ con sói nào có thể sống sót được dưới lưỡi kiếm đó. Các môn đệ say sư quan sát cuộc chiến. Tớ biết ông ấy là bậc thầy kiếm thuật, nhưng... Tớ biết. Thật không thể tin được, vì vậy mọi người dành cho sư phụ một sự tháng phục. Yomuru cẩn thận hơn nữa. Quyết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang tiếp tục đi săn từ, tớ muốn thấy cậu ta chiến đấu. Thực sự là phẩm chất của một người đàn ông chỉ có thể đánh giá được khi đứng trước một đối thủ mạnh, nhưng cậu ta đã không chiến đấu trong một thời gian dài rồi, đúng chứ? Đúng vậy, một dâm chi khác lên tiếng. Sau một thời gian dài như vậy, cậu có nghĩ rằng anh ấy đã quên cách chiến đấu không? Gì chứ? Uho.ho, những lời nói của họ khiến sư phụ chú ý. Đáng để cười sao, sau một thời gian dài, các kỹ năng của các con sẽ trở lên chậm chạp, dòng chi hai, vâng, sư phụ. Một con mảnh thú không bao giờ quên cách đi săn. Cho dù là một con mèo hay một con sư tử, các kỹ năng đó mãi mãi thuộc về chúng. Well, con đoán đó là sự thật, sư phụ, anh ta chỉ đồng ý bằng lời nói, còn trong tiềm thức của mình, anh ta nghĩ khác kể cả đối với các vận động viên thể thao xuất sắc nhất, sau một thời gian dài, anh ta cũng trở lên chậm chạp, yếu đuối. Và đối với những chiến binh, khi họ không sử dụng kiếm của mình trong một thời gian dài, họ sẽ biết sự yếu đuối của bản thân, cái gì? Ghe ôm nói, anh đã không nhận được sự chú ý từ master của mình. Chúng ta phải tiếp tục mài dũa bản thân. Để có thể đạt được mục tiêu của chúng ta, chúng ta không dựa vào các loại thuốc độc hay những khẩu súng học cách kiểm soát và hòa mình vào thanh kiếm. Đó chính là phương pháp chính của khóa đào tạo rất nhiều người ở pháo đài Odin đang kinh doanh. Bán nguyên liệu này. Cung cấp những thứ tốt nhất đây. Những thứ lấy được từ pháo đài và phá hủy Gui Ban Can giám định toàn bộ các chỉ số tấn công và không làm mất chỉ số dù chỉ tí xíu. Một liên minh các guild đã được thành lập tại pháo đài Odin. Ban đầu, guild theo Oasis, guild Prosperity và gil the uyên ốc may là đồng minh với nhau và họ đã cùng nhau chiếm được pháo đài tuy nhiên bởi vì giá trị của pháo đài đem lại là rất lớn gil Prosperity đã phản bội lại hiệp ước hai gil khác cố gắng thương lượng lại nhưng bất thành gil the oasis hầu như là những tên đánh thuê những kẻ luôn luôn nói về những mất mát của bản thân nhưng gil the uyên ốc may đã thề sẽ trả thù trước khi rời khỏi liên minh còn với gil ban can chủ gil đã mài dao cắt máu ăn thề. Chúng ta sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Lời thề được lập bởi người đứng đầu Gil. Họ đã cố gắng hết lần này đến lần khác để công thành, nhưng kết quả chỉ là những thất bại kéo dài. Bây giờ tất cả sẽ thay đổi. Vượt qua sự tức giận Gil theo Win of May đã gia nhập một liên minh khác với Gil Ban Can. Bây giờ lực lượng của họ đã vượt xa sức mạnh của kẻ thù. Pháo đài nằm giữa tranh giới vương quốc Leiden and liên bang British nơi có rất nhiều thương nhân đi qua mỗi ngày và phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho chủ sở hữu của pháo đài. Cả hai bên đang tụ tập rất nhiều người, và sẽ chẳng ai có thể đoán được kết cục của trận chiến này. Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào pháo đài. Vẫn còn hai tiếng nữa trước giờ khai chiến. Diêu Ban Trang chậm rãi bao vây pháo đài. Bên trong, những người thủ thành cũng hết sức bận rộn thiết lập hàng phòng thủ. Đội quân của họ cuối cùng đã tới, quân đoàn 2 đã tập trung. Đợi những người khác, quân đoàn 3 đã đến điểm tập kết, quân đoàn 4 sẵn sàng chiến đấu, Guild Prosperity được chia làm 4 quân đoàn với khoảng 3.000 người tham chiến. Lực lượng chính sẽ bảo vệ tường thành và sẵn sàng chiến đấu. Quân đoàn 2 sẽ bảo vệ cổng chính trong trường hợp nó bị đánh sập. Quân đoàn 3 bao gồm Archer và Mett. Họ sẽ hỗ trợ phía sau và đứng trên các tròi canh. Quân đoàn cuối cùng có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu, đạn dược, họ chủ yếu là các tân binh tại pháo đài cũng có rất nhiều các NPC đang bảo vệ. Họ không vui khi cuộc chiến nổ ra, nhưng chẳng ai lắng nghe ý kiến của họ cả. Chủ của Guild Prosperity chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đó là chiến thắng. Nếu họ mất pháo đài, họ sẽ mất tất cả mọi thứ. Vì vậy họ đã tuyển rất nhiều lính đánh thuê và dùng gấp 3 lần số tiền thuê so với Guild Ban Can có thể trả. Rất nhiều lính đánh thuê đã tụ tập phía sau pháo đài. Dự kiến, Việc của chúng ta chỉ là chờ đợi cuộc chiến nổ ra. Khi đến thời điểm quan trọng, chúng ta sẽ tiến vào dọn dẹp chiến trường. Có ai có bất kỳ câu hỏi nào không? Sau những lời cuối của Bri, một trong những thủ lĩnh của Guild Prosperity, cả pháo đài chỉ còn lại âm thanh của vũ khí và những chiếc áo giáp va vào nhau. Những người lính đánh thuê kiểm tra lại vũ khí và từ từ nhìn lên những bức tường. Thật là một cảnh tượng hiếm có hãy nhìn tất cả những chiến binh đó đi, nhìn kì những uy giác có thể bay, hãy nhìn xem tất cả những người này, đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Ban càng có mối thù với tất cả những người đang bảo vệ lâu đài và cả với chúng ta nữa, vì vậy điều đó có nghĩa là đây thực sự là một hành động cao cả, trong khi chờ đợi, những người lính chém gió cho đỡ buồn. Bill Prosperity hứa sẽ trả 10 vàng cho mỗi người tham gia cuộc chiến, thêm 5 vàng cho một mạng của kẻ địch giết được và 20 vàng nếu như kết thúc cuộc chiến mà còn sống. Thật vậy, hai điều cuối chỉ được áp dụng nếu như họ giành chiến thắng. Nhưng đối với nhiều người lính, họ tham gia không chỉ vì tiền mà còn vì cuộc chiến này. Không phải lúc nào cũng có thể tham gia một cuộc chiến hoành tráng như vậy trong Royal Rau. Một cuộc chiến mà sẽ được nhiều người nhớ và nhắc tới sau này. Bung. 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 Bung đâu đó đằng sau những bức tường bên trong lâu đài, trống và kèn vang lên. Bọn chúng đang tới. Quy giác and Archer đã vào vị trí, trong khi bên dưới những người lính đánh thuê đã sẵn sàng và đang chờ đợi, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Iron Cross bảo vệ pháo đài, chống lại ban can. Bọn chúng đang tới. Chính là đây, cuộc chiến bắt đầu. Những người lính đánh thuê nhảy ra khỏi chỗ ngồi và hét lên. Urara, giết hết tất cả bọn chúng. Bảo vệ pháo đài, không cho kẻ nào vượt qua. Đoàn lính đánh thuê nghe tiếng trống và kèn đang rung lên vì phấn khích. Tất cả bọn họ đều thấy hồi hộp đứng dậy duy chỉ có một người vẫn ngồi im bất động. Theo đô đi đến chỗ anh ta. Nhìn như chú mày đang sợ vải ra quần rồi. Đừng lo, chẳng là gì cả đâu. Tất cả mọi người đều sợ khi lần đầu tiên ra trận anh ta nói một cách chắc nịch. Theo Đô là người có quá nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Vì vậy anh cố trấn tính những người mới bằng khả năng của mình. Cuộc chiến bắt đầu chưa, người mới hỏi và ngơ ngác nhìn xung quanh rồi, đợi chút đê, định làm anh hùng hả, con gà này. Theo Đô cúi xuống để nhìn rõ hơn những gì anh ta đang làm. Nó đã hiện lên, hình một con bươm bướm từ một vết cắt của một nhánh cây trong lâu đài. Theo Iron Cross Night Guy, kỳ sĩ chữ thập, họ là những kẻ xâm lược trước đây. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi, họ chiến đấu để chiếm lại pháo đài, và chẳng có ai khác có thể mạnh mẽ bằng các kỵ sĩ. Các nai gai đứng trên một ngọn đồi cách đó không xa và quan sát cuộc chiến. Tất cả mọi thứ sẽ được quyết định trong cuộc tấn công thứ hai và khi đó các nai sẽ nhập cuộc. Chủ ghiêu ban căng hét lớn. Các chiến binh. Bằng hữu. Cùng tiến lên nào chúng ta sẽ chiếm lại những gì thuộc về chúng ta. Sau lời phát động, hàng trăm chiến binh ồ ạt tấn công. Đó là một cảnh tượng hào hùng và chứa đựng đầy sự nguy hiểm, mọi người trong lâu đại có thể cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất. Fibo Quả cầu lửa, MS Shot Bách tiễn xuyên tâm, các mết en a ở trên tròi canh đang bắn vào những kẻ công thành. Tuy nhiên sức mạnh của những người công thành là quá lớn, những đòn tấn công của Mết và Acher chỉ như những viên sỏi ném vào đại dương, không gây bất cứ thiệt hại nào cả. Họ cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn, và các golem được triệu hồi. Các Assassin đã thâm nhập vào trong pháo đài bằng kỹ năng ẩn thân họ cắt cổ những magiak. Thang và dây được đặt đầy các bức tường. Những cơn mưa đá và mưa cung tên không thể phân biệt được đâu là bạn đâu là địch. Đến giờ, mọi nỗ lực công thành đều chưa thành công bởi sự chắc chắn hết mức của toàn thành. Nhưng giờ với sự giúp đỡ của các đồng minh và một lượng lớn tiền được sử dụng để sắm sửa các khí tài quân sự, cuối cùng họ cũng có đủ sức mạnh cả về người lẫn vật chất để có thể công thành. Mọi nơi trong pháo đài đều trở thành chiến trường, một trận chiến đáng được ghi vào sử sách. Bốn tiếng sau, dưới sự chỉ huy của Bray các lính đánh thuê bắt đầu nhập cuộc. Các bức tường thành đã bị phá hủy phần nào. Tuy nhiên cái giá của thành công được trả bằng máu của những người lính. Gần một phần ba các Archer và NPC đã ngã xuống từ đầu cuộc chiến đến giờ. Gil-Proserty đã không tiếc tiền để có thể bảo vệ được Odin. Và giờ sau nhiều tiếng chiến đấu, lực lượng giữa hai bên gần như là cân bằng. Đội quân công thành đầu tiên đã tiến tới được Training Hôn, đó là nơi các linh đánh thuê đang tập trung dưới sự chỉ đạo của Bright. Tất cả mọi người, hãy ở lại đây dù không nói, tất cả mọi người đều hiểu rằng chẳng còn chỗ nào để mà trốn nữa. Đoàn lính đánh thuê đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kẻ thù của họ đang ở phía trước, những người lính đánh thuê đang trong tư thế sẵn sàng, tay lăm lăm vũ khí chủ yếu là kiếm, rìu và giáo đang chờ đợi đợt tấn công của đối phương. Quýt là một trong số họ. Quá tuyệt vời. Quýt đã từng xem vài cuộc công thành chiến trên TV, và giờ anh đang có cơ hội để trải nghiệm điều đó. Đây thực sự là một trận chiến lớn. Những âm thanh đáng sợ phát ra từ cả hai bên những tiếng thét triệu hồi ma thuật, tiếng hét kinh sợ của những người ngã xuống. Tất cả đều rất chân thực. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống huyết. Ngay cả khi chơi con tin of Magic, anh chưa từng tham gia một cuộc chiến nào như vậy. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của mình. Chỉ vì muốn có được cảm giác chiến đấu uyết đã dấn thân vào cuộc chiến này, một cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay. Ngay cả khi nhắm nghiềm hai mắt uyết vẫn thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến khi các lính đánh thuê bắt đầu tấn công, Quýt ngay lập tức đeo lên mặt chiếc mặt lạ bằng gỗ được khắc hình một con bướm đang chuẩn bị bay. OH.HO, giờ diễn đến rồi. A ha Power attack. Người chiến binh vung kiếm lên. Bam. Quýt dễ dàng đỡ được thanh kiếm. Mọi lỗi lo lắng đều biến mất, những gì anh thấy trước mắt giờ chỉ là kẻ thù. Chỉ cần nhìn vào cử động của vai, Quýt có thể đoán được các đòn tấn công, và sau đó anh vô hiệu hóa chúng. Engraving tên chiếc, kỹ thuật điêu khắc bằng dao, một cú đánh chí mạng. Quyết nhắm vào điểm yếu của đối thủ và ra đòn một cách chuẩn xác. U. Anh ấy đã giết Antona. Báo thù thân Slash. Slack. Sấm rền, Tripper Attack. Tấn công X3, ba trong những kẻ thù kích hoạt kỹ năng của họ và tấn công Quyết. Rõ ràng người Quyết vừa giết là bạn của họ. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại họ, bạn có thể biết rằng level của họ còn chưa đạt 200. Quyết do dự và hạ kiếm, anh nhận lấy hết những đòn tấn công. BAM. Chấm BAM. BAM. Chấm BAM. Mỗi đường kiếm đều lóe sáng khi tấn công và biến mất vào làn sương trắng. Áo giáp da Graham. Anh đã sử dụng nó để tránh né những đòn tấn công và giờ các đợt tấn công chỉ trúng vào không khí. Hắn chết chưa? Sao không rơi đồ nhỉ? một thằng nghèo kiết xác, họ nghĩ rằng Quýt đã chết, và gương mặt của họ sáng lên. Tuy nhiên gương mặt của họ lộ rõ vẻ bất an khi Quýt xuất hiện trở lại mà không có một vết xước trên người. Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt họ. Lúc này đối thủ của họ giống như ma quỷ hơn là người. Quýt cười khẩy, lượng máu hiện giờ của anh đã vượt quá 9.000 HP. Khi các kỹ năng đạt đến level trung cấp, chúng đã giúp tăng thêm rất nhiều các chỉ số. Ngoài ra còn có ai tắm xịn và kỹ năng phục hồi từ nghệ câu cá Quýt dường như là bất khả chiến bại Thiệt hại mà Quýt nhận được thậm chí còn chưa đến 300 HP yếu hơn mình nghĩ Quýt nhìn đối thủ một cách thất vọng kẻ thù đã giết 4. Nếu phe bạn thắng, bạn sẽ nhận được nhiều vàng hơn nữa Ngoài ra cùng với danh tiếng có được bạn sẽ nhận được danh hiệu này tên quyết Quýt đã tấn công mà không do dự Mỗi giây phút trôi qua các vết thương khiến kẻ thù càng ngày càng mất máu. Không có quá nhiều khác biệt về level, nhưng chỉ số của Quyết đã vượt quá xa so với cấp độ của anh ấy. Ngoài ra cùng với trang bị khủng, Quyết đã có được lợi thế hơn hẳn đối thủ của mình. Ba người chơi đều không chịu được những đợt tấn công của Quyết. Một lúc sau, cả ba lần lượt ngã xuống. Diên. Quyết tiến tới thi thể của kẻ thù và anh tìm thấy một ai tắm. Cũng nhanh như lúc tiêu diệt kẻ thù, anh đút ai tắm vào túi nhanh như chớp. Kia, Quyết nhảy tới một kẻ thù khác. Kẻ thù xoay kiếm và bắn phép thuật vào Quyết, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chết. Level của Quyết không quá cao, nhưng kẻ thù của anh còn thấp nữa, chúng chẳng là gì so với anh cả. Những người chơi thuộc hàng top của Roi Hồ Rau đã không tham gia cuộc chiến. Bởi vì, dù họ có mạnh nhưng khi bị đánh hội đồng thì họ vẫn có thể chết và khi đó thiệt hại là rất lớn. Vì thế, Cơ bản chỉ có lính đánh thuê, các NPC và các guild tham gia vào các cuộc chiến lớn. Mặt khác trong số các lính đánh thuê, quyết phải đối mặt với một vài người có cấp độ lên tới 250 level hoặc cao hơn. Những người không quan tâm đến những thiệt hại, họ thực sự là những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường. Đừng để mất đầu và chết một cách vô ích. Rút lui. Quyết chẳng thấy sợ mấy thằng level 250. Bởi anh từng đánh với những kẻ còn mạnh hơn ví dụ như lũ vampi tuy nhiên anh hiểu rằng đó là hai trận chiến và hai tổ đội khác nhau vì vậy khi đối diện với một kẻ thù mạnh quýt đứng sau một đồng minh mạnh khác cho đến khi những người đó đánh nhau và khi đó quýt luồn ra sau và tìm những kẻ thù thích hợp với mình gian lận và thủ đoạn đó là những gì có thể miêu tả việc làm của quýt trên chiến trường tuy nhiên suy cho cùng Quýt cũng chẳng lấy làm tội lỗi. Giống như một con dao nóng bỏng, Quyết đã tiêu diệt được 42 người. À! Mọi người! Hãy giết nó! Nhiều người đã cố tấn công chiến binh đeo mặt lạ, nhưng cũng như người khác, bọn họ không phải đối thủ của anh. Và họ rơi nhiều đồ ra, Quyết chỉ việc nhặt những chiến lợi phẩm. Với các lính đánh thuê phòng thủ, họ có nhiều lợi thế áp đảo. Cuộc chiến kéo dài cả ngày một lần nữa máu đã chảy ở pháo đài Oden. Nhưng lần này Gil Prosperity phòng thủ pháo đài, còn Gil Ban Can công thành. Tất thảy mọi người đều bàn tán về cuộc chiến, và hầu hết đều nói về một người chơi. Tuy nhiên điều họ thực sự không biết rằng đó là một người chứ không phải 42 người đeo mặt lạ. Người mà không ngần ngại lợi dụng đồng minh của mình. Cơn lốc cuốn băng cái chết đi không để lại gì dù chỉ một cắt. Các dông chi cuối cùng đã vượt qua level 170. Nhờ tốc độ farm điên cuồng của mình, họ lên level một cách nhanh chóng. Thật đáng ngạc nhiên, lúc họ bắt đầu chơi level của Quyết là 180. Đây là kết quả của những người đàn ông thực sự. Họ đã vượt qua tất cả những thung lũng và những ngọn núi ở phía nam vũ vương quốc Rosenheim. Đôi khi họ đến được những map ẩn mà chưa từng có ai khám phá trước đó. Họ dần trở lên nổi tiếng hơn, tất nhiên cùng với đó là sự đố kỵ của người khác có điều gì đó không ổn ở họ, chẳng có gì hay ho cả. Tao ghét những thằng chơi hội đồng như vậy, có lẽ tao lên giết vài đứa trong bọn chúng. Hanman và Magga Út chém gió với nhau, trong khi Levi và Grang đang nhắm nháp ly bia. EA, giết chúng D và lấy điểm S, và sau đó chia các lúc nhận được. Tao vẫn chưa có giáp ngực nè, họ không phải dạng vừa đâu, theo đuôi chi quát. Họ đã cố lợi dụng quyết và ma nhưng cuối cùng lòng tham khiến họ tiêu diệt lẫn nhau. Và bởi vì họ đang bị Guild Cloud truy nã, họ đã không có lựa chọn nào khác là phải ẩn lấp ở Rosenheim. Kể từ đó, đã nhiều tháng trôi qua nhưng level của họ không tăng lên chút nào bởi vì họ ghét pham quái mà chỉ thích đi giết người. Nghe hay đấy, đi thôi, thịt vài con gà nào. Những kế hoạch mờ ám luôn được đề xuất bởi Rang. Kiket, Hihi, Levi và Hanman cùng cười gian xảo mặc dù họ là bạn bè, nhưng họ sẵn sàng phản bội nhau vì lợi ích bản thân nhưng dù có nhiều lần như vậy, họ vẫn sẽ tái hợp, có vẻ bản chất của họ là như vậy. Giết lẽ một đứa thì chán lắm từ, sẽ vui hơn khi giết một đứa nào đó trong khi trò chuyện, theo tao, không có việc gì thú vị hơn việc giết chóc cả, tôn trọng hay tình bạn không phải là những từ ngữ dùng cho bộ tứ này. Họ tập trung bởi vì họ muốn vui vẻ giết người và cùng có chung sở thích quái gở đó. Bộ tứ bắt đầu ra chặn đường sẽ là không thể nếu họ cùng một lúc đánh nhau với 500 dông chi vì thế mục tiêu của họ là 5 dông chi lạc đàn. Và đã có 5 dông chi đầu tiên tách nhóm. Hiu. Chúng mày là ai? Cả năm người hiện rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt họ. Rang cười nham hiểm trong khi vung kiếm. Flamin suốt. Rang tấn công mà không cảnh báo, và cứ thế lao lên tấn công về phía trước. Sư phụ. Coi chừng dôm chi số 2 và số 3 há hốc miệng ngạc nhiên. Sư phụ của họ bình tĩnh lùi lại một bước và tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Giống như dòng chảy, ông chặn và vô hiệu đòn tấn công. Hà! Ngu độn! Đôi mắt của Rang đầy vẻ hiếu thắng trẻ trâu. Hắn đã sử dụng một kỹ năng mà sẽ phát nổ khi va chạm. Tuy nhiên, Master không chỉ chặn cuộc tấn công mà còn làm chệch hướng. Tin. Lưỡi kiếm của chúng lao tới, còn lưỡi kiếm của sư phụ đỡ đòn và làm lệch hướng và đòn tấn công đã đánh trúng vào một cái cây gần đó mày bị ngu à rang đứng hình và không thể làm được gì hơn hắn không nghĩ rằng sẽ có người hóa giải được đòn tấn công đó hiu so với rang đôi mắt của bốn dông chi khác còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thán phục hơn nữa khi lên lever họ học được một vài kỹ năng tuy nhiên khi chứng kiến kỹ năng của sư phụ Họ thấy kỹ năng của mình hoàn toàn vô dụng. Đó là một kỹ năng mà đầu tiên sẽ làm lệch hướng tấn công của đối thủ, sau đó sẽ dồn một lượng lớn sát thương để tấn công lại ngay sau đó. Việc chuyển hướng của đòn tấn công sẽ thay đổi đường kiếm và làm nó chệch hướng. Ngoài ra sẽ tốn 50 mana mỗi lần tấn công và rất khó thực hiện, không phải ai cũng làm được. Đó không phải là một kỹ năng dễ thực hiện, bạn phải suy nghĩ một cách nhanh chóng và tính toán để di chuyển đến vị trí hợp lý một kỹ năng mà chỉ có sư phụ mới có thể thực hiện sư phụ hóa giải hoàn toàn năm đòn tấn công sau đó ô hát sự tự tin của rang hoàn toàn biến mất sư phụ hỏi ngươi là ai một con quái vật hay con người ngươi mạnh hơn một dead Knight đấy vậy nhà ngươi có thể sẽ rơi ra các lúc tốt hơn nhỉ rang không thể nói một lời chỉ biết câm nín chờ bị thông hắn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Dĩ nhiên, hắn không dừng lại được, và chạy cối tấn công, nhưng các đòn tấn công đó quá dễ dàng đối với sư phụ và sau đó ông phản công. BAM.BAM, HMM Vẫn chưa dạo hử. Kia. Nhờ lượng máu khá cao và những món giáp tốt rang vẫn còn hấp hối sau cuộc tấn công. Đồng đội của hắn cũng đang khá bận rộn di chuyển đến tấn công các dông chi khác. Vì thế không ai có thể giúp hắn lúc này thằng kia cũng là quái vật hả? Học viên, bọn chúng đến để giết chúng ta. Chúng ta không cần phải tìm kiếm những con quái mạnh hơn nữa. Nhìn tên phía bên trái kìa, ô mai chuối. Có lẽ đối với những người chơi khác, ngay khi họ nhận ra rằng họ đang đối mặt với bộ tứ duy chi, họ sẽ bỏ chạy nếu không muốn trở thành những cái xác không hồn. Nhưng các dông chi không hề biết điều đó. Họ táo bạo và mạnh mẽ hơn các qua lét, tổ đội khác sau một loạt các vết thương kẻ đi săn đã chết một cách nhanh chóng một vài giờ sau bộ tứ lại tái hợp đã có chuyện gì xảy ra thế à tao không muốn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy mày không định trả thù à bộ tứ cảm thấy như đang trong một tình trạng vô cùng nghiêm trọng và như mọi khi gan lại đưa ra một ý tưởng ngu học nào đó không chúng ta sẽ không từ bỏ việc trả thù tao đồng ý nhưng chúng ta không đủ mạnh, Levi đã cho thấy sự yếu đuối. Sau sự kiện ngày hôm qua, hắn không muốn đối diện với các dông chi một lần nữa. Bây giờ chúng ta đã trong ghiêu, hãy kêu gọi sự giúp đỡ từ họ đối với bộ tứ, Rosenheim giống như một thiên đường. Không có bất kỳ ghiêu lớn nào có thể truy lùng họ, vì thế họ, những tên tội phạm có thể lộng hành. Nhóm của bộ tứ Duy Chi đã tham gia vào ghiêu Jamaica bởi vì guild này rất cần những người chơi mạnh nên họ đã chấp nhận bộ tứ. Những kẻ giết người ngay lập tức liên lạc với bạn bè của chúng trong guild. Bằng sự dối trá, chúng đã tập hợp được một nhóm 300 người. Thông chúng. Wow! Theo Duy Chi quát với sự giúp đỡ của 300 chiến binh tấn công các dông chi. Họ đã được cảnh báo trước về những điểm mạnh của các dông chi vì vậy họ dùng cung tên và nỏ để hạn chế sức tấn công của các dông chi. À, kẻ địch. Rất nhiều dông chi đã nằm xuống chỉ sau vài phút đầu cuộc chiến. Assassin tấn công từ phía sau và cắt cổ họng của nhiều người. Những người sống sót quay lưng lại với nhau và cố gắng chặn những cuộc tấn công như vũ bảo. Địch, bọn nó trâu chó hơn tao nghĩ, mọi người lùi xuống, sử dụng những đòn tấn công từ xa, Ice Storm. Bão tuyết, Lightning Bone. Giật xét, nhiều phép thuật giết người bay về phía những chiến binh dũng cảm các dông chi chưa từng gặp bất kỳ cuộc tấn công bằng phép thuật nào trước đây vì thế họ mất cảnh giác các cuộc tấn công làm giảm đáng kể lượng máu của họ đù má các dông chi không giấu nổi sự tức giận của mình họ bắt đầu nói xấu nếu kẻ thù đánh giáp lá cà họ sẽ chẳng ngần ngại mà tấn công lại nhưng khi họ tiến lên thì kẻ thù của họ lùi lại chúng tấn công tầm xa bằng phép thuật và các mũi tên các dôm chi không sử dụng các lá chắn vì thế lượng máu của họ tụt xuống nhanh chóng. Kể cả chúng ta bị giết như những con chó. Chúng ta cũng sẽ đưa các ngươi đi cùng. Một vài học viên cố tỏ ra anh hùng, họ lao vào kẻ thù, nhưng họ dính một lúc vô số phép thuật và dẹo nhanh chóng. Ô hát mai chuối. Thằng lô nào vậy? Tự nhiên tê ca cái lô, đơ mơ mơ. Lần đầu tiên kể từ khi vào trò chơi, khuôn mặt của các học viên lộ rõ vẻ tức giận và tuyệt vọng. Có đôi lúc họ chết vì thiếu thức ăn, nhưng không cảm thấy cay cú như bây giờ khi bị giết bởi những người chơi mà họ không biết. Dồn đi hai hét lớn. Sư phụ phải rút lui thôi. Thầy hiểu rồi. Rút lui thôi. Chạy đi đâu đây? Vào rừng. Tất cả vào rừng chúng ta sẽ ngăn chặn chúng ở đấy, yes sir, theo thầy các thanh kiếm thứ nhất và thứ hai vung lên mở đường máu thoát thân. Trong một dạng phòng thủ, họ đánh bật những mũi tên nhưng không thể chống lại được phép thuật. Sau những tổn thất nặng nề về người và của, họ đã trốn được vào trong rừng. Chúng ta còn sống. Bao nhiêu người trong chúng ta đã dẹo? Khoảng dưới 260 người thưa sư phụ. Hầu như một nửa trong chúng ta đã chết, các dông chi thở dài, Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi và băng bó các vết thương. Tuy nhiên họ không có nhiều dược phẩm. Nhìn kìa, bọn cờ hó vẫn đang đuổi theo. Trong khi các dông chi nghỉ ngơi, bọn chúng đã đuổi gần tới đích. Bọn nó đánh hơi được chúng ta à, đúng là lũ cờ hó mà. Rõ ràng trong số chúng phải có thai hoặc hang tơ thì mới có thể lần ra chúng ta, các dông chi thực sự đang rất mệt mỏi. Như những võ sư họ không thể che giấu được dấu vết của mình. Họ đã phải chạy sâu vào trong rừng. Nhưng giờ đã quá mệt rồi, mà lại còn liên tục nhận được các cuộc tấn công tầm xa bằng phép thuật. Yomudu Chai, Sam Chi, và những người khác. Vâng, sư phụ, tất cả nghe đây, chúng ta lên chia ra, có thể một nửa trong số chúng ta sẽ sống sót, hoặc chúng ta sẽ cùng ở lại chiến đấu. Sư phụ, chúng ta là những người đàn ông chân chính hãy cho chúng thấy một thằng đàn ông thực thụ có thể làm được những gì. Giờ đây các dông chi trở lên quyết liệt hơn. Họ không chạy trốn nữa, sử dụng địa hình rừng núi, họ ẩn lấp và chờ đợi các cuộc đột kích. Tuy nhiên do vết thương từ trước của họ đã trở lên trầm trọng. Còn đối thủ thì sử dụng phép thuật, lại còn có các ri hồi máu nữa. Dần dần mọi người đều lần lượt ngã xuống chỉ còn lại các giáo viên hướng dẫn vẫn đủ sức chống trả. U, sư phụ chúng con xin lỗi, người hãy cố gắng sống. Khi lượng máu trở về không, những giây phút hấp hối, họ thấy được tất cả những hình ảnh mà họ trải qua từ trước tới giờ. Cuối cùng chỉ còn lại sư phụ vẫn còn đứng vững. Trong võ đường, một sự im lặng là thường bao trùm, không khí trở lên nặng nề. Các học viên và giảng viên tập trung tại sảnh, nơi mà sư phụ của họ đang nằm. Một lúc sau An Hi Uông Do, sư phụ của họ cũng đã gục xuống và xuất hiện. Sư phụ, dê ông Il Hun, cho dê ông Bem, Ma Sang bom Lee Jin, úp và tất cả các học viên khác đều rất căng thẳng. Hơi thở của họ mang theo sự run rẩy vẫn chưa dứt. Thông thường An Hyun do giữ im lặng, nhưng ông bắt đầu nói một cách chậm rãi. Chúng đã hạ được ta. Hắn tự nói hắn là Grand, và sau đó hắn cắt cổ ta. Mọi người cuối cùng không kìm nén được sự tức giận. Các học viên và giáo viên đều rất tức giận đối với họ An Hi-un do là thần tượng, hình mẫu lý tưởng mà họ noi theo. Đúng, có thể ông ấy hơi lập dị, nhưng những đường kiếm của ông thì quả thật là vô đối. Ngay trước lúc mới gia nhập võ đường, không ít người trong số họ nghi ngờ về khả năng kiếm thuật của ông khi được nghe về nó. Nhưng kể từ khi họ thấy tận mắt kiếm thuật của ông, mọi nghi ngờ đều được xóa bỏ. Thần tượng của họ bị hạ gục và làm nhục, điều đó khiến cho họ giận dữ. Nhưng hi -un, do nhìn vào sự giận dữ của đám học trò ông cười. Đã 30 năm rồi. Ta đã nói với Dinh rằng đã 30 năm kể từ khi trận chiến cuối cùng của ta nhưng có quá nhiều kẻ thù. Không, I.H.O.O.N. Số lượng và level của kẻ thù không phải là lý do. Nhưng giờ con không nghĩ rằng roi hồ rau ngày càng trở lên thú vị hay sao? Vâng sư phụ. Các học viên và giảng viên trả lời theo bản năng. An do nắm chặt tay quá hoàn hảo chúng ta đã trở thành những chiến binh thực thụ và trên hết chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả tâm hồn và thể xác học viên và giảng viên trở lên hung phấn ồ à, đúng thế tôi thích những cuộc chiến dữ dội hãy trả thù lại bọn chúng gấp một trăm lần những gì chúng ta phải chịu tuy nhiên họ dường như đóng băng khi master của họ đi lên và làm điều gì đó Ông tiến đến chiếc bảng đen và dùng phấn viết lên những cái tên trên đó. Rang, Hanman, Magabuk, Levi and Guillaume Jamaica và phía trước mỗi cái tên ông viết thêm một chữ kẻ thù. Ông nói với nụ cười trên môi, "Không ai được xóa, chúng ta sẽ thông chúng đến chết, Rang và các thành viên khác ăn mừng chiến thắng của chúng." Bằng sự xảo trá, chúng có được sự giúp đỡ của Gil Jamaica và đã tiêu diệt hoàn toàn các dông chi không sót một ai. Bây giờ chúng đang đi kiểm tra các xác chết để chiếm các chiến lợi phẩm. Chúng thích cảm giác giết một ai đó, nhưng không thích bằng việc chiếm được các lúc của người khác. Sau tất cả, chỉ vài ngày mà bạn có thể chiếm được những vũ khí và áo giáp mà có khi mất cả tháng mới có được bằng cách đi đồ sát. Hãy xem những gì chúng để lại với sự tham lam của mình. Hanman và Marga Ut là hai kẻ đầu tiên tìm kiếm các lúc rơi ra, nhưng sau đó khuôn mặt chúng trở lên ngạc nhiên đéo có cái đệt gì cả. Không. Thế đéo nào? Đéo có cái gì giá trị hết. Vô lý vải nồi, tìm lại đây. Rang và Levi cẩn thận tìm kiếm ai tắm. Tuy nhiên, chúng chỉ tìm tìm thấy vài thanh kiếm hỏng và rất nhiều bánh mì lúa mạch. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Đi săn trong hầm ngục bạn đang nghe truyện tại mê audio.com Chương 38 Đi săn trong hầm ngục giờ là lúc nói về những tin tức gần đây ở lục địa Versailles. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn event mới đang diễn ra tại Royal Rau. Hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của một khách mời, chắc hẳn mọi người ai cũng biết anh ấy, chính là du.vduk.an Chào du.vduk.an, anh khỏe không? Chào hi Min nụ cười của em hôm nay đặc biệt quyến rũ đấy nhé anh đã tới là tốt rồi còn bày đặt khen ngợi làm gì hôm nay có một vài tin tức quan trọng cần nói phải không đúng vậy cũng không quan trọng lắm ngoại trừ việc tôi ngửi thấy rằng sáng nay em đã ăn trứng vịt lộn hả anh nói gì cơ sáng ra ăn một đĩa tiết canh với trứng vịt lộn thì quả thật là tuyệt vời ông mặt trời nhưng mà miệng em bốc mùi thật hả du vn và sinhhi min Mặc dù họ đang chém gió mấy thứ không liên quan, nhưng họ là một cặp đôi phóng viên trẻ cho chuyên mục game trên kênh KMC Media. Lee hee vừa ăn vừa xem kênh truyền hình này. Mặc dù đôi khi họ hơi lỗ mãn, nhưng thế còn tốt hơn CTS Media, vấn đề muôn thuở của quản lý thời gian. Kiếm lời thật nhiều, khó có thể theo kịp thời gian thực với hàng loạt event trong game cts media đã mời rất nhiều người nổi tiếng đến nhưng họ không có thứ quan trọng nhất sự đổi mới mỗi tập khách mời đều tập trung vào hình ảnh của họ khoe khoang về tính cách điều này khiến khán giả khó chịu đôi khi chương trình đi quá xa đến mức người ta chẳng hiểu họ đang nói về cái gì so sánh với họ kmc media tiện lợi hơn nhiều sự thu thập thông tin một cách chính xác và hoàn hảo giúp họ dễ dàng nhận thấy và tóm tắt các event đang diễn ra sự rộng lớn của lục địa Versailles, bao hàm số lượng người chơi đã đạt đến trình độ nào đó, điều này được cập nhật hàng ngày. Giờ là những tin chính. Cuối cùng thì trong vương quốc Haven, người chơi bác trai đã đạt level 370, được tôn là bức tường không thể xuyên thấu qua. Thật tuyệt. Nhớ rằng bác trai là một trong những người chơi đứng top những người có level cao nhất, và chắc anh đã từng nghe đến nickname The Black Knight. Trong một ngọn tháp, Người chiến binh đã đạt tới level 370, level cao nhất trong game. Giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra, tháp chiến binh. Một nơi tụ họp của các chiến binh mạnh nhất trên Royal để so tài. Một hiệp sĩ trong bộ giáp đen, mang thanh kiếm đen đang chiến đấu với một người barbarian hung tợn. Tên barbarian hét lên một tiếng dữ dội, giáng một đòn khủng khiếp với thanh kiếm bằng hai tay của mình. Tuy nhiên, với kỹ thuật di chuyển thành thục, hiệp sĩ đen dễ dàng né được đòn tấn công. Tốc độ của người chơi đạt cấp cao bất chấp diện mạo của họ. Thanh kiếm xẹt qua với tốc độ không tưởng. Nếu bạn nhìn trang bị của họ, bạn sẽ tưởng là cuộc chiến giữa hắc long và hỏa long. Kết cục trận chiến đã ngã ngủ. Hiệp sĩ đen đang chơi đùa với đối thủ của mình. Cuối cùng, hiệp sĩ đen đã chiến thắng. Tức là bác trai đã thắng và trở thành người chơi có level cao nhất trong game đánh bại chiến binh canh gác tòa tháp đã giúp anh lên level 370. Ngoài ra những kỹ thuật mà bác Trey sử dụng trong trận chiến là chưa từng có từ trước tới nay hồ, tuyệt vời. Tuy nhiên bác Trey đã để lộ ra những kỹ năng và kỹ thuật tốt như vậy, đúng rồi đó. Bác Trey đến từ Gilhem. và như anh đã biết trong các bản tin trước, Hem thu nhận lãnh đạo tiền nhiệm của Vương quốc Haven là Ilina và thông báo rằng họ chọn con đường độc tài quân sự, tức là Haven đã tuyên chiến với tất cả các vương quốc trong United Kingdom. Từ, rõ ràng sự tuyển mộ thêm nhân lực đã củng cố niềm tin này, hơn thế nữa, họ sở hữu bác trai, đúng vậy. Mặc dù người đứng đầu Gil là người khác, nhưng bác trai lại là bộ mặt của Hem. Vì vậy việc thể hiện sức mạnh của mình, bác trai đã thông báo với toàn thể thế giới sức mạnh của cả Gil Hem, sau đó, chương trình chuyển sang những mục khác ở một nơi xa xôi nào đó, một vài ghiêu đang chống lại một quy giác đầy quyền năng trong một hang động mới phát hiện ra. Ở lục địa Versailles, thứ gì đó đã trở nên phổ biến. Ai đó mất ai tắm vì bị vòi rồng cuốn và động đất. Vậy nên trước khi bạn quyết định đi tới một khu vực mới lạ, tốt nhất nên cẩn thận và thu thập thông tin về nơi đó để giảm thiểu rủi ro. Level 370, con số này luôn ở trong đầu Lee Hyun. Trong con tin Op Magic, anh là người chơi tốt nhất. Tuy nhiên, cho tới giờ, Lee Hyun vẫn không nhận ra giá trị thực sự của nickname đó. Anh luôn chơi để giải trí, từ từ đánh bại quái vật và hầu như chẳng nói chuyện với người chơi khác bao giờ. Khi sở hữu số lượng lớn ai tắm, anh sẽ tạt qua thị trấn nào đó và bán chúng. Kể từ đó, nickname Beck đã gắn liền với anh. Chỉ đến khi anh bán nhân vật đó đi thì mới hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu ấy. Bác Tray nếu bán tài khoản thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn nữa, số lượng người chơi roi hồ rau nhiều hơn hẳn con tin of magic. Đã có trên 100 triệu người chơi roi hồ rau. Nhân viên văn phòng, những người làm nghề tự do, rất nhiều người coi trò chơi như một kỳ nghỉ tại chỗ. Nó quả thật rất phổ biến. Trong khi đang hoàn thiện kỹ năng câu cá, quyết gặp rất nhiều người như thế. Họ tới bờ sông Bensa để thư giãn tránh xa áp lực gia đình và công việc. Đi giả ngoại hoặc tắm nắng dưới ánh mặt trời. Kể cả khi mới level 50, tâm trạng họ chẳng mấy khi bị làm hỏng. Những người chơi này không đi săn quái để lấy đồ, họ mua luôn chúng ở các cửa hàng bằng tiền thật. Thông thường, họ đã làm như vậy chỉ để thể hiện trước mặt bạn bè của họ, như thể họ đã đi nghỉ mát đến một khu du lịch nào đó. Thật ra điều đó cũng không khác biệt nhiều lắm. Trong Royal Rau, bạn chẳng cần phải nghỉ làm một tuần, hoặc bỏ qua kỳ nghỉ cuối tuần, miễn là bạn có một bộ cáp sung trong nhà. Lee hi không trách họ. Ngược lại, anh coi họ là một kiểu khách hàng khác biệt. Vì có họ trong trò chơi, ai cũng có thể kiếm được thêm chút đỉnh. Tâm trí Lee hi lại quay về với bác trai. Mọi người, từ nhân viên văn phòng cho tới tổng thống đều chơi roi hồ rau, nên giá trị của nhân vật có level cao nhất chắc chắn phải hư cấu lắm. Tuy nhiên, trong trường hợp là bác trai, nếu anh ta không phải một kẻ ngốc, sẽ chẳng đời nào anh ta chịu bán tài khoản của mình. Rồi hồ rau bắt đầu trở thành trào lưu trên toàn thế giới và theo các chuyên gia, nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa. Cho nên việc bán đi một tài khoản mà giá của nó ngày càng tăng theo thời gian sẽ là một việc làm cực kỳ ngốc nghếch. Cảm ơn onyu.vdn. Anh còn tin tức gì khác nữa không? Dường như anh nói hơi ít về lục địa Versailles thì phải tổ tất nhiên là có rồi. Nếu có dành cả 24 hát để nói về các sự kiện đang diễn ra thì chừng đó vẫn là chưa đủ. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời đang diễn ra ngay tại thời điểm này, vậy à, vậy anh còn chần chờ gì nữa mà chưa chia sẻ điều đó với mọi người? Khi chấm m -i n này, cô có thích các kỹ năng grab không? Hừm, có chứ, cô thử nói chi tiết xem nào, ờ thì, tôi rất thích những người có thể tự mình chế tạo thứ gì đó mới mẻ, rất tốt. Vậy thì chắc chắn cô sẽ thích điều này. Gần đây, đã có một người chơi đạt tới trung cấp cho ba kỹ năng. May mặc, nấu ăn và rèn qua. Thật tuyệt, Lee Hyun trố mắt vì ngạc nhiên. May mặc, nấu ăn và rèn, cả ba đều lên trung cấp. Lee Hyun đã bước vào con đường đó, nên anh hiểu việc nâng ba kỹ năng đó lên trung cấp khó đến mức nào. Khi anh nghe rằng có ai đó đã làm được việc ấy, anh không thể tin vào tai mình. Với nấu ăn, đó là một quá trình dài và tẻ nhạt. Còn với may mặc và rèn, nếu sử dụng nguyên liệu hảo hạng thì có thể tăng level nhanh chóng. Nhờ có kỹ năng giao dịch mà mình có thể tăng level nhanh gấp đôi. Có lẽ anh chàng kia cũng làm như vậy, kể cả khi đã dùng kỹ năng giao dịch việc nâng cả ba kỹ năng trên đều tốn rất nhiều sức lực nguyên liệu và thời gian thật khó để tin rằng ai đó đã nâng cả ba kỹ năng ấy lên trung cấp shinhee n háo hức hỏi ồ vậy là anh đã phỏng vấn anh ta nếu anh đã tìm được một người có ba kỹ năng trung cấp thì chắc chắn phải có rất nhiều thứ để nói tồ không thật buồn là chúng ta biết về điều đó hơi trễ không thể tin được onyu.vduan không phỏng vấn được anh ta ư? Ừ, tôi đã quá bận với những câu chuyện khác, và thật lòng thì tôi cũng không tin khi nghe tin về một người chơi như vậy. Cho tới khi trên trang web đã đăng thông tin về những thứ anh ấy làm, tôi đã rất muốn có một cuộc phỏng vấn, thế nhưng đã quá trễ. Người chơi ấy đã may trang bị từ vải ngũ sắc, loại vải chất lượng nhất, và anh ấy đã biến mất. Trang bị mà anh ta mang đi đấu giá đã thu hút rất nhiều sự chú ý và được làm thành một đoạn băng. Đoạn băng ấy đang được hiển thị trên màn hình, cảnh ở trường quay ngay cạnh lập tức được thay bởi thế bởi một thành phố thời trung cổ. Những tòa nhà được thiết kế theo phong cách phục hưng. Những ngôi đền hùng vĩ cùng các ngọn tháp chọc trời, rất nhiều những tòa nhà 2.3 tầng mọc xung quanh. Bạn có thể thấy đấu trường Colosseum ở đằng xa, rất nhiều người chơi đang lang thang trên phố cùng những con ngựa kéo xe. Trong một cửa hàng, bạn có thể thấy một người chơi đang tranh cãi với chủ quán và ở giữa quảng trường Cuộc đấu giá đang diễn ra. Một thương nhân đang rao bán những trang bị tăng bảy chỉ số khác nhau. Rất nhiều người chơi đang vây quanh, hy vọng có thể mua được trang bị tốt. Giá đang được đẩy lên rất cao. Li Hiun biết người đang tiến hành đấu giá. Đúng, đó chính là Ma Pan. Vậy người đã nâng ba kỹ năng lên trung cấp chính là onju an nãy giờ đang nói về Li Hiun liệu anh ta có ngất xỉu khi biết kỹ năng câu cá lẫn điêu khắc của Lee Hyun cũng đạt tới level trung cấp không? Vâng, tôi không phải người đã tiến hành đấu giá, anh thấy những gì đã được ghi lại trong băng thật hoàn hảo. Người chơi đang phấn khích, chen lấn xô đẩy người khác nhằm tranh giành ai tắm. Bên cạnh đó, Shin Hy. Minh cùng onyu an tăng thêm sự kích thích bằng cách đưa ra các bình luận xác đáng. Sau khi đoạn băng được phát hết, hình ảnh về ai tắm Mapan đã bán hiện ra, cùng với giá của nó, cũng như mô tả chi tiết về ai tắm đó. Nhìn kìa hi chấm MIN. Trang bị làm bằng vải ngũ sắc, được làm từ thợ may trung cấp, thật tuyệt vời. du chấm n chỉ vào màn hình phía sau anh ta. Áo choàng hiếm gặp làm từ vải ngũ sắc độ bên. 110, 110 phòng ngự. 55 áo choàng làm từ vải ngũ sắc, được may bởi thợ may trung cấp. Thợ may đã đặt cả linh hồn vào trong chiếc áo. Một vài quái vật cũng phải do dự khi tấn công chiếc áo này. Yêu cầu: Level 150 sen, 80 dexterity, 80 hiệu ứng, giảm sát thương từ cung tên 85%, không thể bắt lửa, 20% tỷ lệ miễn nhiễm với sát thương từ ma thuật sét, vũ khí không nhọn không gây sát thương chí mạng tăng 100 glory tăng 10 ác tăng 10 detersi nhờ việc nâng cấp bằng kỹ năng giao dịch, độ bền của ai tắm đã tăng lên rất cao. Chỉ số phòng ngự cũng cao hơn tất cả các ai tắm làm từ vải chất lượng cao. Bên cạnh đó, nó còn có 7 hiệu ứng đi kèm. Với những ai tắm đơn giản, chúng thường có 2 đến 3 hiệu ứng nhưng hầu hết đều vô dụng. Còn ai tắm này, không những có 7 hiệu ứng mà tất cả chúng đều có ích. Với những ai tắm độc nhất, như cái tên của nó, sẽ chẳng có cái thứ hai. Cũng giống như những tác phẩm điêu khắc, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau cuộc đấu giá, người chơi đó đã không trở lại. Khi mà anh ta trở lại, thì tôi, onyu an sống chết cũng phải phỏng vấn anh ta, bất kể anh ta đang ở đâu. Xin thề có bóng đèn làm chứng, Lee Hyun lường chính, phan cuồng của mình. Khi bạn trở nên nổi tiếng, bạn phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của cả ưu điểm và khuyết điểm trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang bán đồ, sẽ có nhiều người biết tới và bạn dễ dàng bán được chúng, tuy nhiên, vì bạn đang bị những người chơi khác theo dõi, họ cũng có thể can thiệp vào quá trình đi săn hay làm nhiệm vụ của bạn. Đó là lý do mà Lee Hyun đã nhờ Mapan điều khiển cuộc đấu giá. Ôi! Thật tiếc nếu chúng ta không phỏng vấn được anh ấy, nhưng giờ là lúc chuyển sang câu chuyện khác onyu vn anh còn gì để nói không? Có. Cuối cùng, tôi muốn nói về cuộc vây hãm ở pháo đài Oden. Gil Prosperity đã phòng thủ thành công trước sự tấn công của Gil Ban Kang và giành thêm một chiến thắng nữa. Ở giờ phút này, không có lực lượng nào trong khu vực có thể chiến đấu với Gil Prosperity. Có thể nói rằng pháo đài đã yên bình, ít nhất là một khoảng thời gian nữa. Giá sẽ tăng 70% do chi phí của các hoạt động quân sự và việc sửa chữa sau trận chiến. Thật vậy, ngay bây giờ tôi cũng có thể thấy được sự bất mãn, không thể giúp gì được. Thuế được đưa ra bởi người sở hữu O'Han. Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng giá này, tôi chắc chắn rằng rất nhiều thương nhân và thợ săn sẽ tiếp tục tới tham quan lâu đài. Giờ thì hãy xem lại đoạn băng về trận chiến màn hình lại thay đổi một lần nữa. Cái nhìn toàn cảnh của cuộc vây hãm pháo đài O'Han một pháp sư đã cố gắng ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến khi đang bay trên trời, và ông đã thành công. Một trận đánh lớn diễn ra trước mắt khán giả. Từng đợt từng đợt tấn công vào tường thành, và lính phòng thủ phải rút dần đi. Dường như bên phòng thủ không thể chống chịu được nữa. Nhưng không may mắn như vậy. Kết quả của trận chiến vẫn là phe phòng thủ đã thắng, Gil Prosperity. Nhờ vào việc họ đã chia lực lượng ra để tự bảo vệ mình bên trong pháo đài, cố gắng kéo dài thời gian đến khi bên ngoài không thể vây hãm được nữa. Trận chiến đã kéo theo, Lee Hyun, xem trận chiến qua màn hình với sự thích thú, đã tắt TV. Anh đi tắm và sau đó đăng nhập vào trò chơi. Anh vẫn đang ở bên trong pháo đài Ohen. Khi cuộc vây hãm diễn ra, anh ngay lập tức thoát khỏi game, do đó khi đăng nhập lại, anh vẫn ở chỗ cũ. Rất nhiều người đang lang thang quanh khu vực này. Trong suốt trận chiến, những người chơi bình thường không thể tiến vào pháo đài, nên mọi người đang cố gắng cập nhật thông tin. Bạn nghe tin gì chưa? Bác Trey đã lên level 370 rồi đó. Từ Viewhem thật là may mắn. Họ nói rằng số người chơi tới được Vương quốc Haven đã tăng lên vài người. Có lẽ chúng ta cũng nên tới đó xem sao, đúng đấy. Nó sẽ thú vị lắm. Rất nhiều người đang bàn tán về những tin tức mới trong Roi Hồ Rau. Với họ, trò chơi đã trở thành một thế giới mà họ đang trực tiếp sinh sống. Bác Tray đã trở thành biểu tượng cho sự thành công. Ông được tôn kính như một vị vua hoặc một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Nếu có những đoạn clip về trận chiến của ông trên YouTube, nó hoàn toàn có thể vượt mặt Gangnam Style về lượt xem. Cũng giống như các game online khác. Cả quá trình của trò chơi dựa trên một loạt tính năng và kỹ thuật chiến đấu của một người chơi. Điều quan trọng là để mọi người có thể thể hiện kỹ năng của họ trong việc kết hợp các khả năng khác để chiến đấu chống lại đối thủ của mình. Tất nhiên, level kỹ năng càng cao, sự phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên của trận chiến trong thế giới thực càng giảm. Nhưng trong các trận chiến, bạn tiến càng xa thì càng gặp những đối thủ mạnh, những con quái khủng. Do đó, những người chơi level cao thu hút khá nhiều sự chú ý từ những người chơi khác những người chơi đang bàn tán về bát trai cũng đã ai đi đường ấy, còn Quyết thì ghé vào một cửa hàng bán lẻ. Tuyển Create Level trên 170 thuê class tầm xa. Mết hoặc Archer cần mua kiếm cho Level 210, có hiệu ứng càng tốt, khu vực này lại bắt đầu trở nên ồn ào. Sau trận chiến, nhiều người chơi đã quay lại lịch sinh hoạt thường lệ, tập trung thành nhóm, tán gẫu và mua bán. Level của Quyết đang là 230. Nhờ việc săn quái nên anh đã tăng hai level. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, họ đã chết, mất điểm kinh nghiệm và đang điên cuồng kiếm trở lại. Anh tăng 10 điểm cộng vào Dettersy trong khi tiến vào cửa hàng. Vài tháng trở lại đây, Quyết rất có hứng thú với việc nâng cấp nghề thủ công, do đó anh đã phần nào không chú ý đến các kỹ năng giao chiến. Chủ cửa hàng là một kiểu NPC mạnh mẽ, với vết sẹo trên khuôn mặt từ trận chiến vừa rồi. Ông ta đòn đã mời khách bạn cần gì? Tôi cần ai tắm, gia vị, thảo dược và băng cứu thương, ok. Đây là một vài ai tắm, thuốc và thảo dược không giống như các thành phố hay lâu đài khác, ở đây không có cửa hàng chuyên về đồ ăn. Do đó đồ ăn, thảo dược và các thứ khác đều bán ở cùng một nơi. Tuy nhiên lại có rất nhiều cửa hàng bán vũ khí và áo giáp. Thảo dược Yareta đỏ giá. Hai bạc thảo dược giúp chữa thương thảo dược lon xanh giá. Bốn bạc thảo dược giúp phục hồi uy sơm khi dùng làm nguyên liệu nấu ăn, nó tăng tỷ lệ hồi mana. Trận chiến đẫm máu ở O'Hen không hề vô ích. Trong cửa hàng này còn rất nhiều thảo dược, thậm chí một số chúng còn rất hiếm. Quyết mua mỗi loại 200 cây, một hòn đá mài, vải vóc, băng cứu thương và thức ăn. Chúng hóa ra cũng không đắt lắm. Thực tế, giá cả trong pháo đài là khá cao, nhưng nhờ chiến thắng trận chiến, những người ở phe thắng không phải chịu thuế trong một tuần một phần thưởng sau trận chiến đẫm máu khi quyết thanh toán xong anh rời khỏi ô hên và tiến tới hang động gần nhất hang động của bác ra một nhóm uy giác dẫn đầu bởi solon họ đang chờ đợi kẻ thù tấn công nhanh chóng quay trở lại đảm bảo rằng bản thân mình đã sẵn sàng solon hét lên tiếng hét mang đầy sự căng thẳng và nóng nảy tuy nhiên cả đội hình chỉ chép miệng hay lão ta lại lên cơn rồi hắn chỉ muốn thể hiện thôi tuy nhiên giờ là lúc để giải phóng hết các ý nghĩ dư thừa. Tên trộm Ba Tu đang đi lùa quái và sắp tiến tới nơi này. Những A Chơ có tầm nhìn xa đã cung cấp thông tin cho đội quân. Quân địch đang tiến lại gần, chúng có hơn 40 người, làm tốt lắm, Ba Tu. Mọi người, chuẩn bị tấn công theo lệnh của Solon, quy giác dàn hàng và chuẩn bị niệm chú. Họ sắp sửa tấn công đồng loạt. Tấn công. Hãy nổi lên hỡi ngọn lửa của sự thịnh nộ. Faison. Một cuộc phục kích theo kế hoạch đã mang lại thành công. Dưới ngọn lửa phép thuật, những con quái vật bát ra nhanh chóng yếu đi. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, Solon chuẩn bị lần tấn công thứ hai. Archer. Bắn. Vài Archer xả ra hàng loạt những mũi tên nhằm ngăn chặn lũ quái vật tiếp cận. Chúng bị đẩy lùi ra sau. Một vài Archer sử dụng mũi tên gây choáng, khiến tốc độ di chuyển của bọn quái vật giảm đi. Trong lúc này, Quy Giác chuẩn bị một đợt tấn công mới. Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Hoàng ốc Fire thưa bố đời cùng mẹ thiên nhiên, hãy làm chậm bước tiến quân thù bằng những bãi lầy. Mặt đất trở nên trơn trượt. Lũ quái bát ra trượt chân liên tục như các cầu thủ bay ơn súc penalty và bị những bức tường lửa đè lên. Á hữ. Y tai, y tai, Kimochi nóng quá, nóng quá, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc ngoài những đòn tấn công từ uy giác, còn có sự tham gia của những trận giáp lá cà. Sau những đợt tấn công, máu của lũ quái đã giảm đi 70%. Dancer of Death Vũ điệu tử thần, một cô gái cầm hai cái dao găm đang tả sung hữu đột giữa trận chiến. Giống như một con bướm, cô bay bổng giữa làng đạn và tấn công lũ quái bát ra. Cô thu hút mọi ánh nhìn của những người đàn ông bởi diện mạo và cách thức chiến đấu. Cô là Hoa Riêng những nơi cô xông tới, kẻ thù đều nằm la liệt. Quá đẹp, tuyệt vời, khi Hoa Rinh bắt đầu, Solon và các uy giác hoàn toàn quên mất trận chiến, họ nhìn chầm chầm vào từng bước di chuyển của cô. Vũ điệu của cô đã khiến cô trở thành một nữ thần xinh đẹp. Đội ngũ của Solon ngay lập tức trở thành fan của cô. Hoa Rinh, cố lên. Hoa! Nàng vừa nháy mắt với tôi. Không, nàng nháy mắt với tôi đấy chứ, Gia, à, một lũ dê gái phải mình thì, mình cũng thế, v, vài gã uy giác đã cởi áo ra và vung vẩy như trong những sâu nhạc trót. Solon đã tách những kẻ đó ra và thiết lập lại trật tự, nhưng vẻ đẹp của hoa riêng đã chiếm lấy trái tim họ. Trong khi mọi sự tập trung đang đổ dồn về hoa riêng thì một người khác trong đội hình, Jeffy cũng đang chiến đấu với quái vật. Ai ẩn phi xiên. Anh sử dụng sợi dây sắt tấn công, ném chúng đi với cú quét của mình. Jeffy, anh hùng lực lượng vũ trang ngư dân. Cười mỉm, khi tiếp cận kẻ địch, anh tấn công với tốc độ sấm sét, sợi dây sắt móc vào kẻ địch và hất văng chúng ra xa. Lu. Dưới hiệu ứng từ các kỹ năng của mình, lũ quái vật đã phải rút lui, trong khi đó Jeffy lại quăng sợi dây ra để lùa thêm quân địch. Sau tất cả những đòn tấn công, lũ quái vật bát ra hầu như chẳng còn chút máu nào. Do đó Jeffy và Hoa Riêng dễ dàng tiễn chúng về nơi an nghỉ cuối cùng bạn nhận được 3,49% kinh nghiệm sau một trận chiến, Solon cùng những thành viên khác trong đội nhận được 3,5% kinh nghiệm. Đi săn Một lý do vì sao pháo đài Ohen thu hút rất nhiều ghiêu khác nhau. Khu vực xung quanh pháo đài tồn tại rất nhiều hầm ngục và giết quái vật ở những nơi đó thường cho rất nhiều kinh nghiệm. Trên lục địa Versailles, bạn có thể tìm thấy nhiều địa điểm đi săn rất tốt như Ohen, nhưng có những khu vực rất tồi khi vừa có ít kinh nghiệm quái vật lại khỏe, mà ai tắm rơi ra lại chẳng đáng một xu. Solon tiến lại gần hoa riêng, nói bằng giọng ngọt như đường. Đã từng có nhiều cánh bướm lướt qua mắt tôi, tất cả chúng đều đẹp, nhưng cánh bướm đẹp nhất đang ở trước mắt tôi đây, hoa riêng, tôi chẳng cần gì khác ngoài thứ đẹp để ấy, không, đừng ngại. Em nên tự hào vì điệu nhảy ấy, hoa riêng, cô vẫn chưa nói gì. Đây không phải lần đầu tiên cô được nghe những lời tán dương từ Solon. Và cô thừa biết sau miếng mồi ngon sẽ là một con cá chết. À, hình như anh đã từng nói với em điều này rồi. Anh ở trong Gil Mavaro, Gil đang sở hữu hang động Batra. Em có muốn lương tháng chục tỷ không? Em có muốn siêu xe, biệt thự, thu nhập khủng mà không cần làm gì không? Mồ hôi có thể rơi, nước mắt có thể rơi, máu có thể rơi, nhưng nhất định không được đánh rơi ước mơ của đời mình. Hãy gia nhập vào Gil bọn anh, và em sẽ có tất cả chia tay anh không đòi quà đâu, hầu hết những hầm ngục thu hút nhiều người chơi đều được sở hữu bởi các guild. Để giành quyền sở hữu những hầm ngục này, đã có những trận chiến nổ ra. Sau đó, người sở hữu hầm ngục sẽ được tăng thêm 30% kinh nghiệm khi săn quái ở đó. Mặc dù vậy, việc tranh giành quyền sở hữu hầm ngục là rất hiếm vì những mối quan hệ giữa các guild trong Royal Rau. Ví dụ, guild Mavro đã theo phe Prosperity tham gia trận chiến ở pháo đài Ohen, do đó được quyền sở hữu hầm ngục Bát Ra. Sau đó nếu Gil nào muốn chiếm hầm ngục này thì họ không chỉ phải đối đầu với Mavro mà còn phải đối đầu cả với Prosvity. Nghe như thanh niên đa cấp vậy, Hoa Riêng lẩm bẩm. Sau khi Mapan thiết lập sự liên kết giữa các thành phố chính trong vương quốc nhờ việc tăng level, anh đã có thể di chuyển an toàn hơn và không cần Hoa Riêng bảo vệ. Sau đó, sau những lời gợi ý của Mapan, cô quyết định rời khỏi sau vài ngày khám phá liên bang Britain, cô đã tới hầm ngục bát ra. Địa phương này quá tốt, quái vật cho nhiều điểm kinh nghiệm, và cô không cần bảo vệ ai cả. Dần dần, kỹ năng của cô thu hút sự chú ý của nhiều người chơi, và họ mời cô tham gia vào nhóm mình. Vài ngày sau, cô đã ở trong đội hình của Solon. Nói chung, cô cảm thấy hài lòng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khó khăn hơn, Solon không muốn cô rời đi. Hoa Rin rất thích tán gẫu với những người mới và những người thú vị. Nhưng vì điệu nhảy của cô quá đẹp, nên càng ngày càng có nhiều người như Solon tiếp cận cô. Nếu Hoa Rin gia nhập vào một nhóm khác, hắn sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc đi săn. Trà trộn vào trong đội ngũ, câu giờ bằng cách tán gẫu, thậm chí tấn công bằng phép thuật, và đưa Hoa riêng đi. Nói chung, hắn ta cư xử như một tên khốn, nhưng hắn đã có tác động lớn đến Mavro nên không ai phàn nàn gì. Solon thay đổi chiến thuật và lại bắt đầu nói nếu em rời khỏi đội em sẽ không có cơ hội đi săn ở đây nữa cố gắng một đời không bằng lựa chọn đúng một lần tất cả sẽ tránh xa hoa riêng cô cần phải ở trong nhóm của Solon điều an ủi duy nhất là cô đã tìm đến người mới khác ở trong đội hình jeffy họ thường xuyên tán gẫu và cô thích anh chàng này mặc dù anh trẻ hơn cô rất nhiều và anh ta luôn lắng nghe mỗi khi cô nói Lai Ninh, Di Gác, Sinf, trói chân chúng lại đội ngũ của Solon đang chiến đấu với quái vật Bát Ra. Hầm ngục này chứa đầy quái vật, họ chẳng cần di chuyển, chỉ cần đứng đợi đến khi tên trọng của đội, Ba Tu đi lùa quái về điểm phục kích. Một đội gồm Archer và giác đứng đợi sẵn. Người đầu tiên tham chiến là các Mết, dùng phép thuật cấu máu đối phương, khi họ nghĩ để hội lại mana thì đó là lúc Archer ra trận. Tiếp tục trễ máu đối phương và đợi đợt tấn công thứ hai từ các mét. Gần đến cuối trận đánh là sự góp mặt của những người đánh cận chiến, Hoa Riêng và Phi. Nói chung, mọi thứ đều được lên kế hoạch và giữ cho các mết tấn công. Thường thì những nhóm khác có 2 đến 3 mét và họ chiến đấu ở những khu vực bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong đội của Solon có đến 8 m Đánh, nghỉ, đánh, nghỉ. Sau mỗi trận chiến, solon cho họ nghỉ ngơi không phải họ mệt mỏi vì kiếm quá nhiều điểm kinh nghiệm họ nghĩ là đợi cho các mết hồi lại mana và bắt đầu lại từ đầu và đó chính là lúc này nhìn kia con quái cuối cùng rơi ra một bộ giáp bạc qua đưa nó cho hoa riêng nhé thanh niên dạy gái solon lên tiếng cũng được nếu solon đã nói vậy thì làm vậy đi bề ngoài những thành viên này vẫn tỏ ra ủng hộ quyết định của trưởng nhóm solon nhưng bên trong, họ cực kỳ phẫn nộ. Điều đó cũng đã từng xảy ra trước đây, mẹ kiếp. Thứ đó lẽ ra đã thuộc về tôi rồi, hư. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải dâng hiến hết cho cô ta sao? Nhưng không cần biết họ tức giận ra sao, họ vẫn ở trong nhóm của Solon. Ở hầm ngục bát ra, rất khó để kiếm được tổ đội nào mang lại nhiều điểm kinh nghiệm như thế này. Giống như những người khác, Hoa Riêng cũng nhận được điểm kinh nghiệm nhưng việc để cho các mết, gánh khiến cô rất bất mãn. Kinh nghiệm của tôi đang tăng, nhưng khi nào tôi mới được đi săn? Lòng đầy nghi ngờ, cô quay sang nói với một chiến binh trong đội, Davron. Nếu mọi thứ cứ như thế diễn ra, và chúng ta không hề sử dụng kỹ năng, thì sẽ chẳng hề mạnh lên, đúng không? Hả? Trên mặt Davron hiện lên rõ ràng hai chữ không hiểu, cô lại tiếp tục hỏi. Kỹ năng của anh thì sao? Ờ thì, chúng ta cần nâng cao chúng, đúng. Sao nữa? Giờ chúng ta đang đi theo nhóm. Tuy vẫn lên level nhưng kỹ năng thì không hề được cải thiện, dễ thấy Hoa Riêng đã rất lo lắng. Và sau đó Davron hỏi trong sự ngạc nhiên, tất nhiên là có những người như cô, luôn nghĩ tới việc cải thiện kỹ năng, nhưng trong trường hợp này, cô không muốn lên level chắc. Đầu tiên phải tăng level, sau đó gia nhập những nhóm mạnh, và rồi kiếm điểm kinh nghiệm, nhưng bây giờ, chúng ta sẽ trở nên yếu hơn so với các người chơi khác vì đã không phát triển kỹ năng của mình. Hoa riêng nhớ lại thời gian đi cùng Mapan, bảo vệ chiếc xe chất đầy hàng. Đôi lúc cô đã chiến đấu hàng giờ, và rõ ràng đã nâng cao kỹ năng của mình. Khi cô nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Davron, cô hỏi Tay cũng làm như thế. Phải không? Tất nhiên. Qua bao nhiêu cuộc đi săn, điều gì đã khiến cô nghĩ thế hả Hoa riêng? Đầu tiên cần nhanh chóng lên level, sau đó nâng cao kỹ năng lúc nào chẳng được, đội của Solon hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Davron. Ai cũng mau mau chóng chóng lên lever mà chẳng hề để ý đến kỹ năng. Từ khi các uy giác được luyện tập để tăng sức tấn công, thì với những người còn lại, họ chỉ được điểm kinh nghiệm. Còn với các mết, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng như vậy. Trong trận chiến, họ không hề chịu sát thương, cho nên dù có lên lever, sức chống chịu cùng thể lực của họ cũng không tăng, điều này khiến họ càng trở nên mong manh. Tình hình càng nguy hiểm hơn khi họ chỉ chiến đấu với quái vật yếu hơn mình, mặc dù số lượng quái vật là nhiều nhưng chẳng giúp được gì cho đội hình. Tất cả đều là những trận chiến tẻ nhạt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Cuộc đi săn của Quyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 39 cuộc đi săn của quyết hầm ngục bát ra. Đây là nơi đất thì chật mà quái vật thì đông, nằm ở gần thủ đô của vương quốc. Tuyển quân đây, kéo phi, địa điểm trên ngon, nhanh tay đăng ký nào. Chúng tôi đã có 30 người và sẽ đảm bảo với các bạn là trên cực nhanh cần tuyển các chiến binh giỏi đây bán các loại thảo dược với SLL đây, đảm bảo hàng tốt mà giá thấp hơn so với cửa hàng, nếu mua nhiều sẽ có khuyến mại, quyết vừa mới đến khu vực này, theo thói quen và tính cẩn thận vốn có thì cậu lại đi thu thập thông tin cậu quan sát những người chơi khác rất nhiều nhóm đã được lập ra người chơi đơn lẻ cũng tìm cho mình một nhóm thích hợp một khung cảnh nhộn nhịp xung quanh lối vào hầm ngục tại bát ra này quái trong các hang động được tăng lượng kinh nghiệm nhưng không bị giảm tỷ lệ rơi lúc vậy nên lượng người chơi đến đây trên là rất đông tuy nhiên lại chả ai đủ sức để đánh quả lẽ cả việc đó quá nguy hiểm bạn có muốn gia nhập nhóm tôi không? Những người đứng đơn lẻ sẽ nhận được các lời đề nghị gia nhập nhóm và quyết cũng không phải là ngoại lệ. Một chiến binh đội trên đầu chiếc mũ có gắn lông chim tiến đến và đưa ra lời mời với quyết. Không đợi quyết trả lời anh ta tiếp tục nói. Xin lỗi, lever của bạn là bao nhiêu và bạn thuộc cờ lát gì vậy? Tôi nhìn thấy bạn có một thanh kiếm, vậy chắc là một cờ lát liên quan đến chiến đấu chúng tôi có bãi quái ngon và phi nên bạn có muốn gia nhập không? Quyết từ từ quan sát người đã đưa ra lời mời, ngoại hình bình thường, cũng tầm như cậu thôi. Mũ đu cơ, vũ khí và giáp liên bang British, ai tắm cấp 180 trở lên, giá khoảng 800 V, nhóm của chúng tôi có 15 người. Mọi người có level 170 hoặc cao hơn. Tên tôi là Vintage, chúng tôi đến từ Gil Mavro. Vậy bạn có muốn đi săn cùng chúng tôi không? Một nhóm đến từ Gui Mavro đưa ra lời mời với cậu, nếu là người khác thì chắc sẽ đồng ý ngay, nhưng Quyết đã lắc đầu và nói. Xin lỗi, tôi không có nhu cầu tìm nhóm, Hiu tôi quen trên một mình rồi, theo sau là ánh mắt bối rối, Quyết quay về phía cửa hang. Những người chơi vào trên trong hang có level dao động từ 120 đến 300. Hầm ngục này có 4 tầng, và tầng sau thì quái lại mạnh hơn tầng trước, các con quái không chỉ khỏe mà còn biết đuổi theo những người chơi đơn lẻ. Chúng lại có cả khả năng ăn trộm ai tắm nữa, nếu bạn chết gần một con quái như vậy thì việc những ai tắm rơi ra sẽ không cánh mà bay là chuyện quá bình thường luôn. Thậm chí những con quái này còn sẵn sàng di chuyển một khoảng cách khá xa để kiếm chắc thêm chút trang bị. Vì vậy mỗi lần chết tại nơi đây sẽ gây ra ức chế rất nhiều ngoài lượng kinh nghiệm bị trừ ra thì 3.4 ai tắm cũng khăn gói ra đi là chuyện thường ngày khi xác định vào đây trên thì cần có một chút vốn liếng kha khá cùng với lòng quyết tâm cao mới mong là không bị ức chế mà ô út game. Tuy nhiên, những tên trộm của bác ra lại có tỷ lệ rơi ai tắm tốt khá cao, và chính lẽ đó làm cho hang động chả lúc nào vắng bóng người chơi. Cậu ấy nói nó ở tầng 3 quyết cẩn thận vượt qua tầng 1 và 2, cố gắng không va chạm với những nhóm đang trên phải cẩn thận nếu không mình sẽ làm bia đỡ đạn mất. Khi quyết định đi trên việc đầu tiên quyết nghĩ đến là gọi cho Mapan. Tuy nhiên Mapan đã không đi được vì rất bận, theo như Quyết biết thì sau phiên đấu giá thành công Mỹ mãn Mapan cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm cũng như kiếm được kha khá. Từ chỗ lại đó Mapan đã đăng ký thương hiệu và thành lập một nhóm giao dịch dưới danh nghĩa của cậu ta. Mapan bảo Quyết tìm hoa riêng thay thế, đây cũng là lý do khiến Quyết đến nơi đây quyết dễ dàng tìm thấy hoa riêng ở tầng 3 của hầm ngục. Cô đang trên với một nhóm lớn tại trung tâm tầng 3. Với điệu nhảy quyến rũ và lũ quái nằm la liệt xung quanh thì cô quá nổi bật tại nơi này. Quyết đợi cho trận chiến kết thúc và đến bên cô. Hay, Hoa Riêng, lâu rồi không gặp ô hát. Quyết, tại sao anh lại ở đây? tôi định đi trên nên đã đến đây, hoa riêng nhiệt liệt hoan nghênh quyết vì ở đây cô đang bắt đầu cảm thấy chán, từ sâu trong hang một người đàn ông trong chiếc áo choàng xanh đang hầm hầm tiến lại gần hai người. Người này là ai vậy? Solon đưa ra câu hỏi sau khi nhìn quyết từ đầu đến chân với vẻ mặt cao có. Cố giữ bình tĩnh trước thái độ đó, hoa riêng trả lời. Đây là bạn tôi. Tên là Quyết. Anh ấy là một nhà điêu khắc, ô OH. hát. Thế à? không hoàn toàn hài lòng với lời câu trả lời, Solon tiếp tục ném những cái nhìn nghi ngờ. Là bạn thôi sao? Hay là người yêu? Thế đã đi trên cùng nhau nhiều chưa? Chúng tôi quen biết nhau thông qua một người bạn chung và chúng tôi chưa đi trên với nhau lần nào cả. Anh có vấn đề gì à? Câu trả lời của Hoa Rinh phần nào làm Solon dịu đi? Tôi đã thấy rồi, không có vấn đề gì cả và như muốn thể hiện ý tốt của mình, anh ta nói cậu có thể gia nhập nhóm của chúng tôi. Tôi không có ý kiến gì về class của cậu, nhưng thật sự mà nói, sẽ rất khó khăn nếu cậu trên một mình ở đây, EA, quyết hãy tham gia với chúng tôi đi. Hoa Rin kêu lên đầy phấn khích. Thực tế là quyết không muốn gia nhập một nhóm nào cả. Cậu đến đây chỉ là muốn chào và rủ Hoa Rin đi trên cùng. Tuy nhiên khi thấy khuôn mặt háo hức mong quyết gia nhập nhóm thì cậu không nỡ từ chối. Sau khi gia nhập nhóm và kết thúc một đợt tấn công, quyết nhận ra rằng mình đang bị cho ra rìa. Biết cờ lát của Quýt là Skunto, Solon đã không cho cậu cơ hội để chiến đấu thật sự. Nhàn cư vi bất thiện, Quýt buông với Hoa riêng đủ các thứ chuyện. quyết chắc chắn rằng Solon luôn quan sát và để ý tới chỗ cậu và Hoa riêng đứng. Sau khi nắm rõ tình hình, quyết bắt đầu nói chuyện lớn hơn. Cô nổi bật thật đấy, Hoa riêng không đến mức đó đâu. Hoa riêng nở một nụ cười đáp lại. Class của em là dancer nên có charisma cao thôi mà. Và cả đặc tính Apron nữa chứ, charisma và Apron. EA, với sự gia tăng vẻ đẹp, uy tín cũng sẽ tăng lên. Có thể nói rằng sẽ xuất hiện hiệu ứng Glamour, sự quyến rũ. Đôi mắt long lanh, làn da sáng bóng và sau thuộc tính Apron là, vâng, đó là những gì tác động đến vẻ bề ngoài, cải thiện dáng vóc, khuôn mặt dễ thương hơn, các đường cong quyến rũ hơn nhưng chỉ các dancer mới được như vậy. Quýt nhớ ra rằng cậu cũng tăng Charisma của bản thân bằng việc sử dụng thắt lưng đây cơm. Tôi thấy rồi, vậy tất cả các điều đó làm cho, điều này chứng tỏ rằng các profession dancer, vũ công chuyên nghiệp, không đơn giản như cậu từng nghĩ. Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, họ còn có những thuộc tính mới, thuộc tính đặc biệt. Điều này giải thích cho việc Solon đã giữ dằn với cậu khi đến gần Hoa Riêng, anh ta đã bị mê hoặc và là một đan nên mọi nỗ lực của em đều đế tăng các thuộc tính Charisma và Apran sau đó. Khuôn mặt thực sự của tôi không được như thế này đâu, mà tôi cũng không phải nói điều này cho cậu làm gì nhưng tôi lại nói ra mất rồi, những quy luật của tự nhiên sẽ dần thay đổi trong game. Phải có một con mắt sắc bén mới nhận ra được điều đó. Tuy nhiên trong trường hợp của Hoa Riêng thì do đặc trung class Dancer nên vẻ ngoài thay đổi rõ rệt nếu bạn quan tâm đến phụ nữ và cho rằng ngoại hình không phụ thuộc vào ánh sáng thì bạn đã sai rồi đó ngay cả những người phụ nữ đẹp nhất không cần đến son phấn nhưng vẫn chọn những vị trí có ánh sáng thuận lợi nhất đàn ông thường yếu đuối trước sắc đẹp đó là quy luật nhưng mọi quy luật đều có trường hợp ngoại lệ và quyết chính là ngoại lệ phụ nữ và tiền bạc có một mối quan hệ sâu bên trong tiền và tình thường đi liền với nhau trong những sự so sánh nếu bạn bỏ tiền ra thì việc kiếm được người yêu là bình thường, nhưng tôi lại không muốn dính vào chuyện này. Trong đầu Quýt đã có một quan điểm riêng về chuyện này, cậu thấy rằng phụ nữ đẹp giống như một con hà mã ăn tiền. Sau 12 giờ trên thì Solon nói, Yêu, hôm nay thật là một ngày dài với những công việc nặng nhọc khó khăn, đã đến lúc cần nghỉ ngơi, chúng ta gặp lại vào ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, những thành viên của nhóm lâu ô úc từng người một. Quýt nắm chặt thanh kiếm trong tay, cuối cùng cậu đã chờ được đến giây phút này. Đã đến lúc bắt đầu, để chuẩn bị quyết lấy ra một viên đá mài và mài sắc lại thanh kiếm của cậu. Si yên, xì yên, tiếng mài kiếm, bạn đã mài sắc thanh kiếm. Sát thương tăng thêm 14% kỹ năng mài kiếm của quyết hiện đang ở trung cấp LV4, cậu đã không sử dụng nó thường xuyên được như những skill khác, bên cạnh đó nếu như trời mưa hoặc cậu không dùng đến thì kiếm lại bị hang đi. Do vậy trước mỗi trận chiến cậu lại phải mài lại, cho cậu và đồng đội. Xong, tiếp theo. Quyết lôi ra một miếng vải mềm và ra sức đánh bóng áo giáp của cậu cho đến khi nó bắt đầu sáng loáng. Bạn đã đánh bóng giáp. Defender tăng 16%. Khả năng tránh đòn tăng 2%. Skill này cũng là một trong những skill ít được sử dụng nhưng hiệu quả của nó là đáng kể. Hai skill giúp tăng sức mạnh cho nhóm, người chơi thuộc class Blacksmith, thợ rèn thường sử dụng chúng khi gia nhập một nhóm, nếu như không nâng cấp và sử dụng skill đó thì việc bị đá ra khỏi một nhóm là điều thường thấy với Black Meat. Bây giờ đến đồ ăn. Quyết chọn món ăn được chế biến từ tôm với một cái tên rất lãng mạn, Seaflow. Thông thường hải sản trong game có giá rất đắt, nhưng do trận chiến trong thành Oden kết thúc trong chiến thắng, nên cậu đã mua được với giá rẻ hơn ở vương quốc Rosenheim. Không chỉ được miễn thuế mà cửa hàng đó còn nằm ở khu thương mại chính. Nếu nói đến việc tăng vitali và lai thì hải sản đứng top 1, trong các món hải sản thì tôm lại giữ vị trí cao nhất. Để nâng cao hiệu quả của món ăn, Quýt chuẩn bị xi si, rô từ cây phong, salad khoai tây, rau diếp và nước chấm do Bê Cham sáng tạo. Quyết nói ra những điều cậu đã biết từ trước, Quýt tách nhân ra và há miệng to chờ sẵn, cậu từ từ bóc vỏ ra, sau khi nấu, nó cô lại một lớp màu vàng và có thể dễ dàng tách vỏ ra chỉ có thịt tôm trắng mềm còn lại trên cây gậy và đó là tất cả đã sẵn sàng để bị nuốt chửng. Cậu cố đấu tranh lại sự thèm muốn của bản thân. Miệng thì muốn cắn nhưng tay lại không muốn đưa lên. Nó không phải là một con tôm bình thường, Quyết đã sử dụng skill Skunton Maxi để tăng vẻ đẹp cho nó. Sau khi từ từ ngâm tôm trong nước si, rô, cảm nhận hương thơm của nó, Quyết thấy ánh sáng của đôi cánh thiên thần xung quanh con tôm. Cậu đã nghĩ ra một cái tên cho món đó. Angel Swim from Heaven. Cậu không thể nghĩ ra được cái tên nào hay hơn nữa, mùi hương khiến Uyết phát cuồng. Hấp dẫn và ngon lành. Khó có thể cưỡng lại mùi hương đó. Dung mi. Từ từ cậu thưởng thức thành quả, Uyết chậm rãi đưa con tôm vào miệng. Khi tất cả thành viên của nhóm đã thoát ra thì Hoa Riêng cũng làm theo họ. Cô đang xuất ra bởi vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của Solon chờ một lúc đấy chắc chắn rằng Solon đã thoát, cô đăng nhập trở lại. Đối với Jeffy, khi anh nhận ra quyết, anh không đăng xuất. Anh bước sang một bên và theo dõi đối thủ câu cá cũ của mình. Hoa riêng và Jeffy đã quan sát rất kỹ và thấy Uyết đang ăn tôm một mình. Bây giờ chả có ai làm phiền nữa, mình có thể bảo anh ấy chia sẻ với mình, Hoa riêng đã không kìm nổi sự thèm của bản thân, cô nuốt nước bọt. Âm thanh đó đã phá vỡ sự tập trung của Uyết, E. Tôi nghĩ cô đang xuất rồi chứ nhỉ, Hoài Riêng. ông. E. E. A. H. Cô chậm chạp trả lời trong khi cặp mắt dính chặt vào con tôm. Và cô lại nuốt nước bọt. Hoa riêng đã không yêu cầu chia sẻ. Nhưng với đôi mắt chăm chú, háo hức và khao khát khi nhìn vào con tôm, cứ như thế nhiều ngày cô chưa có gì bỏ vào bụng. Khao khát bùng cháy, cơn đói, sự thèm khát. Em không muốn tranh giành thức ăn, Quyết thở dài và lặng lẽ chia sẻ con tôm. Nếu anh muốn, sau đó, đây, cho một vê, tôi chấp nhận điều đó. Hoa riêng cắn lấy con tôm mà không cần suy nghĩ thêm, thậm chí cô còn không nhận ra được sự tiếc nuối buồn bã trong lời nói của Quyết. Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được. Dung. Con tôm ngay lập tức biến mất trong miệng. Thực tế Hoa riêng không phải là kiểu người ham ăn, ngay cả trong đời thực cô cũng ăn theo chế độ giữ eo nhưng hương thơm của món tôm đã lấn át lý trí cô cô đã có một cảm giác rằng nếu cô không ăn nó ngay bây giờ cô sẽ hối tiếc cho phần còn lại của cuộc đời mình cô đã hành xử như thế một con nghiện với được thuốc khi đó điều này cho thấy kỹ năng nấu ăn của quýt ngày càng bá đạo sau khi thưởng thức hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng hoa riêng đã ngồi xuống cô không hề hối hận khi làm điều đó Bây giờ em lại nghĩ đến lời Ma Pan từng nói, nếu bạn dính đến quýt những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong khoảng thời gian đó. Em đã được thưởng thức món ăn tuyệt vời, Yumi. Cuối cùng cô nhìn đầy tiếc nuối đến những phần còn sót lại của con tôm, cái đuôi, phần mà hầu như mọi người đều bỏ đi. Nếu như không có ai ở bên cạnh chắc cô đã ăn nốt nó. Xin lỗi, Tom quyết nhận thấy điều đó và bắt đầu nấu những con tôm khác. Giá của tôm là khá đắt nên ít người dám ăn chúng như những món ăn nhẹ bình thường. Nhưng với Quýt lại khác, cậu coi đó là một khoản đầu tư. Đầu tư vào khả năng chiến đấu. Do ảnh hưởng của thực phẩm có thể tăng mát mana, HP và một số thuộc tính khác. Đó là lý do tại sao cậu đã không tiết tiền chi ra để mua 500 con tôm. Bạn đang thấy thỏa mãn. Lai gửi 400 mana gửi 400 stamina gửi 20 ác gửi 15 đừng tin vào một nghệ sĩ có cái bụng cồn cào vì đói, chỉ khi nào cái dạ dày được lấp đầy thì mới tập trung vào nghệ thuật được. Các hiệu ứng của thực phẩm cũng dựa khá nhiều vào class nhân vật và nghề nghiệp phụ. Một đầu bếp sẽ cho ra những món ăn ngon và bổ dưỡng hơn người khác. Quyết bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Và tất nhiên cậu không quên lấy một V từ hoa riêng. Tôi sẽ tiếp tục đi trên, cô có muốn đi với tôi không, Hoa riêng? Ừ, chắc chắn là có. Thành thật mà nói quyết không mong nghe thấy câu trả lời khác. Khả năng của một dancer sẽ giúp ích rất nhiều do chuyển động với tốc độ cao nên dancer sẽ ít bị dính đòn từ quái. Bên cạnh đó, nếu trong nhóm cùng Hoa riêng thì thuộc tính của cậu sẽ tăng một mức nhất định. Bạn đã lập ra một nhóm quyết thao tác trên thanh menu điều khiển và đưa ra lời mời cho Hoa Rinh. Cảm ơn. Hoa kêu lên trong sự phấn khích và chấp nhận lời mời. Sau đó cô vẫy tay với Jeffy. Anh có muốn tham gia không? Anh chàng gật đầu li lịa. Tôi sẽ tham gia nếu bạn thấy tôi có ích, quyết chỉ gật đầu và gửi thư mời đến Jeffy. Anh ta không có bất cứ điều gì đặc biệt chống lại cậu, vẫn có rất nhiều quái vật và do đó một sự giúp đỡ sẽ có ích hơn. Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu tại sao Jeffy không đăng xuất như mọi người khác. Chờ một chút hoa riêng. Tôi sẽ làm món ăn khác cho Jeffy và đánh bóng, mại trang bị của cậu ấy. Và sửa chữa nó nếu cần thiết, đây là cơ hội để kiếm thêm kinh nghiệm dù chỉ một chút cho các skill Blackmin, cooking and tai long. Wow! Cool! Defense tăng, và sức tấn công của cần câu quả là... Hoa riêng và Jeffy nhìn Uyết với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Họ không ngờ được người đàn ông đứng trước mặt mình lại thành thạo rất nhiều nghề thủ công như vậy cảm ơn quyết, bây giờ chúng ta hãy tìm một nhóm lớn, chúng ta có ba người và nhiều nhóm sẽ sẵn sàng nhận cả ba, Hoa Duyên hân hoan nói nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của quyết. Sẽ không đủ quái cho chúng ta trên đâu, Hiu, bạn nghĩ là chúng ta có thể di trên trong này với chỉ ba người thôi sao, Jeffy chết lặng khi nghe quyết nói vậy. Ba chúng ta sẽ trên tốt, à tôi nhầm, phải là bốn chúng ta mới đúng chứ. Xuất hiện nào, Dead Night. Khói bắt đầu chảy ra từ chiếc vòng trên cổ quyết và một lúc sau Dead Knight Van Hóc hiện ra từ đó. Đã khá lâu quyết không triệu hồi Van Hóc ra, do đó nó đã rất vui mừng. Ngài cho gọi tôi, chủ nhân. Đúng vậy, ánh mắt quyết lại lộ rõ vẻ bất mãn, Van Hóc sẽ hưởng 20% S của cậu, cậu đánh bại và thu phục Van Hóc cũng khá lâu rồi. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến và Van Hóc đã tăng khá nhiều LV, đặc biệt là ở Morata. Nơi những tên vampy khác máu sinh sống, Vang Hốc được triệu hồi gần như ở tất cả các trận chiến, ngoài việc nhận 20% S từ Uyết, Vang Hốc còn nhận được 100% S với mỗi kiêu. Bởi vậy LV hiện tại của Vang Hốc đã đạt đến 290. Tên thuộc hạ chết tiệt, đây là lúc ngươi phải trả lại ta mọi thứ. Uyết lại bắt đầu tức giận. Nhưng thật sự mà nói Vang Hốc cũng chịu rất nhiều thiệt thòi từ phía Uyết. Nó bị gọi ra làm nơi trút giận cho Uyết, bị hành hạ, bị các Paladin nhạo báng dù cho đã giúp sức rất nhiều nhưng vẫn luôn bị quýt ghét. Quýt có rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu đã im lặng lúc này. Tư liệu về hầm ngục Bát ra không có nhiều, qua tìm hiểu cậu biết được một chút, lịch sử nơi đây là chỗ sinh sống của một gia đình quý tộc, gia tộc này phản đối và không gia nhập liên bang British, sau đó còn liên kết với những tên trọng đế bắt đầu một cuộc nổi dậy và đầu não chính của cuộc nổi dậy nằm trong hầm ngục này. Sau khi sắp xếp đế Death Knight đi tiên phong, quyết cùng nhóm của cậu tiến đến tầng 4. Không có ai ở đây cả, quyết thông báo với âm lượng vừa đủ nghe. Cậu đã đúng, tuy hầm ngục bát ra luôn đông người chơi đến trên nhưng đế trên được ở tầng 4 thì quá mạo hiểm, quái tại nơi này có LV240 trở lên. Run rẩy trong sợ hãi, Gia không nhấc nổi chân đế đi theo quyết. Amen, có lẽ em nên quay lại, em sẽ thư giãn tại nhà ngay bây giờ. Hoa riêng nói nếu chết ở đây thì chúng ta sẽ mất hết đồ, thật điên rồ khi vào đây mà không có Priest hoặc Paladin. Hoa Rin và Jeffy hầu như không thể kìm được sự sợ hãi và giận dữ của họ. Hành động của Whit đã đẩy họ vào tình thế nguy hiểm, cậu kéo họ xuống tầng 4. Họ cố gắng đi theo phía sau Whit và Dead Nát. Hãy lục soát túi của hắn ta, dốc ngước túi của hắn ta ra và tăng cấp. Chúng ta cần nhiều năng lượng hơn cho cuộc nổi dậy, một nhóm các tên trộm quái vật nhảy ra từ phía góc. Chúng được trang bị áo giáp sắt và mang theo kiếm, không nhiều lời, kẻ trộm của bác bắt đầu cuộc tấn công của chúng. Power of Darken Van hóc hét lên và lao vào cuộc chiến. Death Knight khá chuyên nghiệp khi sử dụng ma thuật hắc ám. Các thần chú nó sử dụng tăng sát thương lên vũ khí và phòng thủ của giáp. Deadly Blade Van hốc tích lũy năng lượng hắc ám trong lưỡi kiếm và hướng đến những tên trộm đang tới. Thanh kiếm chuyển sang màu đen và một vài phút sau đó phóng ra hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên ngực kẻ thù. Những tên trộm ngã rạp xuống đất. Jeffy và Hoa Rin kinh ngạc khi thấy cảnh đó. Hoa! Wow. Đó là những gì con quái vật cấp độ 290 có thể chết dễ dàng thế sao? Làm thế nào Quyết kiểm soát được nó chứ? Lúc này họ nhận ra rằng Quyết không phải là một người chơi tầm thường và cậu thực sự có thế trên ở tầng 4 này, Quyết đã không hề chém gió. Quyết lúc này cũng đang bị sốc. Ngươi đã mạnh lên rất nhiều đó, Quyết chỉ nhớ lúc trước nó có tham gia những trận chiến cùng cậu và lên LV khá nhiều, nhưng cậu không thấy ngờ được sức mạnh của nó cho đến khi được thấy nó hạ gục bốn tên với chỉ một đòn duy nhất, mặc dù cậu biết rằng ma thuật hắc ám giúp nó tăng sát thương lên kẻ địch không phải Undead. Crimson Amulet Offline, nơi giam giữ vang hốc vĩnh viễn, cậu còn có một cái Black Amulet khác nhặt được khi đánh bại Tori, cậu vẫn đế trong ba lô liệu có thực sự là phần thưởng hay chỉ là một cách xảo quyệt để NPC tăng LV trước khi thoát ra ngoài, đột nhiên quyết quên tất cả mọi thứ, cậu nhảy về phía trước và làm rơi thanh gươm trước mặt Van Hóc. Theo lệnh ta, đừng giết chúng, chỉ cần vô hiệu hóa, chúng ta sẽ thu phục chúng, tôi đã hiểu, chủ nhân. Van Hóc gầm lên và tỏ thái độ với Uyết. Death Knight đã tăng rất nhiều LV và lúc này nó cảm thấy tràn trề năng lượng vì vậy nó thấy không bằng lòng khi nhận lệnh từ Lao Bi Quyết cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đây ta chưa dạy ngươi đủ quyết tính là sẽ phải dạy bảo lại tên này nhưng bây giờ cậu đang tiến vào trận chiến squintin burleigh cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân nếu không có kỹ năng này với thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh quyết nhanh chóng lao vào giữa đám quái và tung ra skill chết đi tiền hãy giao nộp hết ra đây, thanh kiếm của kẻ thù lướt đến sát quyết tạo nên tình thế rất nguy hiểm, nhưng với chỉ số né tránh cao cùng với khả năng phán đoán cậu đã không phải nhận bất cứ vết thương nào, mặc dù nhìn từ hướng khác cậu trông như đã lãnh đủ hậu quả. Đây, đây chính là niềm vui khi bị bao phủ bởi đòn tấn công của kẻ thù, nhịp tim của bạn đập nhanh hơn, bạn bắt đầu cảm nhận được hơi thở và chuyển động của đối phương. Cảm giác say đòn, hăng máu và cuộn trào năng lượng khiến bạn cảm thấy như thế chinh phục được cả thế giới một trò chơi như vậy sẽ không bao giờ gây nhàm chán quyết nghĩ đến môn đấu kiếm trong trường học hyun chỉ được dạy các kỹ năng cơ bản do đó cậu đã phải tìm hiểu nghệ thuật kiếm pháp của cậu trong trò chơi tuy nhiên thời gian gần đây cậu đã đến võ đường để học hỏi từ những bậc thầy dùng kiếm an ông do không phải là một người đàn ông bình thường vì vậy bài học của anh ta không bình thường là điều hiển nhiên đây là kiếm thuật, thanh kiếm trong tay sư phụ vẽ nên càng đường công mịn màng và duyên dáng. Thật khó để tin rằng ai đó có thể xử lý một thanh kiếm như thế. Đây là một nghệ thuật của một bậc thầy thực sự, những người đã tạo nên một kiệt tác. Đây thực sự là kiếm thuật. Hi Ung nghĩ, chìm đắm trong niềm đam mê. Tuy nhiên, như thế phản ứng lại với suy nghĩ đó, những ý nghĩ trong đầu cậu bắt đầu thay đổi, bây giờ, nó hiện ra một loài động vật săn mồi đang rình rập hay giống như một con đại bàng xà xuống từ bầu trời, hoặc pháo đài Oden. Không, không phải Oden, nhưng có cái gì đó rất vững chắc, có ý nghĩa, một cái gì đó dày hơn và cao hơn bức tường của pháo đài, nó chặn ngang đường của loài động vật ăn thịt. Thanh kiếm còn khó điều khiển hơn cả súng, nhưng bằng cách nào đó, nó làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn cái chết và nhiều khó khăn khác không còn là nỗi bận tâm của bạn. Tôi trở nên tự do khi tôi làm chủ được thanh kiếm. Lee Hyun đã học được rất nhiều từ An Hyun. Do Cậu hoàn toàn thay đổi thái độ của mình đối với kiếm thuật, học cách thở, di chuyển và chăm sóc vũ khí của mình. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù, cuộc sống của cậu không dễ dàng trước khi cậu bắt đầu đến võ đường. Sự vắng mặt của cha mẹ, các khoản nợ và chiến đấu liên tục với những kẻ bắt nạt. Hyun có thể dữ dội tấn công bất cứ ai trong nỗ lực để bảo vệ tất cả các ký ức quý giá về cha mẹ mình. Và để củng cố tinh thần của mình, cậu sẽ không bao giờ nghĩ lại sau mỗi cuộc chiến. Tuy nhiên xem các kỹ năng của sư phụ, Hyun bắt đầu nhận ra rằng chỉ có chú mới biết được bao giờ mới nắm vững được tất cả kiếm pháp. Mỗi con quái vật ở đây đều mạnh hơn rất nhiều so với những con Death Knight ở Lavias. Trong những trận chiến với các Knight, cậu chỉ phải theo dõi phía trước, nhưng bây giờ cậu không được lơ là bất cứ điều gì có thể xảy ra ở hai bên hông hoặc lưng. Hoa wow, hoa, wow, chiến đấu nhiều hơn và giải trí nhiều hơn, quyết tránh đòn đến từ phía bên và lao về phía trước. À à à Cậu muốn may quay cuồng, vừa gia các dự lại còn vừa phải đánh trả nữa. Bạn vừa tránh được sát thương chí mạng. Bạn liên tiếp tránh được sát thương chí mạng bạn có chuỗi hành động tránh né hoàn hảo, bạn có muốn lưu lại không? Khéo léo di chuyển. Quyết đã tránh được các pha tấn công chí mạng từ kẻ thù. Nếu bạn liên tiếp xử lý các tình huống như vậy sẽ tạo thành một chuỗi hành động hoàn hảo, và bạn có thể lưu lại và sử dụng như một kỹ năng cá nhân. Tuy nhiên Quyết không quan tâm đến điều đó, cậu tắt các cửa số thông báo và tiếp tục trận chiến. Đối với Quyết chiến đấu cũng giống như cuộc sống, khó đoán và thất thường. Đôi khi bạn phải hành động theo bản năng, nếu cứ sử dụng những kỹ năng cố định thì chỉ kìm hãm bản thân mà thôi sau khi giết chết ba tên cậu bay vào giữa đám còn lại với niềm tin vào skill và áo giáp đã đánh bóng cậu hăm hở rút máu của kẻ thù mặc dù hơi chậm một chút nhưng hoa riêng và jeffy cũng đã tham gia cuộc chiến cha kẻ thù đã bị điệu nhảy làm cho mê hoặc đứng bất động với đôi mắt đầy ham muốn thật là một cô gái xinh đẹp to o tại sao tôi lại bỏ nghề hiệp sĩ để đi làm kẻ trọng chứ nếu tôi vẫn còn. Cô đã làm tan chảy trái tim tôi, em làm bạn gái tôi nha. Sau khi thu hút sự chú ý của kẻ thù, cô kêu lên. Đéo! Ta đầu có đế ý đến ngươi. Y y. Lời nói của cô làm kẻ thù choáng váng và cô tiếp tục nhảy với một nhóm khác. Và không quên thông báo cho cộng sự. Những tên này sẽ không thể tấn công chúng ta trong bao lâu. Ngay lập tức Jeffy hỏi, cuộc sống của họ phụ thuộc vào thông tin đó. Khoảng 2 phút, LV của chúng quá cao, anh phải đối phó với chúng trong thời gian đó, xuyên. Jeffy sách cần câu và tham gia vào cuộc chiến. Mỗi lần anh vung cần là một vài kẻ thù sẽ về với đất mẹ thân yêu. Quyết và Vang đã giữ chân được lực lượng chính của kẻ thù. Hoa riêng thuần hóa kẻ thù bên phải và Jeffy đã chiến đấu với những tên bên trái. So với trận chiến trước đó, tình hình của họ rất khó khăn, do đó, họ chọn vị trí thuận lợi nhất để tăng cơ hội sống sót. Phép thuật của cô lên 12 tên đã hết tác dụng và cô gục xuống sàn vì kiệt sức. Thôi xong. Tôi không thể tiếp tục. Cô đã sử dụng hết mana, và bây giờ cô chỉ biết ngồi nhìn và lo lắng. Tính đến thời điểm này Hoa Riêng luôn cố gắng chọn những con quái vật yếu hơn trong khi không gây quá nhiều sự chú ý trong cuộc chiến. Nhưng lần này, cô đã đánh tất tay và cô nhận ra rằng kỹ thuật khiêu vũ và các thuộc tính của cô chưa đủ cao cô đã không đủ mạnh thật là khó khăn mình có lẽ đã chiến đấu với đối thủ mạnh hơn trước hoa rin ngồi suy nghĩ lo lắng rằng một con quái nào đó sẽ kết thúc cuộc sống của cô bất cứ lúc nào jeffy đã xuất hiện và bảo vệ cho cô nhờ câu cá các thuộc tính của anh đặc biệt là sức mạnh và sức chịu đựng đã phát triển khá cao vì vậy anh xử lý cuộc chiến này tốt hơn. Jeffy đã chiến đấu với những con quái vật xung quanh ở mức giới hạn của mình. Anh đã không đánh từng con một mà đánh tất cả chúng cùng một lúc. Kỹ năng phía sơn cho phép anh gây sát thương toàn bộ các kẻ thù cùng một lúc. Khi HP của chúng đã giảm xuống khoảng 1 phần 3 là chúng xác định, quyết kết thúc chúng bằng những loạt tấn công bất ngờ và dũng mãnh. Tình hình có vẻ rất căng thẳng, khi những tên bị hoa riêng mê hoặc lúc trước bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cuộc chiến biển ra dữ dội và dường như không có hồi kết. Scunting Berlay Quýt đã cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn có những khoảng trống giữa những con quái. Cậu cố gắng hết sức, nếu cậu dừng lại dù chỉ một giây quái vật sẽ áp sát và bao vây cậu, như vậy sẽ chẳng còn đường thoát. Hoa riêng đã lấy lại được sức mạnh và vội vã đến cứu Jeffy. Cô nhảy như một con bướm, Cùng với đôi dao găm, cô cố gắng sát thương lũ quái vật, dường như trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, một vài phút sau đó, Hoa Rinh ngạc nhiên nhận ra rằng không còn kẻ thù nào cả. Cô không thể nhớ nổi cú đánh kết thúc của mình như thế nào, trong đầu cô chỉ là mớ ký ức hỗn độn về những cảnh giống như ở địa ngục quá khó cho một cuộc tình, sự nguy hiểm luôn rình rập trong thời gian dài, cô vẫn chưa tin nổi là họ đã chiến thắng. Phù, việc này thật quá sức, nhưng mà vui. Cô lau mồ hôi trên trán và mỉm cười. Đó là những gì cô nhớ được về cuộc chiến mà cô đã phải sử dụng 110% sự tập trung. Bây giờ tâm trạng của cô đang rất phấn khởi. Nếu không có sự giúp sức của Death Knight thì có lẽ họ vẫn còn đang phải chiến đấu, nhưng dù sao chiến thắng của họ cũng rất xứng đáng. Quyết, có phải anh luôn muốn chiến đấu như thế này không? Cô đưa ra câu hỏi mà xuất hiện trong đầu cô từ khi bắt đầu trận chiến. Yes, cậu bình thản trả lời trong khi bắt đầu lấy đồ nghề ra sửa chữa các ai tắm. Việc quyết ưu tiên sau mỗi trận chiến chính là sửa chữa trang bị. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Và khó. Anh không sợ sẽ bị tất cả đám quái đấy tấn công một lúc à, cấp độ thì cao hơn rất nhiều so với anh. Hoa Rinh có một chút sợ hãi. Cô không thể tưởng tượng được cảnh một người có khả năng chiến đấu một mình với kẻ thù xung quanh mặc dù họ đã chơi một trò chơi thực tế ảo nơi mà nỗi sợ hãi là có thật. Nỗi ám ảnh về máu, mùi hôi thối, áp lực từ sức mạnh của kẻ thù, những thứ này đôi khi cũng đã đủ để khiến bạn sợ hãi, và sau đó sẽ dễ dàng bị đánh bại. Cô biết không hoa riêng, ở La Via tôi đã phải leo lên rất cao, và từ trên đó tất cả những con quái vật trông rất nhỏ. Dường như tôi có thể đánh bại chúng với một ngón tay. Đó là khi tôi nhận ra rằng chúng chỉ là thực phẩm thứ giúp tôi mạnh mẽ hơn, Hoa Riêng nở một nụ cười lớn. Thật sự mà nói, Quyết à, ngồi cạnh anh, em sẽ chẳng có lúc nào thấy buồn chán cả, tuy nhiên không phải tất cả đều nghỉ ngơi thoải mái sau trận chiến, Giê-phi đang nhìn Death Night với một ánh mắt sợ hãi. Giê-phi! Hoa 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 Riêng Lo lắng khiến anh nói lắp. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hãy nhìn vào Death Night. Hiu. Death Night cô nhìn vang và nhận thấy rằng nó đang chuẩn bị một số skill của mình. Hoa riêng đã quên mất những gì đang xảy ra nên cô trở nên tò mò. Cô không hề biết về những gì Jeffy đã để ý từ lâu. Anh đã câu cá với Quyết trong một thời gian khá dài, do đó, anh đã có một ý nghĩ về những gì sắp xảy ra. Bạn có nghĩ rằng sau khi câu cá Quyết ngồi trong một bóng tối để thư giãn? Không phải tất cả. Kết thúc việc sửa chữa, Quyết băng bó những vết thương ở chân và đứng lên. Hơ mơ mơ mơ. Lúc này có lẽ là hơi nguy hiểm thật, đừng lo lắng quá nhưng tôi nghĩ thế lực của chúng ta sẽ được rèn luyện. Bạn biết đấy, hiện tại, trạng thái của tôi không phải là tốt nhất. Tôi đã không được chiến đấu trong một thời gian dài. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng HP của tôi dưới 15% là lúc nào. Ngay cả trong Odin tôi đã chiến đấu với những đối thủ yếu hơn. Hãy xem. Sau trận đánh này chỉ số endurance của tôi tăng lên một chút. Đó là bởi vì tôi đã có vài tính toán sai lầm và trận chiến không đúng như tôi mong đợi. Thời gian tới tôi sẽ nhắm tới việc giảm HP của tôi tới 3%. Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Khi HP của bạn rất thấp, thuộc tính endurance của bạn tăng lên rất nhiều vì vậy, trong trận đánh sau bạn nên cố gắng giảm tối đa HP đến mức còn chịu được mà sẽ có kết quả bất ngờ. Ví dụ khi quái vật đánh chúng tôi cảm giác như bị cù lét, jeffy và hoa riêng không thể thốt lên lời nào trước bất ngờ đó. Cái gì cơ, dính một đòn từ quái tầng 4 này mà cảm giác thấy nhột á, làm thế nào? Mặc dù anh có skill Black trung cấp, anh không thể nào. Áo giáp của tôi không phải hàng made in China, nhưng mỗi hit của một con quái vật cũng khiến tôi thấy đau một chút, vải chưởng, thành phần thích khổ dâm, nhưng những lời tiếp theo còn khiến họ sốc hơn đã thu thập đủ thông tin rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ chiến thực sự thu thập thông tin. Đối với Jeffy và Hoa Riêng cuộc chiến trước đó đã là địa ngục trần gian rồi. Nhìn thấy thái độ xoắn quẩy trên gương mặt họ quyết hỏi lại. Vậy, các bạn có đồng ý đế tôi là trưởng nhóm không? Nếu không, cuộc vui sẽ kết thúc, họ vội vàng gật đầu. Khi chấp nhận lời mời của Quyết, họ đã mặc định cho Quyết là người chỉ huy rồi hơn nữa Quyết cũng là người mạnh nhất trong ba người. Mặc dù Jeffy phi câu cá và điệu nhảy của Hoa Riêng cho phép họ gia tăng chỉ số thuộc tính nhưng so với Quyết thì họ còn kém xa. Cậu ta có đến 5 skill thủ công đạt LV trung cấp, cậu ấy đúng là quái vật, một cái máy chứ không phải là người nữa, chỉ riêng skill crafting cũng đã giúp ích cho các trận chiến rất nhiều rồi, hơn nữa lại còn ở trung cấp nữa chứ. Nhìn các chỉ số của quyết họ cảm thấy tự ti dù cho với người khác họ không thua kém là mấy. Vậy là vẫn còn tồn tại những người như quýết, chúng ta không phải là những kẻ vô dụng, họ nghĩ. Trong một nhóm thông thường người lãnh đạo là một người thuộc class Quadrio hoặc Nay. Do class dạng này sẽ có chỉ số charisma và leadership cao. Bởi vì nếu người lãnh đạo có hai chỉ số đó cao thì thành viên trong nhóm ít bị khủng hoảng và nhận thêm ép, ngoài ra khi đối đầu, những con quái sẽ không phát huy được hết sức mạnh của chúng. À à à à. Dudley Dancer Charming Dancer. Fishing Rope Fan. Đến đây. Đánh đi. Tăng Endurance. Cho ta nào. Cuộc săn đã bắt đầu. Cuộc chiến vô tận cho đến chết chống lại lũ trộm cướp của bác ra. Ngay sau khi kết thúc một nhóm quái, họ đã chuyển sang nhóm tiếp theo. Họ chỉ tranh thủ sửa đồ và trị thương trong chốc lát. à. Wow trong quá khứ Jeffy sẽ không tin nếu có ai đó đã nói với anh rằng anh sẽ không được nhặt đồ rơi ra từ con quái vừa bị hạ gục. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, vì những cuộc tấn công liên tục của kẻ thù khiến họ không có thời gian để làm điều đó. Họ đã chiến đấu theo cách đó gần 16 giờ, cho đến khi Jeffy bị thương. Một tên trộm sử dụng kiếm đâm trúng bụng anh. Một vết thương chí mạng. Hoa riêng ném cho Quýt một cái nhìn đầy căm ghét anh đã bắt anh ấy làm việc quá sức. Chúng tôi là những con người, và khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Sau đó Hoa Riêng nhìn Jeffy với một chút ghen tị. Anh ấy chết mất. Ít nhất anh ấy sẽ được giải thoát và nghỉ ngơi. Mình tự hỏi đến lúc nào mình mới nhận được điều đó. Đó là lần đầu tiên cô ghen tị với người chơi khác việc bị chết. Với một nụ cười nhẹ nhõm Jeffy nói. Tôi ổn, Hoa Riêng đừng lo lắng về tôi. Ha ha ha. Anh cười mà nước mắt vẫn chảy ra, tuy vậy thái độ của Quyết không có một chút ngập ngừng nào cả. Chuyện gì nếu? Không, không thể được. Cậu đâu phải là một pre và cậu sẽ không thể cứu tôi được. Jeffy đã lo lắng một chút nhưng rồi lại thoải mái ngồi nhìn máu chảy ra từ bụng mình. HP của anh sụt xuống nhanh chóng và chỉ còn lại 23% vết thương nhìn thì không có vẻ nghiêm trọng nhưng bây giờ mà không có sự can thiệp của Priest, anh chắc chắn sẽ chết vì chảy máu. Nhưng Quyết đã lôi từ trong túi ra những cuộn băng và nói. Tôi sẽ chữa cho cậu ngay bây giờ, ta ha ha. Với bông băng ư, đừng đùa như thế. Áp Benda. Quyết hét lên một lần, hai lần rồi nhiều lần liên tiếp. Máu đã ngừng chảy vết thương đã liền miệng sức sống tăng lên 26%, sức sống tăng lên 29%, wow. Jeffy tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn Quýt với vẻ mặt đầy sợ hãi. U, Quýt này, level first S của cậu là bao nhiêu vậy? Trung cấp LV9, chỉ còn một chút nữa là đạt mức cao cấp. Trong thời gian đi trên ở Morata, Quýt đã phải sử dụng băng rất nhiều và do đó mức độ kỹ năng cậu có được khiến người khác phải ngạc nhiên. Thông thường trong nhóm nên có một pre vì không phải người chơi nào cũng tự sơ cứu được, còn pre thì lại có những kỹ năng cứu chữa cấp cao phớt ép trung cấp LV9. Jeffy đấm mạnh xuống đất. Quyết chết tiệt, một tên biến thái và đáng sợ. Bây giờ Jeffy sẽ phải chiến đấu mãi mãi và không được giải thoát. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quyết đã giết một con quái vật nữa và đang suy nghĩ rằng nó không thực sự là khó khăn. So với những gì cậu đã trải qua ở Morata, hầm ngục của bác ra trông giống như trường mẫu giáo ngay cả trong La Viac thì lũ Dead Knight còn gây ra nhiều nguy hiểm hơn với cậu. Ít nhất là chúng còn sử dụng thanh kiếm dài và phép thuật bóng tối. Trái lại những tên trộm của bác ra chỉ sử dụng kiếm ngắn, và mặc dù tần suất tấn công nhiều hơn nhưng lại không nguy hiểm hơn. Lần này cậu không có Anveron trợ giúp bên cạnh, nhưng so với hồi đó thì HP của Uyết đã tăng thêm đáng kể nhờ vào việc câu cá và các hiệu ứng. Tăng gần gấp đôi, 1.400. Ngoài ra, nhờ vào skill Black Meat, đã có thể đánh bóng giáp và mại kiếm sắc nhọn giúp tăng khả năng sống sót của cậu hơn nữa. Nghề Legenda Monlai Skunto Chỉ vì nó mà cậu buộc phải cày quốc các skill thủ công và trong vài tháng qua cậu đã nâng được rất nhiều skill lên trung cấp. Nó tốn khá nhiều thời gian, nếu không Quyết đã cắm đầu vào trên rồi, và có lẽ cậu đã lên LV280. Quyết thích chiến đấu với đối thủ mạnh, đó là lý do tại sao cậu đã đi đến tầng 4 hầm ngục của bác ra. Và thậm chí trước đó, cậu đã chiến đấu với Death Knight trong khi LV chỉ mới ở mức 110. Đó chắc chắn là những việc khó, cậu cũng đã phải tốn rất nhiều công sức, bù lại cậu nhận được lượng lớn ép và trở nên mạnh hơn. Sau khi đánh bại một nhóm các quái vật, Quyết đột nhiên nhận ra rằng túi đồ của cậu đã hết chỗ trống. Khỉ thật. Hoa Rin và Jeffy đã quá chán nản đã đến lúc kết thúc cuộc săn một cuộc săn nhớ đời chết tiệt quá là đáng sợ luôn họ chắc chắn rằng những tên trộm của bác ra sẽ đến gặp họ trong những cơn ác mộng suốt cuộc đời nhưng sau đó uýt lại khiến họ sốc một lần nữa có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nhưng chúng ta sẽ phải thực hiện một chuyến đi ngắn đến làng để bán các ai tắm và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại một lần nữa những tên trộm của bác ra hãy chờ chúng tôi chúng tôi sẽ đi nhanh thôi định mệnh bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Tổ chức Dark Gamer Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 40 Tổ chức Dark Gamer Lee Hyun gấp quyển sách giáo khoa toán lại. Kể từ khi bỏ học từ vài năm trước, cậu đã không mở bất cứ cuốn sách giáo khoa nào ra đọc lại nữa. Tuy nhiên, để có thể lấy được bằng tốt nghiệp trung học, cậu phải quay trở lại với con đường học hành lắm gian nan và vất vả này hơ hơ mờ từ sau khi nghỉ học đến giờ cậu dành hết thời gian vào những công việc lao động chân tay để kiếm tiền do vậy đầu óc đã ngu độn đi không ít cậu đọc sách một cách tỉ mỉ nhưng lại chẳng hiểu cái mẹ gì mẹ kiếp sao mà lắm công thức thế này nếu thực sự cần dùng đến chúng mình có thể google search còn với những thứ phức tạp hơn Máy tính cầm tay chính là công cụ giải quyết, Lee Hyun lẩm bẩm không ngừng. Tự học toán là nhiệm vụ bất khả thi với cậu, nhưng đi ôn thi thì lại tốn tiền. Thôi quên đi, chơi game cái đã. Cơ mà định mệnh mình nộp lệ phí thi rồi còn đâu, sau một thời gian suy nghĩ, Hyun và em gái quyết định rằng cô bé sẽ dạy kèm cho cậu một giờ trong vài ngày tới. Nhưng kể cả khi có sự giúp đỡ của em gái, toán vẫn là môn học thực sự khoai và với những người không có hứng thú học hành, giáo viên dạy kèm còn phải cố gắng hơn gấp vạn. Tuy nhiên, Hay An đã có kế hoạch cho mọi thứ trước mắt. Hiểu quá rõ ông anh trai quý hóa của mình, cô bé đã lên một giáo án khác thường. Nhìn này, đây là số tiền anh tiết kiệm được. Hãy nghĩ xem, nếu anh gửi ngân hàng 300 đô la với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trăm. Vậy khi khoản cho vay đáo hạn, anh sẽ thu về bao nhiêu tiền, 316 đô la và 17 sen. Khi hay anh hỏi những câu như vậy, cô luôn nhận được câu trả lời chính xác chỉ trong nháy mắt. Nhưng Lee Hyun vẫn chưa hài lòng và tiếp tục nói. Tiền lãi là 16,17 đô la. Tuy nhiên chúng ta phải chịu thuế. Nếu là thuế rút gọn thì 2,10 đô la, còn thuế cơ bản thì 2,42 đô la. Hay anh cười sướng, anh thấy chưa, rất đơn giản phải không? chỉ cần học theo kiểu này thôi là anh sẽ nhanh chóng thành tài. nào, đề tiếp theo. đến tiền sau khi nghỉ học, hiếm khi Hyun Hi phải vận dụng đầu óc. nhưng dần dần cậu nhận thấy việc giải toán càng lúc càng dễ dàng hơn. xem nào. Hyun đã đọc xong tất cả các thể loại sách giáo khoa và làm một nửa số đề trong đó. thậm chí cậu còn mượn luôn đóng sách của em mình. tất cả được giải quyết chỉ trong bốn ngày trước kỳ thi. Lee Hyun là hình tượng một sinh viên Việt Nam điển hình. Bình thường thì chơi dài, đến lúc thi mới cắm mặt vào học. Rồi cuối cùng cũng đến kỳ thi. Hyun rời nhà từ rất sớm, để có thể đi bộ đến trường thi ở trung tâm thị trấn. Mình phải làm hết sức có thể, trên đường đi, cậu ghé qua bệnh viện thăm bà. Sức khỏe của bà đã khá hơn, gương mặt đã bớt nhợt nhạt, bác sĩ thông báo với cậu, bà đã có thể tự mình đi lại. Đừng lo Hyun. Thế nào cháu cũng thi đổ cho mà xem." Bà nói kèm theo nụ cười khích lệ, "Tất nhiên rồi bà ạ, à, Li Hiun nắm chặt tay bà sau khi bố mẹ cậu mất, bà phải một mình gồng gánh nuôi hai anh em. Những công việc lao động chân tay vất vả khiến đôi tay bà trở nên nhăn nheo. Hiun sẽ biết ơn bà cho đến tận cuối cuộc đời. Nếu không nhờ có bà, hai anh em cậu có lẽ đã bị gửi đến trại trẻ mồ côi và chắc chắn phải xa rời nhau." bởi hiếm khi gia đình nào nhận cùng lúc cả hai đứa trẻ. Chào bà, cháu phải đi rồi. Li Hi Un tạm biệt bà rồi đi bộ đến trường thi. Kỳ thi được tổ chức tại trường trung học công lập Hàn Quốc. Đó là một trường trung học nằm trong chuỗi giáo dục liên hợp Hàn Quốc, được xây dựng gần một trường cao đẳng và một trường đại học, tương tự như chuyên tổng hợp hay chuyên ngoại ngữ của Đại học Quốc gia nhà mình ấy, mặc dù không lọc top 10 trường đại học danh tiếng nhất cả nước nhưng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất ở đây thật tuyệt vời vô vàn con người trẻ tuổi tài năng bao gồm cả sinh viên nước ngoài cùng học tập trong một môi trường độc lập và sáng tạo chất lượng của một trường đại học không dựa trên thứ hạng trong nước mà phụ thuộc vào danh tiếng của nó ở nước ngoài ở các quốc gia khác đại học hàn quốc khá nổi tiếng ở nước ngoài do vậy nó thu hút nhiều sinh viên nước ngoài hơn bất cứ trường đại học nào ở xứ sở kim chi tòa nhà chính của đại học này trông rất hiện đại. Li hi -un đánh giá cao điều này. Dù có phải sống thật tệ, nhưng mình thề, em gái mình sẽ được học ở ngôi trường này. Mỗi phòng thi gồm 30 người. Sau khi nhận được danh sách câu hỏi, Li hi -un nhận thấy mình đã trúng cơ mờ nợ tủ. Phương pháp học tập nước đến chân mới nhảy của cậu đã mang lại kết quả khả quan đến không ngờ. Mặc dù vậy, cậu cũng không nên bỏ qua thực tế rằng Kỳ thi này chủ yếu dành cho người trưởng thành và cao tuổi, những người vì một số lý do đã không thể đi học trước đó. Vì vậy, đề thi có chút dễ thở hơn so với những kỳ thi thông thường. Mình có thể trả lời hầu hết các câu hỏi. Nếu được tiếp tục đi học, điểm tổng kết của mình chắc phải cao vờ đờ tí chứ. Lee Hi-un tự sướng, rồi chậm chậm xem qua những câu hỏi. Hi-un hối tiếc vì đã không thể tiếp tục việc học sau khi cha mẹ mất cậu cho rằng hệ thống giáo dục của Hàn Quốc đã có lỗi với một thiên tài bất hạnh là mình. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ vẩn vơ. Vì thế, cậu cầm bút, suy nghĩ thật cẩn trọng, rồi viết câu trả lời. Một trong những môn thi hi lựa chọn trong kỳ thi này là đạo đức. Trên thực tế, cậu có thể chọn ngoại ngữ hoặc những môn khác. Nhưng cậu chọn đạo đức vì nghĩ thi môn này thì chẳng cần phải học, chỉ cần biết một số nguyên tắc cơ bản là được rồi một nếu trông thấy một chiếc ví nằm trên đường bạn sẽ làm gì a giữ làm của riêng b nhặt lên và kiểm tra xem có ai trông thấy không c nhặt lên rồi chạy d nhặt lên kiểm tra ai đi cạc và cố gắng tìm người làm rơi ví e lấy tiền và bỏ lại chiếc ví li hi un gãi đầu ngay cả quyết định bỏ học cũng không khiến cậu lăng tăng vậy mà lần này lại khó quyết định thế nhưng câu nào là câu trả lời đúng? Cậu đã nghĩ đạo đức thì cũng dễ thôi, nhưng chuyện đó có ai ngờ, mấy câu hỏi trong bài thi lại phức tạp đến vậy. Hừm, có ba đáp án có vẻ đúng. Sau khi cân nhắc, cậu đã chọn đáp án số 2. Đáp án số 5 cũng có vẻ chính xác, nhưng bỏ lại chiếc ví thì không phải lựa chọn tốt nhất. Những câu hỏi khác đều không khó, và Hi-un đã trả lời khá dễ dàng. Ngon rồi, môn đạo đức của mình chắc chắn sẽ được điểm tối đa, đạo đức là môn thi cuối cùng, vì vậy cậu đã hoàn thành kỳ thi. Lần cuối đặt chân đến rốt Glicid, tôi đã nhặt được vũ khí mới. niên Golden Acer, Rìu Vàng. 60 sát thương cơ đấy, các chỉ số cộng thêm khác thì sao, 45 STR, 10 AGI, tăng cơ hội tránh gặp phải bọn cướp khi đi đường, và nếu nó rơi xuống nước thì sẽ một đi không trở lại qua. Ngon đấy, trong hành lang, những người vừa hoàn thành bài thi đứng tập trung thành những nhóm nhỏ. Và hầu như ai cũng nói về roi hồ rau. Rìu vàng, rìu là loại vũ khí trong game gây sát thương mạnh nhất, nhưng phạm vi tấn công và tốc độ đánh lại vào hàng thấp nhất. Sát thương có lớn đến mấy, mà không hạ được kẻ địch thì cũng vứt. Tuy nhiên, nếu một người nắm vững được cách vận dụng nó, thì người đó sẽ trở thành một chiến binh cực kỳ nguy hiểm. Lee Hyun cầm ba lô lên và đi về phía lối ra cậu không vội nên quyết định đi đằng sau mấy người đàn ông đang chém gió đó. Cậu muốn nghe phần còn lại của câu chuyện. Một người nhìn khoảng 30 tuổi, hai người còn lại trông trẻ hơn. Dòng hung, tao thấy ghen tị quá. Còn nhớ khi chúng ta rời khỏi trường học không, cả lũ đã cùng nhau chè chén rất vui vẻ, EA, bọn tao chỉ làm ăn cỏn con, trong khi mày lại trở thành thành viên tổ chức Dark Gamer, Dark Gamer. Dark Gamer là cái tên dành cho những người chơi kiếm tiền từ game Nhưng Hyun đã rất ngạc nhiên bởi phản ứng của hai người còn lại Họ biết người đàn ông kia là ai Và họ thấy ghen tị Anh ta phải thấy xấu hổ chứ nhỉ Lee he nghĩ việc kiếm tiền từ game là chuyện chẳng có gì đáng tự hào Bởi vì bạn chẳng làm gì có ích Không mang lại cho thế giới này bất cứ điều gì mới mẻ Bạn chỉ có cày quốc, kiếm tiền Và khi game sập bạn sẽ trở thành một trong số những kẻ vô dụng trên thế giới. Dông hung, lever mày lên bao nhiêu rồi, lever của tao á? Để xem nào. Hình như là 355, vải trưởng. Trong game đó tao có nhiều bạn lắm, nhưng chẳng thằng nào có lever cao như mày. Thế thứ hạng của mày thì sao, top 10k, số lượng game thủ của roi Hồ Rau đã vượt quá 100 TR, lọc top 10k thì cũng không phải dạng vừa đâu. Level 355 một kẻ may mắn. Lee Hyun không giấu nổi sự ghen tị của mình và đi chậm lại. Cậu phải đi xe bus về nhà. Tuy nhiên, Jong Hoon và hai người đàn ông dựng lại ở bãi đổ xe và đứng trước một chiếc xe nhập ngoại. Vào xe đi, tao sẽ cho chúng mày biết một dát gamer là như thế nào, thật chứ? Cảm ơn mày. Họ chui vào xe và Hyun không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục hành trình ra bến bus của mình nhưng dông hung chui đầu ra khỏi cửa kính xe và gọi hi -un. Hay, chúng tôi vẫn còn chỗ trống. Nếu cậu ở gần đây, tôi sẽ cho đi nhờ hi -un đang do dự, nhưng dông hung lại tiếp tục. Tốt thôi. Tôi biết cậu cũng chơi roi hồ rau. Vừa nãy cậu đã cố gắng nghe lõm câu chuyện giữa chúng tôi. Chúng tôi đang đi đến cuộc offline thường kỳ của những game gamer. Nếu cậu muốn thì hãy đi cùng đi, những game gamer tập trung tại một nhà kho bỏ hoang. Bên trong tòa nhà, có hai chiếc hộp đăng nhập, một chiếc bàn dài, và rất nhiều ghế. Trước khi bắt đầu offline, tôi sẽ nói cho các bạn nghe về tổ chức. Anh tự giới thiệu bản thân là cho dông hung và tiếp tục với một nụ cười. Theo mọi người, hiện tại có bao nhiêu người chơi kiếm tiền bằng cách bán ai tắm trong Royal Rau? Nói trước là không chỉ một hay hai đâu, nhiều lắm đấy. Một vài chục ngàn chăng. Một người đàn ông lên tiếng sau nghĩ ngẫm nghĩ một lát, cho dông hung lắc đầu, không dưới 100.000 người đâu, nhiều vậy sao, hầu hết đến từ Ấn Độ, Tàu Khựa, và một số quốc gia Đông Á khác, đường biên giới giữa các quốc gia không có nghĩa lý gì trong roi rau. Bất kỳ ai, đến từ bất kỳ quốc gia nào đều có thể chơi game bằng cách sử dụng hộp đăng nhập. Ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng bị loại bỏ, nhờ phần mềm trang tự động, được cung cấp bởi công ty cổ phần Unicorn. Nghe nói có một công ty thương mại ở Hàn Quốc chỉ kiếm tiền nhờ roi rau. Đúng đấy. Công ty đó bán ai tắm và tiền ảo trong game. Họ thuê nhân viên chơi game và sau đó thu thập những gì nhân viên của mình cày quốc được. Tôi không có ý chỉ trích họ, họ chỉ làm đúng với những ý tưởng ban đầu khi thành lập công ty. Chúng tôi cũng làm như họ, nhưng không muốn công khai. Có rất nhiều thành viên của tổ chức chúng tôi ngại ra ngoài và chỉ thích ở một mình. Những người chơi như vậy thường khó lòng biểu hiện được tiềm năng của mình khi làm việc ở một công ty lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra tổ chức Dark Gamer, những lời dông hung nói ra khiến đám lính mới có chút bối rối. Thế ý nghĩa của tổ chức này là gì, câu hỏi hay đấy? Lý do chính để thành lập tổ chức là trao đổi thông tin. Chúng tôi liên kết những thông tin mà các thành viên thu thập được. Nhờ đó, các bạn có thể tìm hiểu được những bãi trên, hầm ngục ngon nghẽ, lộ trình buôn bán thuận lợi, và những con quái hiếm, wow, chia sẻ thông tin à, có nghĩa là một khi gia nhập tổ chức, Tôi sẽ có quyền truy cập cơ sở dữ liệu thông tin, thật không may, việc đó không dễ dàng gì đâu. Các bạn không thể nhận được tất cả các thông tin ngay lập tức. Mức độ truy cập của các thành viên được xác định theo cấp độ trong tổ chức E, sao lại thế, đó chỉ là biện pháp bảo mật thôi. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả, nhưng một số thành viên có thể làm rò rỉ thông tin ra ngoài và thông tin về tổ chức sẽ bị lộ chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Tổ chức quá đông người, nên điều gì cũng có thể xảy ra EA. Thường thì những người chơi level 100 không có những thông tin về hầm ngục cấp độ 200 hoặc hơn. Vì vậy chúng tôi quyết định cấp độ cho các thành viên theo giá trị thông tin mà họ cung cấp. Và cấp độ sẽ xác định mức độ truy cập của họ trong cơ sở dữ liệu. Đó là cách hoạt động của tổ chức. Tất nhiên, các thành viên mới có thể truy cập vào những thông tin cơ bản, tức là cấp độ phụ thuộc hoàn toàn giá trị thông tin chúng tôi cung cấp, không chỉ vậy đâu nếu các bạn tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức, cấp độ của bạn cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như việc bán ai tắm trên trang web đấu giá của chúng tôi thường xuyên chẳng hạn. Tuy nhiên, có một số giới hạn nhất định trong việc tăng cấp độ kèo này có vẻ sáng đây. Vậy, chúng tôi gia nhập tổ chức bằng cách nào hai anh chàng đi cùng cho dông hung bắt đầu điền thông tin vào những mẫu có sẵn. Họ khai báo tên nhân vật, lever, và những thông tin có liên quan khác. Tùy thuộc vào những thông tin khai báo, mà thành viên được xếp hạng ban đầu như thế nào. Như hai anh chàng này có level 140, họ được xếp vào cấp D, cấp thấp nhất trong tổ chức. Cậu cũng đăng ký chứ, dòng hung hỏi Hyun, người vẫn đang ngồi yên lặng từ lúc bắt đầu cuộc offline đến giờ. Lee Hyun suy nghĩ đến lần thứ hai, và sau khi cân đo đông đến tất cả những ưu, khuyết điểm, cậu lắc đầu từ chối. Tôi không có ý định gia nhập, cậu chắc chứ. Dòng hung không tỏ ra vẻ thất vọng một chút nào. Well, đúng là cậu đang chơi roi rau thực sự. Nếu đồng ý gia nhập, tổ chức sẽ dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. Còn nếu cậu vẫn muốn giữ nguyên quyết định, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau đó, dòng hung nghiêng mình và thì thầm vào tai hi -un. Hai người đi cùng tôi chỉ là những người ngẫu nhiên được chọn. Có khi họ còn không sử dụng những thông tin sẵn có dành cho mình ấy chứ. Cậu thì khác nếu gia nhập tổ chức, cậu sẽ có quyền truy cập những thông tin đặc biệt. Những thông tin ban đầu của tổ chức dành cho người mới vô tác dụng với cậu, thế nên cậu không muốn phải chia sẻ những thông tin giá trị của mình. Phải vậy không, Lee hee khá ngạc nhiên. Có vẻ như Dông Hun đã tiếp xúc với khá nhiều game thủ như cậu nên những giả định anh ta đưa ra là khá chính xác. Dù sao thì cũng tốt thôi. Mọi người đều có những nguyên tắc riêng của mình và tổ chức của chúng tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, tôi sẽ tặng cậu một lời khuyên. Nếu cậu là một người chơi đứng đắn, tốt hơn hết là đừng gia nhập vào tổ chức này, Lee Hyun, người đã im lặng từ nãy đến giờ, lặng lẽ trả lời, tôi không có thời gian để nâng cao cấp độ và cũng không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào về mình. Nếu Lee Hyun tiết lộ tên nhân vật trong game của mình, quyết rất có thể cậu sẽ phải gặp trắc rối onju vn đã từng sử dụng vấn đề này rồi đe dọa cậu để phỏng vấn. Nhưng việc từ chối đến lần thứ hai của Hyun cũng không làm dông hung phiền lòng. Ngược lại, thậm chí nó còn khiến anh thích thú. Ok. Ít nhất thì những người như cậu sẽ không chơi trò đâm sau lưng. Cậu biết website của chúng tôi chứ? Nghe đây. Đăng nhập vào ID Cờ Di 9008, Pass 165.008. Đây là tài khoản đặc biệt dành cho những người tham gia website lần đầu. Nếu sử dụng tài khoản này, cậu sẽ có cấp độ C, và nó sẽ giúp cậu truy cập được một lượng lớn thông tin có giá trị. Tin tôi đi. Ngoài ra, cậu có thể thay đổi mật khẩu nếu cậu lo lắng có người khác đăng nhập vào ID này. Sao tôi lại được đối xử đặc biệt vậy? Hi-un hờ hứng hỏi và nói thêm vì tôi là bạn học à. Đơn giản thôi. Dark Gamer có 3 quy tắc. Đầu tiên là không tin tưởng bất cứ ai. Nó miêu tả chính xác mối quan hệ của chúng ta hiện tại. Quy tắc thứ hai, cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu. Nếu cậu sử dụng thông tin của tổ chức, thì phải cung cấp một thông tin khác có giá trị tương đương. Tôi thấy cậu là người rất tuân thủ theo hai quy tắc đầu tiên này, cậu có tiềm năng trở thành một đắt gamer chính hiệu đấy. Thế còn quy tắc thứ ba là, quy tắc thứ ba là chỉ tin vào tiền và thế là Hyun un quyết định gia nhập đát gamer tại tầng thứ tư của hầm ngục ba sa quyết hoa riêng jeffy đang tập trung săn quái họ liều mạng chiến đấu và nhờ đó các skill và exp cứ tăng lên không ngừng ok tôi phun hp rồi quyết đi đánh nhau tiếp thôi kia tôi chỉ chờ có vậy thôi jeffy và hoa riêng uể oải đứng dậy dù cả hai đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục quyết trên chậm lại nhưng đều vô ích sau cùng họ vẫn phải nhẫn nhịn làm theo ý muốn của cậu. Theo quyết thì cái hầm ngục ba xa này sắp cạn kiệt hết tài nguyên săn bắn rồi, nên cứ dọn dẹp càng nhanh thì càng tốt. Chúng ta sẽ ở lại đây thêm, nhiều nhất là một hoặc hai ngày nữa. Xin lỗi vì tôi đã mất khá nhiều thời gian cho cái vụ thi thố vừa rồi đã khá lâu kể từ khi cuộc chiến thành Oden nổ ra. Diêu Ban Căng đã suy yếu rất nhiều và hầu như không thể phát động thêm một trận công thành chiến ngay được nữa. Vì vậy, phe chiến thắng sẽ có đủ thời gian để giữ vững ngôi vị của mình. Có lẽ sắp tới đây, các bãi quái xung quanh Oden sẽ trở thành bãi riêng của Guild Prosperity và các đồng minh. Ngoài họ ra chắc không ai được phép vào đó săn quái nữa. Thật đáng tiếc hầm ngục Basa, một trong số những hầm ngục trứ danh nhất, nổi bật với nguồn EXP phong phú và những lúc có giá trị. Hai ngày qua, Wick đã tăng liền 17 LV và đạt LV 247 nhưng cậu nghi ngờ khả năng được tiếp tục trên ở hầm ngục này. Mình có thể tăng thêm 5 LV trong khoảng thời gian còn lại. Và tốt nhất là nên tìm mấy con quái mạnh mẽ chút. Đánh quái nhỏ chắc không đủ EXP, e. quyết gọi các đồng đội lại và phi thẳng đến nơi họ chưa từng đặt chân tới, sao huyệt của bốt hầm ngục. Mình Rivon hét quạt. khi lần đầu quyết đưa ra ý tưởng, Hoa Riêng và Jeffy đã phản đối quyết liệt. Không thể tin nổi quyết, cậu bị ngu à. Bốt ở hầm ngục Ba Sa có LV-290, và lũ nai cấp dưới của hắn cũng loanh quanh ở LV-275. Thật dễ hiểu trước phản ứng của Hoa Riêng và Jeffy. Quyết, chúng tôi vẫn nghĩ cậu có óc phán đoán tốt hơn chúng tôi nhiều. Nhưng lần này, chúng ta hoàn toàn không có cách nào để tiêu diệt tên bốt và lũ nai. Chính xác, Jeffy tiếp lời Hoa Riêng, bốt hầm ngục là một đát mết, pháp sư hắc ám, và thậm chí còn có thể là một tên necromen. Pháp thuật của lũ Netmancer khác xa so với những mết bình thường. Và cậu nên nhớ là hắn đã đạt LV290, cộng thêm việc là bốt hầm ngục, hắn còn được bút thêm HP nữa. Người ta bảo sức tấn công của hắn khủng khiếp lắm đấy EA, Hai hit là về thành dưỡng sức liền, game này chắc bốt cuối là phòng tôm, quăng hit quăng kiêu luôn chứ không phế như tên bốt này, V, quýt vỗ tay để ngắt lời họ. Sức tấn công của hắn thực sự khủng sao? Tất nhiên rồi. Băng bó cũng vô tác dụng luôn, Jeffy kêu lên, và băng bó chỉ có thể được áp dụng sau khi trận chiến kết thúc. Hoa riêng bổ sung đột nhiên, Jeffy và Hoa riêng liếc nhìn nhau, gương mặt họ lộ rõ sự tán đồng với đối phương. Chúng sáng bừng lên, và họ mỉm cười. Quyết, chúng tôi đến đây, tôi mà chết là nghĩ luôn đấy, lúc này, đó là ước nguyện duy nhất của họ, đồng đội mình hài hước thật, Quyết không cảm thấy buồn chán khi có họ ở bên. Cậu không thể ngừng ngạc nhiên trước sự đơn giản của họ tuy nhiên quyết không nhận ra rằng cậu cũng chẳng khác với họ là bao ai đó chỉ cần nhớ lại vẻ mặt kích động của cậu khi chỉ một đồng xu của cậu bị đe dọa là biết ngay thôi ha ha lâu lắm rồi không có khách các người định la liếm gì ở đây vậy trong phần sâu nhất của hầm ngục ngồi trên ngai vàng lộng lẫy và mặc quần áo tuyệt đẹp là bốt hầm ngục đứng cạnh là hai nai và mười hai thai thế là hết đời chúa ơi cuối cùng con cũng sắp có cơ hội được gặp người khi nghe tiếng bốt hoa rin và jeffy bắt đầu rên rỉ họ không quá hoảng sợ ít nhất là nụ cười của họ chứng minh điều ngược lại nhưng lại cảm thấy có chút hồi hộp họ không thường xuyên được gặp những tên bốt kiểu này bốt hầm ngục đang tập hợp lực lượng để chống lại liên bang british do vậy cuộc chiến sắp diễn ra có thể bị ngừng lại vô thời hạn chỉ cần đủ thân thiện bạn sẽ nhận được nhiệm vụ từ hắn kiểu kiểu như xử đẹp những tên sát thủ được cử đến lấy đầu hắn hoặc cung cấp ai tắm cần thiết cho lũ thai. Đương nhiên, nếu nhận một trong số những nhiệm vụ đó, bạn sẽ trở thành kẻ thù của liên bang British. Tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận những nhiệm vụ dạng này, bởi nó yêu cầu điểm danh vọng cực cao. Vì vậy, khi bốt hầm ngục bắt đầu nói chuyện với Uyết, Hoa Riêng và Jeffy cảm thấy chút lo sợ. Bởi nếu trận chiến này không diễn ra, họ sẽ không có cơ hội để thử qua cảm giác chết là như thế nào. Tuy nhiên, Quýt nắm chặt kiếm và trả lời vượt quá mong đợi của họ. Chúng ta đến đây để giết ngươi, hu ho, lại là một lũ chó săn của liên bang British à, được thôi, nếu các ngươi muốn chết thì sẽ sớm được toại nguyện thôi. Ta sẽ treo đầu các ngươi ở trước cửa hầm ngục như một lời cảnh báo. Các nai đâu, vâng, thưa ác chúc cao quý, trong khi tên bốt đang lãm nhảm, quýt vung kiếm lên và hét lớn. Holy Blessing, hiệu quả của kiếm thánh Agatha được kích hoạt và khí thế thần thánh được truyền vào cậu hai Priester Blessing, chiếc nhẫn trên tay quyết bừng sáng và bắt đầu bao phủ cơ thể cậu với một thứ ánh sáng mềm mại. Mặc dù hiệu ứng của những ai tắm này chỉ có tác dụng trong vòng 20, nhưng chúng được tổng giám mục của giáo hội Freya đích thân chúc phúc. Do vậy, trong phút chốc, sức mạnh của quyết tăng thêm một nửa. Vàng hóc, cầm chân lũ thai, rõ rồi, thưa ông chủ mặc dù bị ảnh hưởng bởi những lời chúc phúc, nhưng van hóc không dám ho hề ý kiến bởi quyết quá mạnh so với nó. Jeffy, giúp Van Hốc đối phó lũ thai đi, nhưng... Nếu để chiến đấu, anh muốn ra tay với lũ Nike hơn, như vậy có thể chết nhanh hơn chút. Hoa riêng sẽ câu giờ với lũ nai, Còn tôi sẽ lo thằng ác chút này, nhưng nếu chúng không bị ảnh hưởng thì sao? Hoa riêng kêu lên đầy lo lắng thì cứ cố gắng đối phó thôi. Jeffy và Van Hốc sẽ tới giúp cô sau khi làm thịt lũ thai tôi bận đánh bốt rồi, Jeffy và Hoa Rin không còn sự lựa chọn nào khác nên đành nghe theo lời chỉ đạo của Uyết. Hai tên Nai từ từ áp sát Uyết, chúng vung kiếm một cách khéo léo, đừng có đứng ngẩn ra đó Hoa Rin, bắt đầu đi, Jeffy lập tức lao về phía lũ thai, Uyết dễ dàng tránh né hai tên Nai và lao thẳng về phía trước. Hoa Rin bị bỏ lại một mình, đối mặt với hai tên Nai. Cha Minh đang sờ, vũ điệu quyến rũ, để quyến rũ kẻ thù mạnh hơn mình, Hoa Ring phải tiêu tốn rất nhiều mana và nhảy lâu hơn so với bình thường. Và Nai đã nhanh chóng áp sát. Vì vinh quang của Ba Sa, hai tên Na nhảy về phía Hoa Ring cô nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Chắc sẽ đau một chút thôi, rồi cái chết sẽ ập xuống. Đối thủ quá mạnh, việc nhảy múa khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, một giây trôi qua, rồi một giây nữa, cô vẫn bình an vô sự. Hơn nữa cô còn nghe hai tên nai tranh luận với nhau. Giết cô ấy đi, Jackson, tao không muốn. Ngươi làm đi. đi tao không thể. Những nai như chúng ta đã tuyên thệ rằng luôn phải bảo vệ phụ nữ. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu giết cô ấy, chúng ta sẽ không còn là nai nữa, well, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng Bob đã yêu cầu. Những lời cuối cùng xua tan sự lưỡng lự của họ. Hoa riêng nghe thấy một tên này áp sát cô và nói lời xin lỗi. Tha thứ cho chúng tôi, cô gái, ngay cả khi sắp chết, Hoa En vẫn tiếp tục nhảy múa. Cô vẫn di chuyển đôi tay của mình và uống công cơ thể thật đẹp. Trong những ngày qua, cô đã nhảy múa trước mặt lũ thai của hầm ngục Ba Sa rất nhiều lần, thỉnh thoảng vừa chiến đấu, vừa buồn ngủ khủng khiếp. Vì vậy, cuối cùng cô đã thành công học được cách nhảy với đôi mắt nhắm nghiền bạn thực hiện thành công cha miên đang sờ nai gai của hầm ngục bác sần đã bị gài bẫy ta xét cho cùng cô gái này quá đẹp tôi không xuống tay được xin lỗi bố chúng tôi không thể hoa riêng thành công vô hiệu hóa hai tên gai. ò à, không thể tin nổi mình làm được rồi cô ngã xuống đất khi vang và jeffy vừa tiếp cận họ vừa tiêu diệt xong lũ thai tuyệt vời jeffy được chiêm ngưỡng cuộc chiến của quyết chống lại bốt hầm ngục ba xa hắn tung ra rất nhiều phép thuật hắc ám về phía cậu. Xuyên thủng kẻ thù của ta đi, Dark Aro, vô số mũi tên hắc ám bắn từ phía sau ác chút nhắm vào Quýt. Phép thuật được thực hiện gần như ngay lập tức, nhưng Quýt vẫn có thể tránh né được. Cậu làm được điều đó nhờ lường trước được việc ác chút sẽ làm trò này. Vì vậy, ngay từ lúc tên bốt bắt đầu niệm chú, Quyết đã xác định được thể loại và vùng chịu ảnh hưởng bởi phép thuật và bắt đầu né tránh. Jeffy thực sự ngạc nhiên bởi sự nhanh nhạy đó. Sunting Blay vung kiếm để làm chệch hướng một vài mũi tên cậu không thể né tránh và lao về phía tên bốt. Berlin ác chút lập tức dịch chuyển một vài bước, tuy nhiên trước ngực hắn là một vết chém dài có thể nhìn thấy rõ ràng và nó đang chảy máu. Skill Sunting đã đánh xuyên giáp đối thủ. Đối với Necroman, những kẻ không có chỉ số giáp và lượng HP thấp, vết chém như vậy thực sự trí mạng nếu hắn cầm tinh con đĩa thì lượng máu gần như vô hạn, giống như chúa tể Vampy Tori. May là trong trò chơi không có nhiều quái vật, biến thái, như thế, và các người chơi đều chủ động tránh xa chúng. Bị lừa rồi, sau khi kéo dài khoảng cách với Uyết, tên bốt có một chút thời gian để quan sát tình hình và đưa ra kết luận rằng mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu cho hắn. Chiến đấu với ta chỉ vô ích thôi, hắn hét lên trong cơn giận dữ. Ta đã thực hiện một hợp đồng với thần chết. Ngươi có biết tại sao lũ chó chết British không thể đánh bại được ta không? Ta sẽ cho ngươi thấy ngay đây. The Immortal Power, sức mạnh bất tử. Sống dậy nào những chiến binh của ta, mặt đất dưới chân họ rung lên và skeleton bắt đầu xuất hiện. Những skeleton đen, đỏ, trắng. Ác chúc của hầm ngục Ba với tư cách là một necroman thực sự, đã sử dụng lá bài tẩy của mình, triệu hồi mết, Wario và Archer skeleton để giúp hắn. Giọng hắn tràn đầy niềm tin chiến thắng Hầu hết những chiến binh của Barsa Đều được chôn cất tại đây Kể từ khi còn bé Ta đã đến đây để luyện tập thuật chiêu hồn Giờ thì chỗ này sẽ là nơi chôn vui ngươi Aha, Stumptimberley Chuyển động của Quyết đã chậm lại đáng kể Giờ cậu phải chiến đấu chống lại lũ Skeleton được triệu hồi Những con quái này không nguy hiểm như lúc còn sống Nhưng chúng sẽ khiến những pha tấn công của bốt trở nên khó chống đỡ hơn nhiều đó là điều Quýt lo lắng nhất. Mỗi đòn tấn công bằng phép thuật của Ác Chút có thể làm lượng HP của Quýt giảm 1 phần 3. "Chết đi, tên kia." Một trong số những con skeleton đâm Quýt từ đằng sau bằng thanh kiếm gỉ của mình. Cú đâm là chính xác nhưng không gây sát thương vì Quýt đã cẩn thận đánh bóng áo giáp của mình trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng những pha tấn công vẫn tiếp tục khoảng LV 220. quyết nghĩ vậy. Nhờ những kinh nghiệm to lớn từ việc đánh quái Nhờ đó cậu có thể xác định chính xác lv của đối thủ chỉ nhờ dính một hit từ chúng Quái lv 220 thì không nguy hiểm đến thế Nhưng vấn đề là tên bốt có thể triệu tập skeleton vô thời hạn Và chúng cản trở những bước di chuyển của Uyết rất nhiều Trong khi lời chúc phúc của cậu chỉ duy trì được trong 20 phút Một khi hiệu lực kết thúc, trận chiến sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều Nói cách khác, cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi mình biết cách thoát khỏi lũ undead này rồi. EA. Mình biết rồi. Tôn tử đã dạy phải lấy độc trị độc suốt thời gian vừa rồi, quyết đã đội chiếc mũ của Dead Knight cậu nhặt được ở Lavia. Triệu hồi Skeleton, chiếc mũ cho phép quyết có thể triệu hồi undead LV50. Số lượng chính xác và mức độ tuân lệnh phụ thuộc vào chỉ số lãnh đạo của người triệu hồi. Lũ Skeleton từ mặt đất trồi lên thậm chí còn nhiều hơn. Hơn 200 tên, và tất cả chúng đều quỳ xuống, đợi lệnh của chủ nhân. Giết, giết hết những kẻ đang đe dọa ta, hai đám Skeleton bắt đầu đánh nhau. Một trận chiến hầu như không thể phân biệt được bạn và thù. Bày tôi trung thành của thần chết, ta yêu cầu sức mạnh của ngươi, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, ác chút hét lên. Ngươi không phải người đã triệu hồi bọn ta, câu trả lời từ một hướng của cuộc chiến vọng lại. Ngươi, đồ ngu, Skeleton triệu tập bởi quýt yếu hơn đối thủ rất nhiều chúng chết một cách nhanh chóng mà không gây ra chút sát thương nào, nhưng vẫn hữu dụng trong việc cầm chân đối thủ để quyết có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lũ Skeleton đối phương. Tripper Sai Bắt xác. quyết bắt đầu ám sát tên bốt đang dần cạn kiệt mana. Ác chút có thể sử dụng Berlin để trốn tránh những pha tấn công của quyết, nhưng lợi thế của hắn đã mất. Hoa Rin, Van Hóc và Jeffy liên thủ kết liễu hai tên Knight mới tỉnh táo trở lại và vội vã lao đến giúp Quyết cả tổ đội truy sát tên bốt đang bỏ chạy, vài phút sau, do không chống lại nổi những pha tấn công quyết liệt của họ, hắn chính thức lên bảng đếm số. Endurance Huệ 1, sức chịu đựng, Fighting Spirit Huệ 1, tinh thần chiến đấu, bạn đã lên LV Week đã từng chiến đấu với những con quái có LV trên 290, do vậy cậu chỉ lên được một LV cho chiến thắng này. Mặc dù con bốt này mạnh hơn những lãnh chúa vampi khác, nhưng còn xa mới bằng chúa tể Tori. Wow! Tuyệt vời! Chúng ta thắng rồi, Jeffy và Hoa Riêng ăn mừng chiến thắng và tiến về phía Uyết. Nhưng khuôn mặt của thanh niên nghiêm túc Uyết lại làm họ khựng lại. Hơ hơ mờ, mình chỉ còn 3,5% HP. Xém chết! Well, tiếp tục trên thôi nhỉ các bạn trẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.